lớp em nó học thêm ở trong An Khánh, thầy Huy thì phải. Thầy Huy ở thầy này có dạy ở trường không? Không. À, không dạy ở trường thì thôi tạm thời bỏ qua. Anh chỉ xem với cái đề nào dạy ở trường thôi. Thế còn cái này? Từ xem nào. Cái này là ở đâu đây? Cái này là đề của A3 cô Mai Hương ra đề. Cô cho ô trùng. Ôn ở lớp học thêm ấy hả? Ôn ở trên trường. Ôn ở trên trường hay là ôn ở tại chỗ học thêm của cô? Ôn học thêm một cô ấy. Nhưng mà cái này là ở mấy đứa trên trường cho em. Ờ, để anh xem nào. Cũng được. Cô ấy cho đề cương cũng sát, tại A8 cũng học như là A8 cũng được cô chữa nhiều cái bài bản hơn. Ra mấy cái này nó cũng dễ thôi, quan trọng là định xem nó nào. Có vẻ ảnh ở trên mess nó sẽ hơi mờ nhỉ. Ủa, cái ảnh này nó lại xoay à, xem nào, cho nó lên đây đi xem nào. Anh muốn cho nó to to ra một chút. Thôi chắc là tầm này thôi. Đấy, cái câu này thì nó cũng có vẻ cũng không không quá là khó đâu, đúng không? Ở đây người ta cho anh xem nào. Câu 1 này, cái phát biểu nào sai đúng không? Cái này thì dễ thôi. Cái này thì lim của quy mũ n bằng 0 nếu chuyển đổi quy lớn 1, cái này sai nhá. Cái này sai. Đấy. Khi cái quy ấy, cái chuyển đổi quy này này. Chuyển đổi quy mà lớn hơn 1 ấy thì lim của nó. Đấy, lim của quy mũ n nhá, thì nó sẽ bằng vô cùng. Đấy, có thể nó bằng âm hoặc là dương vô cùng nhé, tùy thuộc vào quy âm hay dương. Đấy, nếu mà quy dương nhé thì nó sẽ là dương vô cùng, nếu mà quy âm ấy thì nó còn tùy cơ, tại vì cái n này nó có khi mà nó tiến tới vô cùng thì nó có thể là chẵn hoặc lẻ nhá. Đấy, thế còn nếu mà chuyển đổi quy bằng 1 đúng không, đấy thì lúc này cái lim của quy mũ n thì nó sẽ bằng cộng trừ 1. Đấy, thế còn nếu mà chuyển đổi của quy mà nhỏ hơn 1 nhá thì cái lim của con quy mũ n thì nó sẽ tiến tới không. Ok không? Nó là cái con cấp số nhân lùi vô hạn ấy. Đấy, cái này học ở bên lò học rồi đúng không? Lim của quy mũ n nó sẽ bằng không nếu mà chuyển đổi quy bé hơn hẳn 1 đúng không? Cái này là Rồi. Con này là gì đây? Con này là 3 lần f trừ 4 lần g thì đơn giản đúng không? Thì là 3 lần của 2 trừ này là đi thay số đúng không? đúng không? 3 này đây là 6 à, đúng không? Trừ đi 12 như vậy là bằng âm 6 đúng không? Ok, cái này đơn giản rồi. Lim tại 1 nhé. Lim tại 1 thì lấy máy tính ra, bấm trực tiếp thôi, đúng không? Cái này nếu mà gặp mấy con lim, tất cả lim thì bấm máy tính hết thôi, không không có cái gì khó cả. Đây, mình nhập trực tiếp cái hàm thôi. X bình đúng không? Trừ đi 2X này, cộng với 3 này, đúng chưa? Đấy, mình nhập trực tiếp tại đây là X cộng 3 này. Em can vào đây thôi. Em cứ can trực tiếp tại 1 xem có lỗi không nhá. Đây em can tại 1 này. Rồi, nó không lỗi nhá. Em can tại 1 nó không lỗi thì em khoanh tại 1 luôn. Ok chưa? Còn nếu mà nó lỗi thì tí hướng dẫn. Ok không? Đấy. Nó ra bằng 1 luôn này. Đấy, đây, nhập nhập trực tiếp cái hàm số này vào thôi. Sau đó mình can trực tiếp tại 1 này, can tại 1 này, bằng đó nó ra bằng 1 như vậy là khoanh IC luôn. Rồi, câu tiếp theo nhá. Dãy số nào có giới hạn bằng 0 đúng không? Thế con này là áp dụng cái lý thuyết của câu 1 đây này. Đúng không? Con này thì mình có là cái quy bằng mấy đây? Quy bằng 1/3 đúng không? Đó, điều đó mình suy ra là 1/3 tất cả mũ n thì tiến tới 0, đúng chưa? Rồi. Câu này nhá, lim khi x tiến tới 1 trừ đúng không? 1 trừ tức là 1 và bớt đi một lượng rất bé, đúng không? Đấy. Đây, mình có thể bấm như thế này, mình bấm là x cộng 2 đúng không? Đó, trên cho gì nào? Trên cho x trừ 1 đúng không? Trên cho x trừ 1 nhá. Rồi em can vào đây cho anh này. Ở đây là 1 trừ đúng không? 1 trừ thì em bấm là 1 trừ đi một cái lượng rất bé nhá, không phải. Đây, để bấm này đi, không phải. Đó, được chưa? 1 trừ đi một lượng rất bé nhé, thì người ta gọi là 1 trừ. Ok không? Em chưa học cái mũ mà âm mấy các cái đâu, nên là mấy thầy cô nào mà dạy em là nhân 10 mũ trừ mấy đấy, em đừng học kiểu đấy nhá. Cái đấy nó không phải bản chất đâu. Em lớp 12 em mới học cái đấy cơ. Đấy, bây giờ em làm như thế này. Nha. Nếu mà đây người ta cho em mình là 1 trừ. 1 trừ thì em hiểu là 1 mà mình bớt đi một rất rất bé. Ok không? Bớt đi một lượng rất bé thì người ta gọi là 1 trừ thôi. Nhìn thấy chưa? Ok không? Đấy. Rồi, sau đó mình bấm bằng nhá. Bằng này, bằng. Thì em thấy nó ra một cái số này rất âm chưa? Có đúng không? Cực kỳ âm như vậy cái số này nó chính là âm vô cùng. Ok không? Đấy, âm vô cùng nhá, được chưa? Ok không? Đấy.
Rồi, câu tiếp theo nhé. Cái lim mà nó chỉ có cái con n thế này thôi thì mặc định là n nó tiến tới dương vô cùng, có đúng không? Đúng chưa? Vâng. Đấy, n nó đang tiến tới dương vô cùng nhá. Thì đại diện cho dương vô cùng mình có thể lấy một cái số tương đối lớn mà là xong, đúng chưa? Ví dụ đây mình có là 2 x trừ 3 đúng không? Đấy, tất nhiên là cái mấy con này thì nhìn một phát là ra đáp rồi. Nhưng mà thôi mình cứ bấm một tí cho nó vui. Cộng với 3x cộng 1 nhé. Đó, mình nhập trực tiếp cái biểu thức đấy vào, đúng chưa? Đó ạ. Rồi, bây giờ là n nó tiến tới dương vô cùng đúng không? Thì mình sẽ can cho anh một cái số tương đối lớn. Đây. Cái số này là lớn chưa? Đủ lớn chưa? Đấy thì cái số này nó chính là dương vô cùng đấy. Ok không? Rồi sau đó mình bấm bằng nhá. Đấy em bấm bằng này. Thì em thấy nó ra là 9,9 nhân 10 mũ âm 8 nhá, được chưa? Thì cái mũ âm nhá là coi như bằng 0 nha. Đây để anh đánh viết ra đây một chút nhá, được chưa? Nếu mà em gặp cái mũ âm ấy. Đấy, mũ âm. Em gặp cái mũ âm nhá, được chưa? Đấy, ví dụ như là trong cái máy tính nó đang xuất hiện cho mình cái này. 9,9 nhân 10 mũ âm 8 này thì coi như nó là bằng 0 nhá, được chưa? Ví dụ 9,9 này. Đúng chưa? Nhân với 10 mũ âm 8 này, được chưa? Thì cái số này là xấp xỉ số 0. Ok chưa? Đấy, mũ âm nhá. Mũ âm thì bất luận là cái thằng đằng trước này âm hay dương không quan trọng nhá, em chỉ cần gặp mũ âm là coi như nó bằng 0 ngay. Thế còn nếu mà mũ dương nhá thì lúc này nó sẽ sinh ra hai trường hợp. Ví dụ nhá. Ví dụ anh lấy là số 1,24 được chưa? Nhân với 10 mũ 5 chẳng hạn thì số này là coi như là dương vô cùng nhá, ok không? Được chưa? Lại coi như là bằng dương vô cùng này. Đó, thì ở đằng trước này này, ở đằng trước này nó không không có cái dấu gì cả thì mình mặc định nó là dấu dương, được chưa? Cái chỗ đằng trước con 1,24 ấy, nó không có gì cả, nó là dương nhá, như vậy nó là dương vô cùng. Thế nhưng mà ví dụ nó cho là âm 2,32 nhân với 10 mũ 6, được chưa? Đây, 10 mũ 6 thì là 10 mũ dương nhá, ok không? Nhưng mà vì phía trước nó có cái dấu âm, cho nên con này mình coi nó là âm vô cùng nhá, ok không? Đấy, âm vô cùng. Đấy. Thì khi mà em bấm máy tính nó chỉ ra được hai trường hợp thôi. Một nó là mũ âm, hai nó là mũ dương nhá. Đấy. Mũ âm thì mặc định bằng 0 rồi. Đấy. Mình không cần quan tâm đến cái thằng đằng trước, được chưa? Thế còn nếu mà em gặp mũ dương nhá. Mũ dương thì em phải nhìn vào thằng đằng trước này này. Nếu là dấu dương nhá thì nó là dương vô cùng, mà nếu mà là âm nhá thì nó là âm vô cùng. Ok chưa? Đấy. Nó chỉ có hai trường hợp này thôi. Rồi, thế còn con này thì ở lò chắc chắn là người ta dạy rồi, đó là bậc tử bé hơn bậc mẫu, có đúng không? Đúng chưa? Bậc tử bé bậc mẫu thì cái lim chắc chắn bằng 0. Có đúng không? Đúng chưa? Còn nếu mà bậc tử bằng bậc mẫu nhá thì cái lim nó sẽ là bằng phương đáng chia xuống đúng không? Đấy, còn bậc tử lớn bậc mẫu thì kết quả sẽ là vô cùng, đúng chưa? Đấy. Đấy là tùy từng tình huống thì mình có thể mình chuyển thôi. Đấy nhá, ví dụ câu 7 này, em nhìn này, bậc tử là có phải là bậc 0 không? Đúng chưa? Còn bậc mẫu là bậc 1 chưa? Có đúng không? Đấy, thế thì bậc tử bé hơn bậc mẫu như vậy lim ra bằng 0 chưa? Ổn không? Ổn không? Ổn không? Câu 8 nhá. Con táo là bậc tử bậc 1 này, đúng không? Bậc mẫu cũng bậc mấy luôn? Cũng bậc 1, đúng chưa? Bậc 1 và bậc mẫu cùng bậc 1 nhá. Rồi. Đấy. Thế nhưng mà từ từ. Con này nó đang có một chút cái vấn đề đây là gì đây? Mấy câu này thực ra là theo anh ấy, bọn em đi thi bọn em cũng bấm cho nó nhanh. Thì con này thực chất là nó là lấy cái hệ số dòng trên chia hệ số dòng dưới, đúng không? Hệ số của lũy thừa cao nhất ấy. Đấy. Nhưng mà thôi anh bảo em đi thi em cứ lấy máy tính em bấm nhá, được không? Đấy, là một cái giải pháp mà anh nghĩ là nó an toàn hơn rất nhiều. Đây, em cứ bấm đây là 2x trừ 1 đúng không? Trên cho gì nào? 3 trừ x, đúng không? Ở đây là x tiến tới gì đây? Âm vô cùng đúng không? Âm vô cùng thì em can cho anh một cái số tương đối âm. Ví dụ đây. Số này âm chưa? Ok không? Rồi mình bấm bằng nhá. Bằng này. Thì em thấy nó ra này, âm 1,99 thì số này xấp xỉ mấy nào? Âm Một 1,99. à, Đâu? Xấp xỉ âm không 2. Âm không 2. Âm 1,99 là gần âm 2. Đúng chưa? Có đúng không đấy? à Âm phẩy 199 à là tôi rồi phải là âm 2 chứ, đúng biết không? không Đấy. Thì vậy là chọn ý này. Kịp không? Đấy. có Con tiếp theo nhá. Con tiếp theo này. Mình bấm là gì nào? 2x đúng không? 2x cộng với bao nhiêu đây? 2017. Đúng chưa? Trên cho gì nào? 3x đúng chưa? Cộng với lại 2018. Đúng không? Đấy. Sau đó mình can nhá. Ở đây nó không có cái con n tiến tới bao nhiêu cả. Thì em cứ mặc định cho anh một số dương vô cùng vào. Ok không? Đấy. Một số rất lớn. Ok chưa? Rồi sau đó em bấm bằng nhá. Đấy. Bao nhiêu? 0,666 đúng chưa? Đấy. Thế thì 0,666
0,666 thì nó là 2 phần 3 đúng không? Đúng chưa? Được. 0,666 không phải 2 phần 3 thì em bấm thử nhá. 2 phần 3 này. Bấm bằng này, em bấm S sang D này. Đúng chưa? Có đúng là 0,666 không? Chuẩn chưa? Đấy. Mấy lim nhé, toàn bộ lim là bấm hết thôi. Đấy, cũng không không khó đâu. Câu 10 nhé. Câu 10 thì là 1 phần 2 mũ N đúng không? 1 phần 2 mũ N thì là coi như tiến tới mấy nào? Tiến tới Đấy 0. không? Tiến tới 0. Câu 11 nhé. Ừ. Biết lim khi x tiến tới mấy đây? X cộng 1, căn của x cộng 1 trừ 2. Từ từ anh biết đây nhỉ, căn bậc 2 này của x cộng 1 này trừ đi 2 trên cho x trừ mấy đây? X trừ Trừ 3. 3. Rồi, đây là lim này. Lim nhá, khi x nó tiến tới mấy đây? Chứ 1 cho à? 1 hay 3 đấy? 3 đúng không? Đúng rồi, chắc là phải x tiến tới 3, x tiến tới 3 đấy, bởi vì là 3 thì nó dính vào cái điểm mẫu thì chắc người ta mới bắt tính chứ đúng không? Đúng chưa? Thế tính con này thế nào? Anh hướng dẫn. Nó cho bằng cái gì đây? Nó cho mình là bằng A trên cho gì đây? bình. A trên B bình à? A trên B bình nhé. Rồi anh thử bấm máy xem có ra không nhé. Nếu mà không ra anh giải tay. Còn nếu mà ra rồi thì thôi. Đây. Cái con này này, mình cứ bấm cái biểu thức của nó thôi. Căn bậc 2 của gì đây? X cộng 1 đúng không? Đấy, trừ đi 2 này. Rồi, dưới mẫu là trừ đi 3 đúng không? Ok không? Nếu mà em can trực tiếp tại 3 nó sẽ lỗi luôn này. Đúng chưa? Em can tại 3 nhá, lỗi luôn này. Đây, can tại 3 nhá, lỗi này. Đúng chưa? Can tại 3 lỗi luôn. Tại vì điểm 3 làm cho cái mẫu này bằng 0 có đúng không? Nó sẽ lỗi. Chọn chưa? Đúng không? Đấy, em can tại 3 thử xem. Đấy, nhập biểu thức vào xong em can tại 3 lỗi chưa? Rồi. Nếu mà em can tại 3 mà bị lỗi, em can cho anh tại 3 cộng nhá. Em can cho anh tại 3 cộng nó sẽ hết lỗi nhá. 3 cộng này. 3 cộng hoặc là 3 trừ cũng được. 3 cộng thêm một lượng rất bé nha. Được chưa? Ok không? Đây có đúng là 3 cộng không? Có. Ok không? Rồi em bấm bằng cho anh. Bằng. Nào em nhìn xem kết quả nào, bao nhiêu? Không phải bao Không nhiêu? phải 0,259 29. nào, vậy số này có phải xấp xỉ là 0,25 không? Có. 0,25 là bao nhiêu em? Là 1 phần 4 đúng không? 0,25 có phải là 1 phần 4 không? Đúng Có. chưa? Rồi sao? Đó, vậy từ đây em đồng nhất ra thôi, em có ngay A bằng mấy nào? A bằng 1 Ăn một và B bằng về bốn. B bằng 2. Ở đâu đang cắt? B bằng 2, Đấy, đúng rồi. chưa? Xong chưa? Rồi. Hiểu chưa? Rồi. Đấy, dễ không? Quá dễ đúng không? Tính tay làm cái gì? Đấy. Nào, như vậy thì căn A cộng B là bằng mấy? Là căn 1 cộng 2 cộng 2018 ấy gì? Đúng chưa? Đấy. Rồi. Rồi, thế thì nó bằng mấy? Có đúng bằng Không, không 2,21 không? Hiểu chưa? có. Đấy. Trời. Bảo rồi mấy cái con này có cái gì đâu đúng không? Cứ phải gáy cái đã. Chứ biết có làm được hay không cứ phải gáy đã. Copy tiếp cái ảnh tiếp theo nha, cái này hiểu không đấy? Ổn không? Có. Ừ, dễ mà đúng không? Rồi cứ bình tĩnh, nào tiếp tục. Ừ. Cái này nó lại cứ ở cái trạng thái nó bị này đúng không? Rồi. Thôi to to em tí cho nào. Ok, thôi rồi, này được rồi. Nào câu tiếp theo nhá. Cho tứ diện ABCD này. Thằng nào vào đây? Thúy Hường. Chờ chút nhé. Để anh hướng dẫn ngay cái này. Thế cái thằng thằng hôm qua nó học cùng em làm nhà nó gần đấy à? Nhà thằng đấy gần nhà ngay cạnh em. Anh bảo em cứ nhìn xem là cái nhà nào mà to nhất, giàu nhất, đẹp nhất đấy, nhiều ô tô nhất, nhưng mà không phải là mấy cái nhà bán xe tải thì là nhà của cái thằng đấy. Sao đi qua đấy suốt em có biết cái nhà đâu. Hôm tới anh chỉ cho. Đấy. Nhà ngầu như thế mày không biết, thằng quá tồi, quá tồi. Nhà đấy bố thì làm to, mẹ thì làm giám đốc ngân hàng, nói chung là nhà không có cái gì thiếu gì ngoài tiền. Còn cái thằng kia là nó ở dưới Tân Long Thằng nào? Thằng Bình An á? anh Thằng Bình An thì hình như nhà ở trong chỗ trại giam Phú Sơn ấy. nhỉ? Đường đường vào trong đấy thôi, nhà nó ở khu khu đấy mà em thấy anh cũng không phi vào trong đấy nhiều, nhưng mà tại nó là ở trong đấy.
Rồi ok nào thôi tôi xử lý tiếp nha. Hello, cái gì đây? Hường Hường à? Đây là lớp học chém gió đây anh em ạ. Đấy chứ còn học hành thì vui vẻ thôi. Nào tiếp tục nha anh em. Cho tứ diện ABCD này, đúng không? Có ABC và ABD là các cái tam giác đều. Nó cho cái tam giác đều để làm cái gì? Đấy. Không biết nữa, tôi phải cứ vẽ cái hình ra đã đúng không? Đây, cứ vẽ cái hình nha, vui vẻ thôi. Đấy. Tứ diện này. Nó không cho thêm cái gì cả đâu, đấy nó chỉ cho mỗi cái này thôi. Đấy. Mình cứ đánh dấu ở đây một chút nhé. ABC đúng không? ABC đúng không? Đấy, thế thì đánh lựa lựa xem nào. Cho nếu mà A vào đây, ABC đây là B. Góc có vẻ không 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 đẹp rồi. Cho A xuống dưới này xem có được không? ABC. ABC ABD. Rồi, đấy. Ok, thì mình sẽ có hai cái tam giác đều đây nhá, đúng không? Đó là ABC này, đây. Tam giác đều nhá, thì các cạnh của nó bằng nhau, đúng không? Đấy, ABD này thì cũng là tam giác đều nên các cạnh của nó phải bằng nhau. Đó. Rồi, thế bây giờ nó hỏi mình này, tính góc giữa hai đường thẳng AB và CD đâu rồi? AB đâu? AB là cái thằng này đúng không? Rồi, CD là cái thằng này đúng không? Rồi, thế thì góc giữa hai thằng cu này bằng bao nhiêu độ nhỉ? Góc giữa AB và CD bằng bao nhiêu? Áng chừng đúng không? 90 nhá. Rồi nhưng mà bây giờ tại sao ra 90 nhá? Thì bây giờ để anh hướng dẫn. Cái này đơn giản thôi. Bước vào đây một chút. Ok, lấy vào đây. Đây nhá, bọn em lấy cho anh cái điểm bọn em lấy cho anh điểm M này này. M là trung điểm của AB nhá. Ok không? Được chưa? Đấy, lấy cho anh M là trung điểm của AB nhá, để anh chứng minh sang bên bên cạnh này nhá. Ok không? Rồi, cái yêu cầu của bài toán này nó là gì? Là tính cái góc giữa hai cái con của nợ là con AB đúng không? Và con CD đúng chưa? Ok không? Đó, thế bây giờ để anh xử lý cái con này cho cô xem nhá. Được chưa? Nhìn nhìn được AB chưa đấy? Nhìn được AB chưa? AB đây này. Đúng chưa? CD là con này này, đúng không? Để làm hình thôi khi mình phải có cái cảm giác ấy đúng không? Qua anh có nói đấy. Nào, thế bây giờ này, chúng ta sẽ lấy cái điểm M đúng không? Là cái trung điểm đúng chưa? Của con AB. Ok không? Đấy, thế vậy em quan sát cho anh một chút nhá. Em nhìn sang bên tay trái này. Ở bên tay trái thì em có cái tam giác ADB, em có thấy cái tam giác bên tay trái này không? Có. Cái tam giác ADB này. Tam giác này đều đúng chưa? Đúng không? Rồi. Tam giác này đều nhá, mà lại có cái điểm M là gì nào? M Là lại chủ đang là trung điểm của AB đúng không? Vậy lúc đấy em thấy rằng là DM DM có phải là đường trung tuyến không? Có đúng không? Thế nhưng mà trong cái tam giác đều ấy thì đường trung tuyến nó lại trở thành đường cao, công nhận không? Có đúng không có. đấy? Đấy, DM lại là đường cao nhá, được chưa? Là đường cao. Đó, rồi. Thế thì nếu mà DM là đường cao thì em suy ra một cái kết luận rằng là gì? Đó là DM đúng không? Có phải vuông góc với cái gì nào? Vuông góc với AB đúng không? Rồi, DM vuông góc với AB. Rồi, nào bây giờ tương tự như thế. Nào, tương tự như thế. Nào, tương tự. Tương tự nhá. Thì em nhìn xuống mặt đáy cho anh nào, nhìn xuống mặt đáy. Đáy của mình có phải là tam giác ABC không? Đấy, Có. cũng lại đang có M là trung điểm của AB đúng chưa? Đấy. Ừ. Như vậy CM là đường trung tuyến, đúng không? CM mà là đường trung tuyến thì CM cũng lại trở thành đường cao đúng không? Đúng chưa? Ừ. Vậy CM mà là đường cao thì mình dẫn tới điều gì nào? Thì mình dẫn tới là CM cũng vuông góc với AB. Đúng không? Rồi vậy từ hai cái điều này, nào từ cái ông này và cái ông này thì mình dẫn tới điều gì nào? Là AB vuông góc AB với lại mặt phẳng mặt phẳng CD DMC. đúng không? DMC đúng không? Rồi vậy từ đấy thì mình suy ra ngay AB có phải vuông góc với CD không? Chắc chưa? Đấy, đúng không? AB vuông góc với cái mặt phẳng CDM thì AB sẽ vuông góc với CD bởi vì bản thân con CD đang nằm trong cái mặt phẳng CDM, đúng chưa? Đấy. Cái hình này em có thể tưởng tượng luôn nhé, đúng không? Khi mình làm trắc nghiệm ấy, mình tưởng tượng luôn cho nó nhanh. Đấy, hai con này đúng không? Mình có thể tưởng tượng trong trạng thái là vuông góc với nhau luôn, đúng không? Đấy. Ok chưa? Cũng đơn giản đúng không? Cũng không có khó đâu. Đấy nhá. Nói chung là mấy cái này anh cũng quay lại màn hình này, để sau xem lại được không? Nào, câu 13 này. Những cái câu mà nó có cái N ở trên mũ như thế này nhá, được chưa? Những cái câu có N ở trên mũ nhá thì bấm biểu thức
bấm biểu thức, nhưng mà chỉ can cho anh với cái con n mà số nhỏ hơn 30 thôi nhá, tầm khoảng độ 25 đến 30 là nó ra kết quả rất đẹp, được chưa? Đây đây, lấy máy tính ra đây hướng dẫn. Em bấm cho anh phân số này, trên tử nó là gì đây, 2 mũ n cộng 1 đúng không, em bấm cho anh 2 mũ x được chưa, cộng với 1, ok không? Đấy, dưới mẫu là 2 nhân với đúng không, 2 mũ x đúng chưa, đúng không, cộng với 3, ok chưa? Đấy, em bấm cho anh cái biểu thức như thế nha, lim lủng thì cứ bấm máy tính cho anh là auto ra ngay, được chưa? Rồi Rồi. rồi em can cho anh nhá, rồi đấy, em can cho anh đấy, ví dụ can tầm khoảng độ 30 thôi đấy, 30 nhá, tầm đấy thôi đấy, 30 thôi, bằng này, em thấy nó ra kết quả là bao nhiêu? 0,4998. 0,49 là coi như là 0,5 được chưa? Rồi. 0,5 có phải chính là 1 phần 2 không? Ok không? Có. Đấy nhá, rồi. Chứ nếu mà con này mà mình can nhiều số 9 mà là tạch luôn này. Can nhiều số 9 là máy lỗi luôn này. Đấy, máy báo lỗi phép tính ngay, đúng chưa? Đấy, can nhiều 9 là máy tính nó sẽ báo lỗi ngay. Đó, được chưa? Những cái con mà có x ở trên mũ ấy thì chỉ cần can cho anh tầm khoảng 30 thôi. 30 đổ về thôi nhá, được chưa? Đấy, nó ra kết quả rất đẹp. Rồi, là xong. Nào, câu 14 nhá. Cho hình hộp đúng không? Rồi, cho hình hộp nha. Nó hỏi mệnh đề nào là mệnh đề sai. Cái trị tuyệt đối này này thì nó là độ dài nhá. Thế còn mấy cái ở đây thì người ta đi cộng thôi, đúng không? Đây anh vẽ cái hình ra, xong bắt đầu chúng ta sẽ xem là tại sao ý đề nó sai nhá, được không? Đây thì câu 14 đúng không? Đây vẽ sang đây một chút. Hình hộp đúng không? Chắc là mình vẽ vài cái hình thôi. Chứ còn hình hộp thì bọn em cứ vẽ cho anh hình hộp chữ nhật được nhá, không sao cả. Làm trắc nghiệm thì hình hộp chữ nhật với hình hộp thì nó cũng không không quá là ảnh hưởng đâu. Vẽ cái hình hộp chữ nhật này luôn cho nhanh. Còn cái nguyên gốc à, nguyên gốc của cái hình hộp ấy thì là nó phải xiên xiên đấy nhá, nó phải xiên xiên đấy. Nói chung là mấy cái đoạn 11 này thì bọn em học của em thấy nó khó không? Thằng nào mà kêu không khó là mấy thằng đấy bốc phét đấy, tại vì người ta bảo là toán 11 là cái loại toán khó nhất trên cái cuộc đời này, đúng không? Nhưng 12 là dễ hơn hả? 12 nó cũng khó, 12 khó hơn, kiến thức nặng hơn rất nhiều, sách vở thì bài vở nhiều, nên là học thì nói chung là căn bản đó này. Thực ra ai ai học mà chuyên tâm vào một chút ấy thì điểm nó cũng điểm 12 nó sẽ khá là ngon đấy. Còn 11 ấy, 11 nó bị vướng ở cái đoạn là hình học không gian ấy. Hình học không gian là căn bản là do thầy cô dạy không kỹ. Đấy, thầy cô không tỉ mẩn trong cái bài giảng của mình ấy, nên đâm ra là gì? Đâm ra là bọn em chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Đấy, lên 12 lại phải dạy lại từ đầu. Thế nó bị buồn. Đấy. À, thôi được rồi, bây giờ nói chuyện đấy thì nói chung là các thầy cô cũng ấy lắm, các thầy cô cũng cố gắng hết sức rồi. Đấy, anh không không thể nào trách các thầy cô được. Đấy. Thôi là mình xem cái ý D này nhá, được không? Nào em nhìn này, ở đây người ta cho em vector gì đây? Có phải là vector AB không? Cái ảnh này bé quá nhỉ, không zoom được. Vector AB bằng vector gì nào? CD đúng không? Nhìn thấy không? Ok không? Được chưa? Anh biểu diễn đây nhá. Anh biểu diễn ở đây này, được chưa? Anh biểu diễn ở đây. Thì em nhìn cho anh nhá, vector AB có phải là vector này không? Có đúng không? Đó. Đấy, vector CD là vector nào? Lại đi ngược chiều, em thấy không? Hai con này có phải đang ngược chiều nhau không? Có đúng không? Đúng chưa? Ngược chiều nhau nên không thể nào bằng nhau được nhá. Hai vector muốn bằng nhau được nhá thì thứ nhất là nó phải cùng chiều. Thứ hai là độ dài của nó là phải dài bằng nhau. Ok không? Đấy, được chưa? Đấy. Thế ở đây nhá, ở đây anh sẽ chỉ cho luôn em này. Đấy, những cái con nào bằng được với con AB, được chưa? Thì có mấy con này thôi. Thứ nhất đó là con A phẩy B phẩy, em thấy không? Đấy, con thứ nhất là con A phẩy B phẩy này. Con thứ hai là con gì nào? D phẩy C phẩy, có đúng không? D phẩy C phẩy. Và con thứ ba là con gì? Phải là con gì nào? Con DC mới là đúng nhá, được chưa? Con DC mới là đúng. Chứ nếu mà con CD là sai vì con CD nó đang bị đi ngược chiều. Ok không? Hiểu chưa? Được không đấy? Đấy nhá, nó bị ngược chiều nhá. Ok chưa? Đấy. Sai là phải sai do nó bị ngược chiều. Đấy, mình phải rõ ràng ra. Ok không? Được không? Được không? Đây, con này là sai do ngược chiều nhá, ok chưa? Ngược chiều. Dài do ngược chiều. Đấy. Rồi, nào câu tiếp theo. Cho khối lập phương đúng không? Rồi, cho khối lập phương nhá. Góc giữa hai cái đường thẳng, được chưa? Hai cái đường thẳng đây hình như nó là B phẩy hay sao ấy.
A phẩy B này và B phẩy C đúng không, là bằng bao nhiêu độ nhá. Ok chưa? Rồi. À, để anh vẽ cái khối lập phương ra nhá, và mình check xem nó có đúng bằng 60 độ không nhá. Ok không? Đấy. Đấy, hay quá nhỉ. Ở đây mấy cái bài ở đây người ta lại giải hết rồi đúng không? Đấy, hơi nhàn đúng không? Mình đỡ phải giải. Học cái này nhàn thật chứ. Ơ thế nhưng mà mấy hôm nay nghỉ lễ thì bọn em lại chỉ ở nhà ngồi chơi à? Ngon. Sướng thế. Trời ơi. Học bên lò thì người ta cho nhiều bài tập không? Nhiều lắm. Nhiều lắm à? Nếu mà mình không hoàn thành thì bị em sao? Thì ở lại à? Ở lại cứ ngồi cho nó hết giờ xong đi về thôi thì chứ cũng không phải làm gì đâu gì. Không có chép nhanh để đi về thôi à? À ok, rồi, nó lại còn như thế nè. Lò nó Nhưng học mà đói pin. thì... À lại còn thế nữa. Rồi, A phẩy này, C phẩy, D phẩy nhá. Thông thường thì vẽ hình người ta hay vẽ phẩy ở bên trên nhá. Được chưa? Không phẩy ở bên dưới, phẩy ở bên trên. Rồi, anh vẽ xong khối lập phương rồi nhá. Rồi bây giờ anh quay lại đây anh xem người ta hỏi mình cái gì nhá. Nào, góc giữa hai cái ông nào đây? A phẩy B nhá. Được chưa? Nào A phẩy B nào, để anh nối cái con A phẩy B lại cho kem coi đã nha. A phẩy B nó nằm ở đâu? Đâu, cái thằng chéo chéo này phải không? Có đúng không? Đây là con A phẩy B này. Rồi. Đấy, một cháu, nào thêm cháu nữa. Cháu nữa là cháu nào đây? B phải B phẩy C C. Ừ phải đúng rồi, B phẩy C nha. Đâu xem cái cháu B phẩy C nó nằm đâu nào. B phẩy đâu? Cái mặt này trước hả? mặt ngoài. À B phẩy C là con này ấy hả? Ok. Rồi nên mình nối nó vào đúng không? B phẩy C nha. Là con này đúng chưa? Rồi. Đấy. Rồi, thế thì bây giờ mình áp dụng cái nguyên tắc mà hôm qua anh có nói ấy. Đây. À, góc giữa hai đường thẳng chéo nhau trong không gian, được chưa? Thì mình sẽ sử dụng nhanh phép chuyển song song nhá. Ok chưa? Ok không? Đấy. Anh viết viết đây một chút nhé, cần viết không? Thôi chắc không cần đâu đúng không? Nhắc thế là chắc là nhớ rồi. Góc giữa hai đường thẳng chéo nhau trong không gian, được chưa? Thì cách làm là sử dụng phép chuyển song song. Ok không? Đấy, được chưa? Để đưa hai cái đường thẳng đấy của mình về trạng thái chung gốc, bởi vì nguyên nguyên gốc của nó ấy thì là hai đường thẳng chéo nhau thì chúng nó không cắt nhau, đúng chưa? Không cắt nhau thì không thể tạo góc được, cho nên là mình phải dùng phép chuyển song song để đưa chúng nó về trạng thái cắt nhau. Không, đưa về cắt nhau thì tự chúng nó sẽ tạo góc thôi, được chưa? Thế bây giờ em nhìn cho anh nha. Em nhìn cho anh này. Ví dụ bây giờ em thích chuyển cái thằng màu đỏ hay thằng màu vàng, em chuyển thằng nào cũng được thôi. Đấy, thằng nào? Chuyển đỏ. Chuyển thằng màu đỏ ấy thì ok nhá. Thì em nhìn này, cái thằng màu đỏ của em là thằng gì nào? Thằng B phẩy C đúng không? Thì em sẽ sử dụng phép chuyển song song này. Em chuyển song song nha, em sẽ kiếm cho anh một cái con nào song song với con màu đỏ là ăn luôn. Đây, A phải đi. chính xác là con này đúng không? Đấy, ok chưa? Thế rồi, thế bây giờ bắt đầu mình chuyển ra đây này. Nào bắt đầu mình viết ra đây một chút nha, viết từ từ nó sẽ ra ngay. Nào, cái đề bài là mình cần tính góc giữa con gì và con gì nào? Là con gì nào? Con B phẩy C này. Rồi A phẩy B đúng không? Thì đây, A phẩy B này. Đúng chưa? Đấy, và con gì nào? Và con B phẩy C đúng không? Đấy, thì bây giờ đổi này. Nào con A phẩy B mình giữ nguyên cho anh. A phẩy B mình giữ nguyên nhá. Còn con B phẩy C đúng không? Thì đổi về thành con gì nào? Đổi về A thành phải con đi. thành con A phẩy D, đúng chưa? Rồi, bây giờ anh sẽ xóa cái con màu đỏ ở phía trước mặt các em đi cho đỡ rối mắt nhá, được chưa? Xóa đi nhá. Ok, xóa đi. Rồi. Nào, bây giờ mình cần tính góc giữa con màu vàng và con đỏ mới đúng không? Đúng chưa? Rồi thế thì góc giữa hai con này thì bằng bao nhiêu? Thì em để ý kỹ này. Bản thân con màu vàng nó chính là đường chéo trong hình vuông. Có thấy không? Khối lập Có. phương nhá thì tất cả các cái mặt là đều bằng nhau và đều là hình vuông nhá. Bản thân con màu vàng này nó chính là một đường chéo trong hình vuông. Bản thân con màu đỏ cũng là một đường chéo trong hình vuông đúng không? Bây giờ anh sẽ vẽ thêm một con màu xanh nữa nhá thì nó sẽ lòi góc 60 ngay. Đấy. Đây này. Đúng rồi. Đấy, thấy chưa? Như vậy có thấy là ba con đỏ vàng xanh không, thì đều là gì nào, đều là ba cái đường chéo trong hình vuông đúng không, cho nên là làm sao, chúng nó bằng nhau, công nhận không, ba đoạn thẳng này bằng nhau nhá, ba đoạn thẳng đỏ vàng xanh bằng nhau đúng chưa. Như vậy cái tam giác này của mình là tam giác đều chưa. Tam giác đều nhá. Rồi bây giờ mình tính tiếp đoạn này nào. Cái góc giữa a phẩy b và a phẩy d thì nó là góc nào, nào là góc gì, b a phẩy d có đúng không, có đúng chưa, có đúng là góc này không? Đấy, như vậy góc này là bằng 60 độ nhá, đúng không? Được chưa? Mở ngoặc ra đây, đây là cái tam giác gì nào đều nào. Tam giác A phẩy
B, D, đều đúng chưa? Ok không? Đấy, Có. thế xong, đúng chưa? Thế nhá, nguyên tắc của góc giữa hai đường thẳng chéo nhau á là chúng ta sẽ sử dụng cái phép chuyển song song cho anh nhé. Đây, cái đường thẳng ban đầu, cái đường thẳng màu đỏ nó nằm ở đây, đúng không? Tuy nhiên, đúng không? Nó đang bị chéo nhau nên mình sẽ chuyển con màu đỏ về về cái con nét đứt ở đằng sau này. Ok không? Đấy, thế nhá, xong chưa? Rồi, xong nhá, 60 độ này, đấy. Ok, đấy, thế là bọn này đi học thêm này cũng sướng nhỉ, học toàn mấy cái câu nhàn nhàn hì hì. Rồi, nào câu 16 nào. Cái bài này nó hỏi mình là liên tục đúng không? Từ từ đánh xem cái con này mũ mấy nhá. Tố mới này, đây là x mũ 3 nhá, được chưa? X mũ 3 trừ 1 trên cái con của nợ này đúng không? Đấy. Rồi, giá trị của tham số m để hàm số này liên tục nhá. Đi thi thì tất nhiên là phải bấm máy tính rồi, đúng không? Đấy. Giờ đương nhiên chẳng có ai ngồi giải tay cả đâu. Nhưng mà anh sẽ nhắc lại một chút nhá. Rồi, ở một cái hàm số đúng không? Thế nào được gọi là liên tục tại cái điểm x0? Đấy, còn nhớ không? Nhớ không? Ừ. Hay lại quên mất tiêu rồi. Có tiểu Sầu. Sầu mi. Có cái định nghĩa liên tục thôi. Đấy, thì làm bao nhiêu bài rồi. Anh ấy không được dạy chúng mày, nhưng mà mấy cái liên tục này không nhớ thì hơi buồn. Nào, bây giờ anh nhắc lại một chút nhé. Hàm số này, hàm số y bằng fx nha, được chưa? Ok không? Được gọi là, đấy, được gọi là, u mẹ ơi, được gọi là liên tục nha. Ok không? Đấy, tại x0, nếu 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 này lim của fx đúng chưa? Lim của fx khi x nó tiến tới x0 cộng bằng lim của fx, đúng chưa? Nghe quen quen không đấy? Khi x nó tiến tới x0 trừ bằng gì luôn? Bằng f tại x0. Này có quen không đấy các thím? Quen không? Có. Đấy, đúng chưa? Rồi, cho nên là khi mà các vị đi giải cái bài toán này là các vị làm cho tôi ba cái dấu dấu cộng gạch đầu dòng ra, đúng không? Đúng chưa? Tính cái lim cộng này, tính cái lim trừ này, tính cái f này, đúng không? Tính ba cái ông này ra, sau đó làm sao? Sau đó cho nó bằng nhau là xong cái gì? Có đúng không? Đấy. Rồi, thế bây giờ mình quay lại cái bài toán này của mình nha. Được chưa? Ở đây người ta bắt các em là tính xung quanh điểm mấy nào? Có phải điểm 1 không? Đúng chưa? Thế thì chúng ta cần phải tính tại gì nào? Tính tại 1 cộng, tính tại 1 trừ và f tại 1, đúng chưa? Đấy, đúng chưa? Nào, thế bây giờ lấy cái máy tính ra tính thôi nào. 1 cộng nhá. 1 cộng thì em ngầm hiểu cho anh là 1 cộng là lớn hơn 1, đúng không? Lớn hơn 1 thì nó có khác 1 không? Đó. Một số mà lớn hơn 1 thì nó có khác 1 không? Có đúng không? Đấy. Cho nên là x khác 1 thì bao gồm 1 cộng, đúng chưa? Tương tự như thế nhá. Tương tự như thế nhá. Một số mà bé hơn 1, đúng chưa? Bé hơn 1 thì nó cũng sẽ khác 1 đúng không? Như vậy là 1 trừ nó cũng sẽ tính theo dòng trên này luôn. Cả 1 cộng cả 1 trừ đều được tính theo dòng trên, đúng chưa? Còn bằng 1 là sẽ tính theo dòng dưới nhá. Ok không? Nào thôi bây giờ bấm này. Để chém gió thế đủ rồi đúng không? Nào x mũ 3 này, đúng chưa? Rồi, trừ đi 1 nha. Rồi, trên cho x trừ 1 này, được chưa? Rồi, đầu tiên em tính cho anh tại 1 cộng nha. 1 cộng thì em sẽ bấm cho anh này, 1 thêm cho anh một lượng rất bé, được chưa? Thấy chưa? 1 thêm cho anh một lượng rất bé thì người ta gọi là 1 cộng nha. Rồi, lấy máy tính này, bấm bằng luôn này. Bằng. Bằng mấy đây? Là 2 phẩy ở đâu 3,0003. Ừ, thì nó là coi như nó bằng 3 có được không? Ok không? Đấy. Được. Rồi thế mình nháp thôi, anh viết nháp ở đây thôi nhá. Được chưa? Tất nhiên là trình bày tự luận thì không ai trình bày thế này. Đây là làm trắc nghiệm nên anh chỉ viết nhanh thế thôi. 1 cộng, đúng chưa? Thế kết quả được bằng 3. Rồi, bây giờ tính cho anh tại 1 trừ nào. Can cho anh 1 trừ đi một lượng rất bé. Đấy, ok chưa? 1 trừ đi một lượng rất bé thì người ta gọi là 1 trừ nhá. Ok chưa? Đây mới là bản chất đó. Đấy, bằng này. Nào, 2,999. Ba. Ừ, coi như là thành 3 luôn. Ok. 1 trừ thì nó được 3. Ok chưa? Thế còn trực tiếp tại 1 nhá. Trực tiếp tại 1 thì em phải tính theo cái dòng dưới cho anh nhá. Ok chưa? Trực tiếp tại 1 thì nó bằng bao nhiêu luôn? Bằng 2m cộng 1 luôn, đúng không? Biểu thức này không phụ thuộc vào x nha. 2m cộng 1 luôn. Ok ông thím. Ok chưa? Rồi xong. Như vậy để giải cho nó liên tục thì có phải mình cần phải cho ba con này bằng nhau không? Đúng chưa? Vậy bây giờ mình cũng cho ba con này bằng nhau thôi, đúng không? Như vậy nói cách khác là mình có là 2m cộng 1 bằng mấy? Bằng 3 Ba. thôi. Vậy tương đương m phải bằng mấy thôi? M bằng 1, đúng không? Một. 2 nhân 1 là bằng 2 cộng thêm 1 bằng 3, đúng không? Vậy m bằng 1, hiểu chưa? Đấy. Đấy nhá. Để xác định cái tính liên tục thì tính cái giới hạn tại ba vị trí đúng không?
cộng này, trừ này và tính trực tiếp, đúng chưa? Đấy, thế xong. Rồi như vậy là xong cái câu 16 nha. Đấy, nhắc lại lý thuyết cho rồi. Đấy. Rồi tiếp tục bây giờ sang cái câu 17. 17 nào. 17 nha. Cho tứ diện ABCD, Y là trung tâm của tam giác ABC, rồi chọn cái đẳng thức đúng đúng không? Nào, chọn cái đẳng thức đúng. À cái này nó là cái công thức thôi, đúng không? Cái công thức xem nào. Y là trọng tâm tam giác ABC à? Ờ. Cái này được không nhỉ? Cái hình thức trọng tâm của tứ diện là cái gì nhỉ? Đâu anh chả dùng. Anh nhớ không nhầm thì hình như nó phải là gì nhỉ? SA cộng SB cộng SC thì bằng, nó bằng 3 lần SI à? Từ từ nhé, để xem phải bằng 3 lần SI không nhé. Hình như là nó không phải bằng 3 hay sao nhỉ? 3 hay 4 nhỉ? Cái chứng minh đấy xem nào. Ở đây cái nó ra luôn này. Em chỉ cần gõ đây là hệ thức trọng tâm. Ừ, máy đang để tiếng Anh à. Gõ đây là hệ thức trọng tâm. Tứ diện xem nào. Xem nó ra cái gì nào. Hệ thức trọng tâm tứ diện. À, nó bằng 4 lần à? GA cộng GC bằng vector 0. Rồi. Rồi đây là công thức đầu tiên. Rồi nhưng mà công thức này thì nó lại chưa có ở chỗ kia đúng không? Để anh xem tiếp xem nào. Liên quan gì đến đến cái kia đâu nhỉ? Để anh xem nào, anh xem lại cái đề bài cái xem là nó cho mình cái gì nhá. Đâu rồi nhỉ, cái bài nãy mình đang viết đâu? Đây. Cho tứ diện ABCD này, Y là trọng tâm của tam giác đáy này, rồi chọn cái công thức đúng, đúng chưa? Rồi, thì ở đây mình có Y là trọng tâm của tam giác thì mình sẽ có là gì? Mình có là IA cộng IB cộng IC bằng vector 0. Sau đó mình chèn điểm S vào. Rồi để anh thử nhá. Thôi để anh viết luôn cho nó nhanh. Tại vì anh xem trên mạng lại không có cái công thức nào liên quan đến cái này cả. Lại không có cái 3, cái 1 phần 3 mà lại là 4 cơ. Được chưa? Thế thôi để anh viết cho nó nhanh nhá. Được không? Đấy. Khỏi cha. Được không? Mấy cái này nó đơn giản thôi. Đây. Chúng ta xuất phát từ cái dữ kiện này này. Các em này. Người ta cho các em là Y là trọng tâm của tam giác ABC nhá. Được không các em? Được chưa? Y là trọng tâm của cái tam giác ABC nhá. Được chưa? Vậy từ đó thì mình sẽ suy ra ngay tự dưng lại có cái điểm S ở đây, đúng không? Nào, từ đó thì mình sẽ có ngay là gì nào? Là IA, đúng không? Cộng với IB này, cộng với IC này, đúng không? Mình lấy cho anh vector nhá. Đúng chưa? Thì nó bằng vector 0. Này, cái này có chuẩn không đấy các thím? Có đúng không đấy các thím? Chuẩn chưa? Chuẩn rồi. Ừ, rồi, bây giờ mọi người chèn cho anh điểm S vào. Chèn cho anh điểm S vào. Từ đó mình có này. Ví dụ IA nhé, thì có phải nó chính là bằng IS cộng với SA không? Này, có đúng không? Ờ, IB nó chính là gì nào? IS cộng IB, đúng chưa? IC nó chính là IS cộng với SC đúng không? Chuẩn chưa? Thì cái này nó bằng vector 0, đúng không? Rồi, thế bây giờ em nhóm cho anh này. Ở đây có bao nhiêu con IS tất cả nào? Nhìn kỹ này. Đúng rồi, 3 lần IS đúng không? Đúng chưa? Cộng với SA đúng không? Cộng với SB này, đúng chưa? Cộng với SC này, đúng không? Bằng gì nào? Bằng vector 0. Rồi, ở trên này thì nó đang có SA, SB, SC này, em thấy không? Nó đang có SA, SB, SC. Như vậy chúng ta sẽ đưa con IS sang bên tay phải nha. Được chưa? Từ đó thì mình sẽ suy ra nha. Đó là SA cộng với SB, đúng không? Cộng với SC, đúng không? Chuyển vế thì cần phải đổi dấu, như vậy có phải thành trừ 3 lần của IS không? Đúng không? Trừ 3 IS thì có phải chính là bằng 3 lần của SI không? Chuẩn chưa? Bởi vì hai vector IS và SI là hai vector ngược chiều, đúng không? Chuẩn chưa? Rồi bây giờ chia 3 đi là xong. Chia 3 cả hai vế đi. Như vậy này mình được là 1 phần 3 SA, đúng chưa? Cộng 1 phần 3 SB, cộng 1 phần 3 SC, đúng không? Thì có đúng là bằng SI chưa? Rồi xong chưa? Ổn không? Đấy. Thôi khỏi phải tra luôn, đúng không? Thôi mình tự làm cho nó nhanh. Đấy.
được chưa? Ổn không các thím? Đó, Ừ. nhân tiện nhắc lại về vấn đề trọng tâm nha các thím, được chưa? Đây nó chỉ là một công thức thôi. Ngoài cái công thức này ra ấy, à mà các thím có biết trọng tâm là cái gì không đấy? Lại quên rồi à? Trọng tâm là cái gì? Rồi thôi vẽ cái hình nhá. Đây, trọng tâm này, chúng ta có một cái tam giác đúng không? Rồi, mình cứ đánh dấu cho anh đây là cái tam giác ABC nhá, ok không? Được chưa? Rồi, thế thì trọng tâm ấy là giao điểm của cái đường trung tuyến nhé, nhớ chưa? Đấy, ok không? Đấy. Ok chưa? Thông thường thì trọng tâm người ta hay kêu là điểm G đúng không? Chứ ít khi người ta kêu là điểm I đúng không em? Chuẩn chưa? Đấy, thông thường người ta hay kêu là điểm G nhé, được chưa? Đây là M nhé, đây là N và đây là P nhé, ok không? Rồi, thì các cái hệ thức trọng tâm thì kem có hai hệ thức quan trọng nhất thôi, được chưa? Nào, cái công thức đầu tiên kem hay dùng nhé, đó là gì? Đó là GA cộng với GC bằng gì nào? Bằng vectơ không, đúng không? Và cái công thức thứ hai mà kem rất hay dùng đó là gì nào? Đó là cái gì nào? Đó là với một cái điểm I bất kỳ đúng không? Hoặc là với một cái điểm P bất kỳ đi nhá. Với một cái điểm P bất kỳ. Đúng chưa? Được chưa? Đấy, thì ta luôn có. Được chưa? Ta luôn có nha. Ta luôn có đó là IA. Đúng chưa? Cộng với lại IB đúng không? Cộng với IC. Đúng chưa? Thì con này nó bằng gì nhỉ? IA cộng với IB cộng IC ấy, thì nó bằng 3 lần gì? 3 lần IG đúng không? 3 lần IG hay GI nhỉ? Nào chèn thử mình chèn điểm I vào đây đúng không? Thì nó là GI đúng không? GI thì mình đưa sang kia thì nó là IG nhé. Ok chưa? Đó. Ok không? Đấy. Thì đây là hai cái công thức mình hay dùng, được chưa? Các em chỉ cần nhớ cái công thức bên trên là được rồi. Đấy. Ok không đấy? Được không? Đấy, thế thôi. Đấy là cái hệ thức trọng tâm nhá. Còn trong tứ diện ấy, trong tứ diện thì mình sẽ có là tứ là mấy nhỉ, là 4 đúng không? Như vậy là mình sẽ có là GA cộng GB cộng GC cộng GD bằng vectơ không nhá. Ok chưa? Đấy. Được không? Được không? Alo, alo. Ajinomoto. Cái này đơn giản thôi, vui vẻ thôi. Đấy. Anh chả được dạy chúng mày mấy cái này nên là chả biết là mấy cái chương trình của chúng mày nó cao cấp không. Đấy, tính mấy cái này. Rồi, bây giờ mình sang câu 18 nha. Nào, câu 18 hướng dẫn bấm cái coi. Nào, nhập trực tiếp cho anh cái hàm vào nào. Đây, nhập trực tiếp cho anh cái hàm. X mũ 2 này, anh bảo đi thi là làm đại trước nha, đừng có thằng nào làm hình trước đấy. Đấy. Được chưa? Dưới mẫu là x trừ 2 nhá, ok chưa? Được chưa? Nhập trực tiếp cho anh cái hàm này vào. Ở đây là lim khi x tiến tới mấy đây? X tiến tới 2 đúng không? Thấy chưa? Alo, alo. Được không đấy? Can 2 và phát lỗi luôn này. Nào can 2 vào lỗi nha, thấy chưa? Can 2 vào nó sẽ bị lỗi ngay, bởi vì sao? Bởi vì 2 làm điểm này làm cho cái mẫu bằng 0 nhá. Được chưa? Thì đừng can 2, can cho anh tại 2 cộng nhớ chưa? 2 cộng hoặc 2 trừ cái nó ra luôn. Đấy, nào can thử tại 2 cộng cho anh cái nào. Can tại 2 cộng thêm một lượng rất bé nha, được chưa? Thì người ta gọi là 2 cộng. Ok chưa đấy? Rồi. Được chưa? Bấm bằng đi xem nào. Bằng mấy? Âm 0,999. Con này xấp xỉ âm mấy? Một. Xấp xỉ âm 1 chính xác, vậy là ý B, hiểu chưa? Hiểu Rồi. chưa? Hả? Rồi. Ok, nào câu tiếp theo nhá. Nào, con số 19 này bậc tử có bằng bậc mẫu không? Không. Bằng, bậc tử là bậc 5. Đây này, bậc À tử đây, là cái bậc năm đây. bậc tử bậc 5 nhá, bậc mẫu cũng bằng bậc 5 đúng chưa? Đó, Là như số vậy thì là lấy cái hệ số cao nhất của trên tử đúng không? Chia hệ số cao nhất ở dưới mẫu. 8 trên cho âm 4 đúng không? 8 trên âm 4 thì được mấy? Có phải hai. đúng là âm 2 không? Chuẩn chưa? Rồi. Đấy, đúng không? Nào, câu tiếp theo nhá. Hàm số nào liên tục trên gì đây? Trên R nha, được chưa? Hàm số nào liên tục trên R? Rồi, rồi thế thì nếu mà em gặp đa thức nhá thì em khoanh cho anh luôn đa thức. Ok chưa? Nếu mà gặp đa thức thì khoanh luôn cho anh đa thức. Ok, bây giờ anh sẽ giải thích cho em là những cái ý còn lại là nó bị sai, đúng không? Thì sai nó sai do đâu nhá? Được chưa? Ở cái câu 20 này. Câu 20 nhá. Ý A ấy. Ý A nhá thì nó sai tại cái điểm âm 1. Ok chưa? Ý A ấy nó sai tại cái điểm âm 1. Âm 1 là cái điểm làm cho mẫu bằng 0 nó bị thủng nhá. Ok chưa em? Ok chưa? Rồi, ý B này. Ý B nó cũng thủng tại mấy nào? Âm 1 đúng không? À anh xin lỗi, ý C, ý C. Lú 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 lú. Mắt toét mắt toét. Đây, ý C nhá.
ý C cũng bị thủng tại âm 1 nhé. Ok không em? Ok chưa? Ừ. Ừ, nào thế còn ý D nào? Ý D là thủng tại đâu nào? Thủng tại x nhỏ hơn 0. Có đúng không? Đúng chưa? Với cái con x nhỏ hơn 0 ấy thì rõ ràng con căn x là nó không xác định, có đúng không em? Chuẩn chưa? Cho nên là nếu mà cái hàm số nó không xác định nhá, chỉ cần nhớ cho anh thôi, nó không xác định thì nó sẽ không liên tục, nhớ nha, không xác định thì không liên tục luôn, đúng chưa? Đấy, được chưa? Con căn x này bị tạch khi mà x nó âm, đúng không? Em không thể khai căn của số âm được nhá, đúng không? Cho nên là ý D này tạch nhá, được chưa? Thế còn ý A thì tạch tại mẫu này, ý C cũng tạch tại mẫu nhá, được chưa? Đấy, gặp đa thức thì em khoanh luôn cho anh đa thức, chắc chắn đa thức là hàm số luôn luôn liên tục, ok chưa? Đấy, ở vì em chẳng cần giải điều kiện gì mà, đúng không? Rồi, nào sang câu 21 nào. À, câu 21 lại lại gặp cái hình lập phương rồi, thôi anh lại dùng cái hình ở ngay bên cạnh luôn nhá, ok không? Được chưa? Được. Rồi rồi rồi, đâu có cái hình. Đây đây đây, có cái hình chết tiệt đây này. Rồi, để anh xóa bớt mấy cái này đi. Xóa đi. Đấy, hơi gọi là lười tí ấy, lại tôi dùng cái hình này luôn nhá các thím. Nào, câu 21 đã bắt tính góc giữa con gì và con gì nào? BC đúng không? BC bằng con gì đây? A phẩy B phẩy đúng không các thím? Đúng chưa? Nào bây giờ các thím ngó xem nào, BC nằm ở đâu? BC là núi chéo. À đâu, BC là đáy. BC là con này luôn đúng chưa? Một cháu. Nào con gì nữa? A phẩy B phẩy. Nào A phẩy B phẩy đâu? A phẩy B phẩy là cái con trên đỉnh đúng không các thím? Đây. Ok, rồi, lại sử dụng phép chuyển song song. Nếu cho các thím nhớ chưa? Lại chuyển song song. Nào bây giờ các thím muốn chuyển con màu đỏ hay con màu vàng? Con nào chuyển được? Chuyển màu đỏ. Nếu mà các thím chuyển con màu đỏ nhá, thì con màu đỏ từ bên trên này này, các thím chỉ cần chuyển nó về bên dưới này là xong. Được không các thím? Được chưa? Ok, rồi cái màu đỏ luôn đi. Đây. Con màu đỏ nó đưa xuống đúng không các thím? Chuẩn chưa? Đấy. Thế bây giờ góc giữa con màu đỏ bên trên và con màu vàng bên dưới thì ta quy đổi về góc giữa gì nào? Giữa hai con ở bên dưới luôn, đúng không? Mà góc giữa hai con này thì có đúng bằng 90 không các thím? Có Đúng chưa? Đúng không? đúng Bởi vì nó là cái hai cạnh của hình vuông mà, đúng không? Cho nên là bằng 90. Ổn chưa? Đấy. rồi. Nào tiếp tục. Câu 22 nhá. Cho hình lăng trụ tam giác. Hãy biểu thị vectơ BC phẩy nhá. Ok rồi, lại lăng trụ à, đúng không? Thế thì thôi vẽ cái hình ra một chút. Đấy. May quá ở đây nó có đáp rồi. Thế mình biểu diễn rất là nhanh. Đấy. Mình quan trọng là mình học để mình hiểu được cái vấn đề thôi, chứ còn thực ra thì mấy cái câu này nó cũng không không khó đâu. Đấy. Ô, nhưng mà bọn nào đi học thêm nhà cô ấy, biết trước đề ngon nhỉ? Phải mình đi học thêm nhà cô, mình chẳng đi học ở ngoài nữa. Đấy. Hi hi. Đi học thêm nhà cô biết trước hết đề rồi còn gì nữa, đúng không? Sướng. Các thím học thì thực ra theo anh thì anh thấy ở trên trường các thầy cô cứ đấu đá nhau về cái chuyện dạy thêm ấy. Nghe chừng hơi mệt mỏi nhỉ. Cạnh tranh, cạnh tranh dạy thêm có cái gì đâu. Tóm lại là cứ ông nào mà dạy mà học sinh nó hiểu được thì nó đi học thôi, còn nếu mà không hiểu thì nó cũng sẽ nghỉ hết đi mà. Khổ lắm. Thông thường thì phẩy thì viết cho anh ở bên trên nhé. Đấy, đấy là thông thường thôi. Còn có những cái bài mà nó không được thì mình đảo sau. Nào, xử lý cho anh từng vector một nhé. Đầu tiên này, vector AA phẩy này. Được chưa? Nó phải có chiều nhé các em. Vector AA phẩy này. Ngó xem nó nằm ở đâu nhỉ? AA phẩy là con này đúng không? Đúng chưa? Đây có đúng là AA phẩy không? Đúng chưa? Rồi, thì con này nó cho mình là bằng gì đây? Nó bằng A nhỏ này. Rồi, tiếp tục. Vector gì đây? Vector AB đúng không? AB nha. Rồi, AB. Rồi, nằm trong đáy đúng không? Cái này phải có chiều nha anh em. Vector là nó phải có chiều đấy. Rồi, cái con AB này này chết tiệt thật, nó bằng B. Rồi, nó bằng B nha. Rồi, vector này, tiếp tục một vector nữa. AC đúng không anh em? AC thì bằng vector C, rồi vẫn nằm trong đáy luôn. Cái vector ở trong đây thì nó lại không vẽ được bằng nét đứt anh em ạ. Đấy, nên tôi xin lỗi anh em, tôi vẫn vẽ bằng nét không đứt nha. À, thôi tôi cho nó lên cao một chút đi. Anh em tạm nhá, được chưa? Đấy. Nó phải có chiều anh em nhá. Rồi, cái con này nó chính là vector C này. Rồi, bây giờ nó bảo anh em là biểu diễn con nào nào. BC phẩy đúng không? Đúng chưa?
BC phải là anh em thử nhìn con BC phải nó nằm ở đâu. Trên đỉnh, Ở trên con trên. chéo đây này đúng không? Đấy, cái con chết tiệt thật. Đây, BC phải là con chéo chéo này. Chưa? Rồi, ok. Nào thì BC phải. Nào bây giờ anh em nhìn nha. BC phải. Nào anh em cứ chèn điểm cho tôi. Anh em nhìn này. Mấy cái bài này giải rất dễ. Dễ như thế này anh em nhé. Anh em muốn giải được mấy cái con vector ấy thì anh em đưa hết các cái vector ở trên đường chéo anh em đúng không ạ? BC phải chẳng qua nó là một con đường chéo đúng không? Anh em đưa cho tôi cái con đường chéo về vector trên cạnh anh em nhớ nhá. Đưa con đường chéo về con trên cạnh là nó sẽ ra luôn. Ok không? Đấy. Nào tôi bắt đầu tôi chèn điểm vào nhá. Anh em xem có phải không nhá. Để đi được từ B này cho đến C phải nhá thì tôi bắt đầu tôi đi hơi lòng vòng một chút. Anh em nhìn nhá. Tôi đi từ B tôi đi đến A. Được chưa ạ? Từ A tôi lại đi sang C. Được chưa ạ? Và từ C tôi đến B phải. À, cả C đến C phải. Cái này có được không anh em? Tôi đi này có được không? À, Được không? Anh em nhìn xem ok chưa đã? Ok chưa? được. Đấy. Được. Rồi, rồi anh em nhìn tiếp cho tôi nhá. Cái con BA này này, con BA anh em nhìn này, con BA thì nó đang đi ngược chiều đúng không ạ? Ngược chiều với con màu xanh lá cây đúng không anh em? Đúng chưa? Ngược chiều nên nó phải là gì? Là trừ vector Được. B. Kibon. Kibon. Nào anh em nhìn tiếp cho tôi. Con AC là đi thuận chiều với con màu xanh nước biển chưa? Thuận chiều không? Thuận chưa? Thuận chưa? Thuận chiều đúng không? Như vậy nó là cộng vector C. Có được không anh em? Đúng không? Nào, bây giờ đến con CC phẩy anh em nhìn này. CC phẩy là đi từ dưới đi lên đúng không? Thì nó cùng chiều với con màu vàng chưa? Cùng chiều chưa? Cùng rồi đúng không? Đây con AA phẩy nó cũng đang là đi từ dưới lên anh em có thấy không ạ? Anh em thấy không? Đấy. AA phẩy này với CC phẩy là hai con này cùng chiều bởi vì nó cùng đi từ dưới lên trên nhá. Vậy cùng chiều thì nó là gì nào anh em? Là cộng A chưa? Xong chưa? Xong. Như vậy đó là A trừ B cộng C. Nào anh em check cho tôi xem có đúng A trừ B cộng C không? Chuẩn chưa? Có đúng không anh em? Được chưa? Đấy. Anh em chỉ cần đưa về vector trên cạnh là xong nhá. Được không anh em? Hiểu chưa? Đơn giản đúng không? Đấy. Cứ đưa về trên cạnh là anh em xong luôn. Rồi. Đấy. Xong câu 22. Nào tiếp tục. Nào câu 23. Hàm số nào liên tục trên cái vuông từ -1 đến 5? Ok, tôi lại hướng dẫn anh em cái câu này. Câu này cực kỳ dễ luôn, anh em xem qua đây. Anh em chờ một chút nha. Tôi viết ra xuống đây. Cái đề hơi mờ anh em ạ. Đề hơi mờ nha nên là anh em nhìn nó sẽ hơi khó một tí, hơi khó chịu nhưng mà căn bản là có đề mà học là tốt rồi. Anh em nhìn nhá. Anh em vẽ cho tôi một cái trục số này ra. Được không anh em? Đấy. Rồi, anh em cứ đánh dấu cho tôi cái con là -1 vào đây, 5 vào đây. Rồi, anh em chỉ cần làm thế thôi. Bây giờ anh em quan sát này. Đáp án A anh em có thấy đây là một con phân số không? Con phân số này bao giờ nó cũng bị thủng tại mẫu anh em nhớ chưa? Đã là phân số thì kiểu gì cũng bị thủng tại mẫu. Anh em nhìn này. Con này thủng tại x bằng mấy anh em? X bằng mấy? Điều kiện anh em phải điều kiện này x nó phải khác mấy anh em? X trừ 2 khác không đúng không? Đúng chưa? Bình thường anh em hay giải như thế đúng không? Đây nhá A nhá. X trừ 2 khác không đúng không? Như vậy x khác mấy anh em? X khác mấy? X khác 2 em nhìn cho tôi, điểm 2 có phải nằm thùi lùi ở đây không anh em? Rồi. Đúng chưa? Anh em thấy không? Điểm 2 thì phải nằm giữa -1 và 5 đúng không? Nó nằm lùi lùi thùi ở giữa như này rồi. Như vậy ý A tạch, được chưa anh em? Ý A tạch nhá. Ok chưa? Ý A tạch. Rồi, tôi xóa ý A đi. Được chưa anh em? Được chưa? Tạch nhá. Rồi xong. Nào ý B tôi bỏ qua tí nữa tôi sẽ phân tích ý đấy sau. Bây giờ tôi sang ý C. Ý C nào? Ý C là bao nhiêu nào anh em? 2x Chị trừ không 3 khác không đúng không? Như vậy x khác mấy? X khác 3 vào phần 2. ngày 3 phần 2 nó bằng bao nhiêu? Một 1,5 đúng bảy không? lăm Thế còn 1,5 có phải cũng nằm lùi thùi ở giữa không? có Đúng chưa? 1,5 nhá. Đấy, con này nó cũng nằm ở giữa luôn. Đúng không? Đấy, như vậy con này tạch chưa anh em? Tạch nhá. Được chưa? Nếu mà cái dấu này nó nằm ở trên cái vùng này phát là tạch luôn. Được chưa anh em? Được chưa? Như vậy cái con này cũng tạch rồi, tôi xóa đi. Đấy, như vậy con này không được. Nào tôi sang tiếp cái ý D nha anh em. Ý D là bao nhiêu anh em? Ý D này, đúng không? X thì bình phương trừ 7x này cộng với 6 nha bằng 0. Rồi anh em lấy máy tính vào mod 922 giải thôi. Đấy, 1 trừ 7 cộng 6 này. 6 với mấy anh em? một Rồi, như vậy anh em có là x khác 6. đi X sang khác một 1 đúng không? Rồi, 6 thì ở đâu? Ở ngoài. sáu Rồi, nhưng 1 ở đâu?
Một ở trong. Một ở trong, vậy là tạch, được chưa anh em? Tạch nhá, được chưa? Một ở bên trong vào. Ok, rồi, đấy, như vậy con này tạch nhá. Đấy. Nếu mà anh em thấy cái vạch này này mà nó rơi vào ở giữa hai con trừ 1 và 5 là tạch anh em nhá, là tạch, ok chưa? Đấy, rồi tôi xóa ngay đi. Và bây giờ anh em xem ý B nhá. Ý B là x bao nhiêu đây anh em? X cộng 1 đúng không? Đúng chưa? Nào ý B nhá, ý B là x cộng với 1 khác không? Đúng chưa? Như vậy x khác mấy? X khác trừ 1 đúng không? Vậy thì bản thân cái điểm trừ 1 nó nằm ở đây đúng không anh em? Có đúng là trừ 1 nằm đây luôn không? Rồi, tuy nhiên anh em nhìn này, thằng trừ 1 thì lại không thuộc vào cái khoảng này nha anh em. Bởi vì sao? Bởi vì đây nó là ngoặc tròn anh em ạ. Ngoặc tròn là nó không lấy trừ 1, có đúng không anh em? Đúng chưa? Đấy, tuy là nó tạch tại trừ 1 nhưng cái hàm số này này đấy, nhưng mà cái đề bài ấy, đề bài thì nó lại không lấy tại trừ 1 anh em nhá. Cho nên là cái hàm này vẫn liên tục bình thường. Anh em hiểu chưa? Lại rơi vào đúng ở cái biên, anh em hiểu không ạ? Rơi đúng vào biên nha. Ở đây nó là ngoặc tròn anh em nhá, thì nó liên tục. Tuy nhiên tôi nói này, tuy nhiên đề bài nó chỉ cần viết thế này thì là chẳng có đáp án nào đúng luôn, nó chỉ cần viết thế này thôi. Được không anh em? Nó viết thế này là tạch luôn, được chưa? Bởi vì nếu mà nó viết như thế này thì cái trừ 1 nó lại trở thành ngoặc vuông là nó có lấy không anh em? Có lấy nha anh em nhá. Có lấy thì lại bị tạch. Anh em hiểu chưa? Anh em thấy cái sự khác nhau chưa? Rất là rõ ràng nha. Đấy, nếu mà nó là ngoặc vuông thì tạch luôn, bởi vì cái điểm mà nó không xác định cái điểm mà anh đánh dấu vạch đứng cái này nó lại trùng vào luôn cái con âm 1 là tạch, được chưa? Nhưng nếu mà nó dùng cái ngoặc tròn anh em nhá, dùng ngoặc tròn như thế này, đúng không? Ngoặc tròn là gì ạ? Là nó không lấy đúng không? Ngoặc tròn nó không lấy, đúng chưa? Cho nên là bản thân cái thằng trừ 1 nó đang không rơi vào trong cái khoảng này, được chưa? Không rơi vào trong cái khoảng này cho nên là thỏa mãn. Đấy, được chưa? Khác nhau nhá. Ok không? Thế còn anh em chỉ cần check cho tôi. Nào, tôi nói lại ví dụ ý hai anh em nhìn này, màu đỏ đúng không? X tạch tại mấy đây ạ? Tại 2 đúng không? Anh em vạch cho tôi một phát số mấy ạ? Số 2 đúng không? Đấy, số 2 nó rơi lùi thùi vào bên trong thế này thì là tạch luôn. Đúng chưa? Đấy, hay là ví dụ ý C nhá, ý C có con 1,5 đúng không? 1,5 nó rơi lùi thùi vào đây có đúng không anh em? Có đúng không? Đó, như vậy tạch luôn. Hay là ý cuối nhá, ý cuối là tạch tại mấy ạ? 1 đúng không? Đây, 1 nó rơi lùi thùi vào bên trong này thì tạch chưa anh em? Tạch chưa? Tạch đúng không? Đấy, được chưa? Muốn nó không tạch thì nó phải rơi ra ngoài hoặc nó rơi vào biên, được chưa anh em? Được không? Một là ra ngoài, hai là vào biên thì là nó sẽ liên tục thế nhá. Đấy. Rồi ok, thôi chém gió thế thôi, nào tiếp tục lấy cái ảnh tiếp. Rồi lấy cái ảnh tiếp nha. Cái này đơn giản mà. Ơ từ từ đã, hình như bà kia bà không có mic à? Buồn thế. Bật mic kiên chém gió thì đỡ chán. Đây này, có khi bà đang đi ngủ rồi. Sầu. Mấy cái người bạn này của em là bọn nó đang học ở đâu? Ở trung tâm của em. Trung tâm của em à? Cùng lớp thôi. Cùng lớp luôn. Ngầu. Rồi ok. Thực ra những cái này nó không quá là khó đâu. Cái em cứ từ từ em học thì nó cũng xong xuôi rồi à. Rồi, ok nào, chúng ta nghiên cứu tiếp cái trang tiếp theo. Câu Ủa, 24 nhá. này nhìn thấy không? Không nhìn thấy á, đây này, nhìn được mà. Cho hình chóp, thấy không? Cho hình chóp O chấm ABC nhá. Có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc, đúng chưa? Đấy, OA bằng OB bằng OC bằng A nhá. Rồi, gọi điểm M là trung điểm của AB này, được chưa? Nó bắt tính góc, ok không? Đấy, nó bắt tính góc. Ui rồi, bọn này nó không biết nó đang tính theo cái kiểu gì mà nhìn căng thẳng thế này. Em thấy cái ngầu không? Ngầu không nhỉ? Rồi, ok, nào, thế thì bây giờ chúng ta vẽ cái hình này nhá. Vẽ cái hình này. Thực ra nếu mà bây giờ mà dạy theo kiểu 12 ấy, gặp cái bài này tính nhanh ạ, nhưng mà bọn em thì lại chưa đủ các công cụ. Đấy. Có lẽ là sau anh sẽ dạy bọn em ăn gian tí, dùng thêm một số kiến thức 12 vào tính cho nhanh. Nào bây giờ nhá, nó cho mình này OA OB OC đôi một vuông góc nhá, thì các em sẽ vẽ cho anh cái góc vuông nó chìm xuống đáy ấy, là ăn luôn. Nói chung là học hành vui vui, học cho thoải mái, chứ còn anh không không nặng nề về cái vấn đề này. Thi thố thoải mái thôi. Đây là O nhá, được chưa? Đấy. Cứ đánh dấu ở đây là A đi. Được không? Đây là B nhá. Đây là C nhá. Ok chưa?
OA, OB, OC đôi một vuông góc nhá. Đấy thì kem luôn luôn vẽ cái trạng thái giống giống như anh vẽ này. Ok không? Đấy. Thì mình sẽ có những cái đoạn thẳng bằng nhau đó bằng A hết nhé. Đây là bằng A này. Bằng A nhé, bằng A nhé. Ok không? Được chưa? Ok không các thím? Đấy. Điểm M thì là trung điểm của cạnh AB nhé các thím. Được chưa? Điểm M là trung điểm cạnh AB, vậy điểm M nó rơi vào đây này anh em. Được chưa anh em? Đấy. Rồi, tiếp tục. Bây giờ góc giữa hai vector là BC và OM nha anh em. Đấy. BC. BC nó nằm ở đâu nhỉ? Con này à? Đúng không anh em? Có phải BC là vector này không anh em? Đúng chưa? Đấy. Còn OM là vector này đúng không anh em? Chuẩn chưa? Ủa alo. Hết hết giờ anh em hay là anh em đi đâu mất chơi mất tiêu rồi? Ủa, anh em tắt hết mic à? Tắt hết mic đi sau đấy, phải bật mic lên chém gió như này. Đấy. Alo, alo, alo. Alo, alo, à gì lúc tôi. Ờ, sao lại nó bắt tính cái góc từ từ, à đâu? M là trung điểm cạnh gì? Ui, M là trung điểm cạnh AB. Ui, sorry nha, M là trung điểm cạnh AB nha. Ui, trời ơi, đọc không kỹ đây, M là trung điểm cạnh AB rồi mình tưởng là BC, hảo hán thật. Sorry, sorry. Tôi nhầm rồi, cái này tôi xóa nó đi nha. M là trung điểm cạnh AB các anh em ạ. Đấy, hảo hán thật. Đây, điểm M rơi đây đúng không? Ba dòng, ok, rồi, hợp lý đấy. Rồi, tính góc tạo bởi hai vector, vector thứ nhất là BC anh em nhé, BC vẫn là vector này thôi. Rồi, ok, vector thứ hai là vector OM anh em nhé, đây, OM đây. Rồi, đấy. Ừ, anh em có muốn động chạm một tí kiến thức của 12 không anh em? Được không? Tính cho nhanh nhá, được không? Hãy thử, hãy thử. Ừ, hãy thử nhá. Bài này tính theo kiểu bình thường thì cũng được, đấy. Tính theo kiểu bình thường cũng được. Đấy, tuy nhiên là nó không nhanh, nó không nhanh thôi. Nó không nhanh. Ừ. Bình thường thì tính theo tích vô hướng. Đấy, nhưng mà thôi, tính tích vô hướng lâu lắm. Anh em làm cho tôi kiểu này nhá. Anh em chế tạo vào đây cho tôi một cái hệ trục tọa độ Oxyz. Đấy, một cái hệ trục tọa độ Oxyz nha, anh em nhìn này. Tôi đánh dấu ở đây nha anh em nhìn nhá. Cái trục này này nó là trục Ox, được chưa ạ? Cái trục này nó là trục OI, được không? Đấy, có vẻ là nó bị che mất cái nét nét đứt kia đúng không? Thì tôi cho nó hơi thấp thấp xuống một chút nhé. À, thấp một chút nữa đi. Tôi không muốn nó che vào cái này, che vào nó không được đúng lắm. Đây. Đấy, được chưa anh em? Thì anh em thiết kế vào đây cho tôi một cái hệ trục tọa độ nhá, được chưa? À, anh em thích đặt đâu thì đặt, đây là tôi đặt đây là trục X chẳng hạn. Đây là trục Y nhá. Và đây nó là trục Z nha anh em. Ok không anh em? Được chưa? Kịp không, kịp không? Ba trục này đôi một vuông góc nha anh em. Được chưa? Bây giờ anh em nhìn từng điểm một cho tôi này, bắt đầu nha. Đấy, cái này anh em phải khéo khéo này, anh em nhìn nha. Đầu tiên thì anh em thấy rằng là điểm C, anh em nhìn nha, anh em nhìn kỹ này. Điểm C anh em thấy nó nằm ở trên trục OX không? Anh em thấy không? Điểm C nằm trên trục OX như vậy, anh em nhìn này. Anh em tham số cho tôi đó chính là 100. Được chưa? Điểm C nằm trên trục OX nên tọa độ của nó chỉ có mỗi X thôi, được chưa ạ? Tọa độ của nó chỉ có mỗi X thôi, có được không anh em? Có được không? Đấy, tôi coi A bằng 1 nha anh em. Đấy, tôi coi A bằng 1 đi cho nó dễ hiểu. A bằng 1 nhá, được chưa? A bằng 1 này. Đấy, A bằng 1 nha. Ok không? Đấy, được chưa? Cho nên là điểm C nằm ở trên trục OX thì điểm C tọa độ của nó là 100. Được chưa anh em? Đấy, anh em nhìn tiếp này. Điểm B có phải nằm ở trên trục OI không anh em? Anh em có thấy không? 010. Ừ đúng rồi, đấy, điểm B nó là 010. Đấy, nằm ở trên trục OI nên chỉ có Y thôi. Nào bây giờ tương tự này, điểm A thì nằm ở đâu ạ? Trên trục OZ đúng không? Đấy, cho nên đúng rồi, điểm A là 001. Đấy, 001. Rồi, đến đây là xong một nửa bài toán rồi đấy. Xong một nửa rồi. Còn 10 phút phải không anh em? Còn 10 phút à? Nó báo ở dưới ấy phải không? Ừ, nào tiếp tục anh em nhìn tiếp cho tôi nhá. Anh em nhìn này. Điểm M có phải là trung điểm của AB không anh em? Anh em có thấy không? Có. Ừ, đúng chưa? Như vậy, điểm M thì anh em lấy A cộng B trên 2 cho tôi nó ra luôn nhá. Được chưa? Đây tôi viết nhỏ nhỏ đây nhá. Điểm M đây này là trung điểm của AB nên anh em lấy cho tôi A cộng B được bao nhiêu chia cho 2, được chưa anh em? Đấy, bắt đầu tôi cộng vào nhá. Nào hai con đầu tiên này, 0 cộng 0 chia đôi vẫn là 0. Đúng chưa? Tiếp tục. Nào, con này là
không một đúng không? Cộng vào chia đôi được mấy? 1/5. Được 1/2. Rồi con cuối cùng cũng là 1/2 có đúng không? Đúng chưa? Cộng vào chia đôi. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta cần phải tính hai vector là vector gì nào? BC và gì? Và OM đúng không? Ok, nào thiếu điểm O, cho thêm điểm O luôn. Điểm O tọa độ bao nhiêu? 0 0 0. 0 0. Ừ rồi. Nào bây giờ anh em tính cho tôi hai vector BC nhá. Nào. Anh em còn nhớ cách tính vector không? Lớp 10 anh em học rồi, học rất nhiều rồi. Nào. Tọa độ vector tính thế nào nào mấy đứa? Tọa độ vector lấy điểm trước chia điểm sau. Trời, lấy điểm sau trừ điểm trước chứ. Phải lấy sau trừ trước, nhớ chưa? BC này này thì phải lấy C trừ B nhá, nhớ chưa? C trừ đi B, nhớ chưa đấy? Đấy. Nhớ chưa? Ờ, nào trừ đi xem được bao nhiêu? 1 này. Trừ 1 này. 0 này, có đúng không? Có đúng chưa? Đấy, rồi. Nào, OM nào. OM thì tính thế nào? Lấy M trừ đi O có đúng không? À, M trừ O được bao nhiêu? Là 0, 1/2 và 1/2 luôn. Ok không? Rồi, nào bây giờ tính góc nha. Đến đây siêu phẩm dễ nào, anh em lấy cái máy tính ra đây tôi hướng dẫn. Anh em đưa máy tính về độ cho tôi nha, bằng cách như sau, bấm này, Shift Mode. Được chưa? Shift Mode. Anh em chọn cho tôi mục đơn vị góc. Được chưa? Anh em chọn cho tôi dòng số 1 là độ nha anh em. Độ. Rồi, như vậy tôi đã đưa máy tính về độ xong. Ok chưa ạ? Rồi, bây giờ bài này là tính toán với vector, nên là tôi sẽ vào menu vector nha anh em, bấm cho tôi Mode 5. Được chưa? Menu 5 đấy ạ. Bấm số 5. Rồi, anh em thấy nó hiển thị giống tôi không? Có. Rồi, anh em bấm cho tôi dòng số 1 này này, anh em bấm số 1 nha. Được chưa? Để tạo vector đầu tiên, kích thước anh em chọn cho tôi là 3 nhá. 3, bởi vì nó đang có 3 cái tọa độ ở đây, được chưa? Anh em bấm vào đây cho tôi này. 1 bằng trừ 1 bằng 0 bằng, được chưa anh em? Được. Rồi, sau khi anh em tạo xong được cái con này rồi, anh em bấm tiếp tôi. Option này, option, OPTN là option nhá. Option 1, được chưa? Để tạo thêm vector này. Rồi, bấm số 2 để tạo vector số 2. Kích thước vẫn chọn là 3, được chưa? Bởi vì nó có 3 tọa độ. Anh em nhập cho tôi con OM vào nhá. 0 này, được chưa? 0,5 này và 0,5. Được chưa? Đấy, anh em cứ tạo xong giống tôi đi đã, được chưa? 0, 0,5, 0,5, được chưa? Giống tôi chưa anh em? Rồi, sau khi tạo xong anh em bấm cho tôi nút AC màu xanh này một lần nhá, AC. Rồi. Đấy, tạo xong rồi. Bây giờ anh em bấm này, option. Option, anh em bấm xuống cho tôi một cái, bấm nút mũi tên xuống nha. Được chưa? Bấm option xong bấm xuống này, xuống. Rồi anh em chọn cho tôi mục góc giữa hai vector, anh em thấy không? Thấy chưa? Mục số 3. Rồi, ok. Bây giờ gọi vector thứ nhất, anh em bấm cho tôi option 3. Option 3, được chưa? Bấm số 3 ấy thì nó hiển thị như thế này. Được chưa? Phẩy nha, phẩy anh em bấm cho tôi shift đóng ngoặc. Được chưa? Shift đóng ngoặc. Ok không ạ? Sau đó anh em bấm tiếp option 4. Được chưa? Sau đó đóng ngoặc vào. Được chưa? Option 3, được chưa? Phẩy, phẩy là bấm shift đóng ngoặc, sau đó bấm option 4. Đấy, sau đó anh em bấm bằng. Bao nhiêu ạ? 120 đúng. Ừ, anh em bấm trong máy tính em có ra thì không? Có. Ok, xong. Đấy, được chưa? Công cụ này cực kỳ mạnh nha, mà giải nó chỉ mất có mấy dòng thôi anh em ạ. Đấy. Được chưa? Giải chỉ mất có mấy dòng thôi. Anh em thấy đơn giản không? Cực kỳ đơn giản. Đấy, chẳng qua là bây giờ anh em chưa học bấm máy tính ấy, thì anh em thấy là mình chưa khai thác được nó thôi, chứ còn anh em học bấm máy tính cái con này thì thôi phải gọi là bá cháy luôn. Đấy. Đặt hệ trục tọa độ ấy đi nhét vào nhá. Tính rất nhanh luôn, tính cực kỳ nhanh luôn. Đấy. Nào, thôi sang câu tiếp theo anh em. Nào. Câu 25 này. Giá trị của cái giới hạn này bằng bao nhiêu? Sắp hết giờ chưa anh em? Sắp hết giờ chưa? Chưa. Bao nhiêu phút nhỉ? 6 phút à? Ừ, không sao. Cứ chém gió một tí cho cuộc đời nó bớt đau khổ đi. Chiều nay tôi lại đi dạy mấy ông 12 đây. Quá mệt người. Nào bấm 1 để đưa máy tính về chế độ cơ bản nhé anh em. Nào thôi bấm con này vào nào. Trừ đúng không? Trừ x thì bình phương. Đúng không? Cộng gì nào? Cộng 2x đúng không? Cộng với 2023. Được chưa anh em? Được chưa? Rồi anh em can cho tôi nào. Nào lim đúng không? Nó chỉ có mỗi lim thôi thì anh em can cho tôi nhiều số 9 mà là xong. Được chưa? Đủ số 9 chưa? Một số rất lớn đúng không ạ? Anh em bấm bằng nào. Nào anh em thấy nó ra bằng bao nhiêu? Âm 9,9 nhân 10 mũ 13 đúng không? Nào, quay lại cái lý thuyết hồi nãy tôi viết cho anh em. Nào, con này là mũ gì nào? Mũ dương. Ừ, mũ dương và phía trước có dấu gì nào?
trừ. Dấu trừ thì kết quả là âm vô cùng, đúng chưa? Đúng chưa? Mũ âm thì nó bằng 0 nhá. Mũ âm thì nó bằng 0 nhá. Còn mũ dương thì chúng ta phải ngó thằng đằng trước này. Thằng đằng trước mà không có gì cả thì là dương vô cùng. Còn thằng đằng trước là gì ạ? Là dấu trừ đúng không? Dấu trừ thì là gì? Là âm vô cùng, đúng chưa anh em? Đúng chưa? Ok không? Được chưa đấy? Ừ rồi, đấy nha, con này đơn giản đúng không? Nào, câu tiếp theo, đạo hàm. Đạo hàm con này tính thế nào anh em? Lấy cái trước trừ lấy cái 2x trừ 1 và đạo Đúng. hàm Đúng. Rồi. Tử phải nhân mẫu đúng không? Rồi. Nhân xong lại trừ đi mẫu phải nhân tử đúng không? Tôi cho anh em công thức để tính nhanh hơn nhé, có được không? Được không anh em? Nhưng mà cái này là tôi nói là chỉ áp dụng đối với cái hàm này thôi. Được chưa? Còn những cái hàm khác anh em vẫn cứ tử phải nhân mẫu như bình thường nha. Anh em nhân chéo cho tôi, nhân chéo này. Nhìn kỹ nha. 2 nhân 2 trừ đi mở ngoặc trừ 1 nhân 1. Được chưa ạ? Ok không? không? Nào 2 ở đâu anh em có biết không đấy? 2 2 đường chéo này này. Được chưa? Đấy, rồi, trừ đi cái đường chéo này nhá. Thực chất cái con x ở đây anh em phải ngầm hiểu tôi nó là 1 nhân x anh em hiểu không ạ? 1 nhân x, được chưa? Bây giờ nhân chéo đấy, nhân chéo đấy, ok không? Trừ cho nhau. Rồi, tất cả trên cho x cộng với 2 bình phương. Đó, được chưa anh em? Vậy con này bằng bao nhiêu? 5 đúng không? Đúng chưa? 5 trên cho x cộng với 2 tất cả bình phương. Rồi, tất nhiên là đây là công thức tính nhanh. Đấy, lớp 12 ta sẽ dùng công thức này. Còn anh em tính bình thường thì anh em cứ đạo hàm tử đúng không? Tử phải nhân với mẫu đúng không? Trừ đi mẫu phải nhân tử đúng không? Đấy, rồi trừ thành mẫu bình. Nào đây thử xem phải không nha. Để tôi xóa ngay đi. Vì nếu mà làm theo kiểu bình thường thì cũng chẳng cần. Đây. Tính siêu tí cho anh em xem. Nào tử phải được mấy anh em? Tử phải được mấy? Được 2 đúng không? Nhân với mẫu là nhân x cộng 2, đúng chưa? Trừ đi mẫu phải được mấy? mẫu phải là Được 1 đúng không? hai Mẫu phải được 1 chưa? Mẫu phải được 1 bởi vì đạo hàm của x nó ra bằng 1, đạo hàm của 2 thì là hết đúng không? Mẫu phải ra bằng 1 đúng không? Mẫu phải nhân tử là nhân với 2x trừ 1 đúng chưa? Và chúng ta chia cho cái gì ạ? Mẫu số bình phương x cộng 2 tất cả bình. Nào anh em khai triển ra nhá, anh em nhìn này. 2x ở chỗ này với 2x chỗ này hết chưa? Hết chưa? Hết rồi đúng không? Nào 2 nhân 2 là 4 nhá. Nào trừ 1 nhân trừ 1 là thành cộng 1. 4 cộng 1 có đúng là bằng 5 không? Đúng chưa? Rồi, đó như vậy là xong. Rồi, nào câu 27 nào, đạo hàm nào. Đạo hàm cân của nợ này bằng bao nhiêu? bao nhiêu? Một tháng hết Ừ. rồi. Một đạo hàm hết này, đúng rồi, con tiếp theo. X Là trừ 1 phần 2 nhân gì nào? Nhân 2 nhân x, đúng chưa? Có đúng không? Cộng 1 cộng phần 3 nhân 3 nhân x bình, có đúng không? ừ. Đúng chưa? Trừ đi 1 phần 4 nhân 4 nhân x mũ 3, có đúng không đấy? Rồi, hai con đầu tiên chia đi nào, mấy con này chia hết đi, còn bao nhiêu thôi? Trừ x này, đúng không? Ừ. Cộng gì? Cộng Cộng y, đúng không? Trừ. x Đúng chưa? Đúng chưa? Trừ x cộng x bình trừ x mũ 3 đúng không? Ý này. Được chưa? Rồi. Những cái con nào các em có thể tính tay được các em cứ tính tay nhá, còn tí nữa sẽ giúp em bấm máy thôi. Nào câu 28 nhá. Nào đạo hàm con này nào. Đạo hàm của sin thì bằng gì nào? cốt Rồi, cos x. Tốt, tiếp. Đạo hàm của cos bằng gì? chữ xin Trừ sin nhưng phía trước lại có một dấu trừ, phải viết thành cộng sin. Được chưa? Số 3 đạo hàm thì hết chưa? biết rồi Hết rồi, như vậy là IC tốt. Xong rồi, nào sang câu 29 nhá. Nào, tính F phẩy tại âm 1 đúng không? Nào lấy máy tính ra bấm cho nhanh. Bấm này, shift D trên DX. Shift D trên DX nha. Đây, shift D trên DX. Ok chưa? Biết cái núm này chưa? Nhập hàm vào đây thành nào 2x mũ 2 cộng 1. Được chưa? 2x mũ 2 cộng 1. Rồi, tính tại mấy nào? Âm 1 chừng đi. Ok, cho âm 1 vào đây cho anh. Bằng đi. Mấy nào? Trừ 4 đúng không? Time is time. Đi. He he. Đâu ấy nhỉ? Mình đang ở cái đoạn nào nhỉ? Đây đúng không? tính Ok. Nó ra bằng âm 4 đúng không? Rồi, bây giờ mình sang cái chỗ câu 30 nhá. Ok, rồi đây mình tiếp tục nhá. Đây, ở cái chỗ câu 30 nhá. Cái câu 30 là tính đạo hàm của cái hàm số này đúng không? Đúng chưa? Đấy.
thì nếu mà kem gặp hai con nhân với nhau thì một là kem sử dụng công thức U nhân V đúng không? Hai là kem nhân tung ra rồi kem đạo hàm nhá. Thì bây giờ kem chọn cái giải pháp nào? Ở câu 30 ấy. Thức đạo hàm cho nó nhanh. Công thức đạo hàm cái gì? Ok. Thế thì công thức đạo hàm của U nhân V thì mình tính thế nào? Còn nhớ không? Nhìn về Nào, thôi anh với đọc lại. nhau Thằng đằng đúng trước đạo hàm không? đúng không? Thằng đằng trước đạo hàm nhân với thằng đằng sau có đúng không? Có đúng không? Xong lại cộng với thằng đằng sau đạo hàm nhân thằng đằng trước đúng không? Tóm lại là mỗi thằng sẽ được đạo hàm một lần đấy gì? Có chuẩn không? Đúng đấy. Alo, alo. Đúng mất tiêu rồi. Tôi viết xuống dưới nhá. Đây, tôi viết viết xuống dưới đi. Thứ nhất là nó rộng, thứ hai là thoáng thoáng ra tí. Nói chung là để tính đạo hàm của cái câu này thì nó có nhiều cách, đúng không? Đấy, mọi người có thể là áp dụng cách nào thì mọi người áp dụng thôi. Đây, nếu mà mọi người dùng cái công thức là U nhân V, được chưa? Mà đạo hàm nhá, thì nó bằng này, U phẩy nhân với V cộng với U nhân V phẩy, đúng chưa? Nghĩa là mỗi thằng sẽ được đạo hàm một lần và nhân với thằng còn lại, đúng không? Được chưa? Thế bây giờ tôi áp dụng vào nhá, tôi dùng cho mọi người xem này, Y phẩy bằng này. Thì đầu tiên là thằng đằng trước đạo hàm, thằng đằng trước đạo hàm đúng không, thì nhân với thằng đằng sau đúng chưa, sau đó là cộng với này. Bây giờ thằng đằng trước thì mình giữ nguyên, thằng đằng trước mình giữ nguyên nhá, x bình cộng 1 này được chưa, và nhân với lại thằng đằng sau đạo hàm đúng không, như vậy nó là 5 trừ đi 3x bình phương đạo hàm đúng chưa. Thế bây giờ mình đạo hàm ra nhá, nào cái con đầu tiên thì được là 2x đúng chưa, nhân với lại 5 trừ đi 3x thì bình phương cộng với chỗ này là x bình cộng 1 này đúng không, nhân với cái anh này anh đạo hàm thì được là bao nhiêu, là được trừ 6x đúng chưa. Ủa alo sao vậy, anh em bấm Nó chuyện ổn gì quá. đấy à, mic nó bị ồn á, được chưa anh em, cái này chuẩn không anh em, anh em ngó đi xem chuẩn chưa. Đúng không. Đấy, bây giờ anh em nhân tung ra, nhân tung tuế tuyệt vời ra xong anh em thu gọn đi nhá, được chưa. Đấy, con này nhân vào đây là được 10x này đúng chưa, nhân tiếp vào đây là được 2 nhân 3 là 6 đúng không? Như vậy là trừ đi 6x mũ 3 này. Đúng không? Tiếp tục nhá. Nhân tiếp vào là trừ đi 6x mũ 3 này. Đúng chưa? Nhân tiếp vào là được trừ 6x này. Đúng không? Thu gọn đi thì anh em được là trừ 12x mũ 3, đúng không? Đấy, rồi. 10x Cộng mà 1 trừ x 6, như vậy là cộng 4x đúng không? Rồi, đó, như vậy là như này. Ok chưa? Đó, đây là đạo hàm theo lối U nhân V nhá. Để tôi hướng dẫn anh em một một cái kiểu anh em sử dụng máy tính anh em tính nhé, được không anh em? Được không? Ok. Tôi khuyên là đi thi ấy, đi thi mà nếu mà anh em gặp, một là anh em gặp mấy cái con to. Nghe nhá. Một là gặp mấy con to. Hai là gặp mấy cái con mà anh em thấy cái việc đạo hàm nó quá là mất thời gian ấy thì anh em sẽ dùng máy tính cho tôi. Anh em nhìn nhá. Đây tôi bấm máy tính cho anh em xem. Em bấm này, Shift D trên X, anh em nhập cho tôi con đề bài vào. Nhập cho tôi con đề bài vào. Anh em nhập vào đây. X xì mũ 2 nhá, nhập Y xì đúc nhà mở ngoặc này, X xì mũ 2 được chưa? Cộng với 1 nha. Rồi đóng ngoặc, mở ngoặc tiếp đúng không? 5 trừ đi 3 x xì mũ 2 được chưa anh em? X xì mũ 2. Đây. Anh em nhập cho tôi cái con đề bài vào nhá, được chưa anh em? Ừ. Ok, rồi. Anh em tính cho tôi đạo hàm tại điểm mỗi cái điểm tùy ý nhá, anh em tránh số 0 số 1 ta là được, được chưa, anh em tính cho tôi tại số 2 đi. Ok không anh em? Được chưa? Anh em bấm bằng nhá. Nó bằng bao nhiêu anh em? Bằng bao nhiêu ạ? Âm 88 đúng không? Đúng chưa? Đấy, được chưa? Nó bằng âm 88 nhá. Anh em có ra bằng âm 88 giống tôi không? Nhưng mà em bấm như thế, như sao nó ra âm 100? Em tính tại 2 chưa? Rồi. Nhập nhập cái hàm xem nào. Từ từ đánh xem cái hàm nhá. Cái hàm phải chuẩn nhá. Có d trên Vâng. dx chưa? Có chưa? Có con d trên dx chưa? Rồi. X mũ 2 cộng 1. Có chưa? Ủa chết rồi, thành cộng 2 rồi. 5 trừ đi 3x mũ 2, ok không? Nhân nhá bằng âm 88 đúng không? Rồi, ông thứ 8 rồi. Rồi ok, âm 88 rồi nha. Nào, bây giờ anh em phải lưu tâm cho tôi là tôi đang tính đạo hàm tại mấy ạ? Tại mấy đây? X2. Tại x bằng 2 nhá, được chưa? Rồi. Đấy, bây giờ anh em bấm tiếp này. Anh em bấm này, từng đáp án một thôi anh em bấm nhá. Đầu tiên là gì nào? Trừ x xì mũ 3 đúng không? Đúng chưa? Cộng gì nào? Cộng 4x, được chưa? Anh em can. Can cho tôi tại số 2 vào. Can cho tôi tại x bằng 2, anh em bấm bằng này. Bằng mấy ạ? Không. Không, cái này không được.
Anh em nhớ là kết quả nó phải là âm 88 cơ đúng không? Như vậy là con này tại bằng 0 thì không được nhá. Nào con số 2 này, anh em bấm mũi tên sang trái, anh em sửa cho tôi. Sửa cho tôi cái cộng 4x thành gì thôi? Thành -4x đúng không? Sửa này, thành -4x. Anh em bấm bằng luôn là được, bằng luôn. Bằng. Âm 16. Vẫn chưa được nhá. Nào bây giờ sang con C. Con C là gì nào? 12x 12x mũ 3 cộng 4x đúng không? Rồi đây tôi có cái con 12 đúng không? Đây. 12x mũ 3 cộng 4x này bằng này. Bằng mấy ạ? 104. 144 vẫn không được nhá. Con cuối nào? Trừ 12x mũ 3 nha. Nào bấm trừ 12x mũ 3 cộng 4x bằng. Số 8. Được chưa anh em? Đúng rồi. Ok xong. Đấy, như vậy là khoanh nhà ID. Ok cho anh em. Đấy. Rồi, như vậy anh em nhớ này, đạo hàm tại điểm nào? Đạo hàm tại điểm nào thì lúc sau phải can trả lại tại điểm đấy, được chưa anh em? Do tôi đạo hàm tại điểm x bằng 2 nên lúc sau mà khi mà tôi tính tôi can trả ấy, thì tôi phải can trả lại x bằng 2 nhá, được chưa? Đây, thực chất là can giữa x bằng 2 nhá. Đó, ok chưa? Đó. Rồi. Tôi sẽ cố gắng tôi sẽ chỉ cho anh em hầu như là bằng máy thôi để anh em tính cho nó sướng. Nào, câu 31 anh em nhìn cho tôi này. Anh em thấy lượng giác chưa? Thấy lượng giác chưa? Thấy chưa? Alo, alo. Được chưa ạ? Ừ, thấy lượng giác anh em đưa máy về radian cho tôi nhá. Đưa máy về radian là anh em bấm này. Shift mode, được chưa? Shift mode, được chưa? Anh em chọn cho tôi mục đơn vị góc cái này. Đơn vị góc, anh em chọn cho tôi radian là dòng số 2. Được chưa? Chỗ Rồi. này thì máy nó hiển thị chữ R ở đây, anh em thấy không ạ? Thấy chưa? Rồi. Rồi, đấy. Ok không? Anh em bấm thôi. Shift D trên DX, đúng không? Tính đạo hàm thôi, nhập hàm vào nào. Tan của cái gì đây? Tan của x đúng không? X trừ đi 2π trên 3 đúng không? Phân số này 2π đúng không? 2π đúng chưa? Trên cho 3 này. Anh em nhớ đóng ngoặc lại vào nha. Ok chưa? Kịp không? Có. Rồi anh em tính cho tôi đạo hàm tại điểm 0 nha. Được chưa? Anh em nhìn biểu thức nha, nhìn kỹ nha. Bấm là phải đủ ngoặc nha. Rồi anh em bấm đăng đi. Ừ, xong. Ok chưa anh em? Đấy. Ui. Anh em đưa máy về radian anh em mới được bấm nha. Thế anh em mà để độ là tạch này, tôi bấm độ cho anh em xem. Shift mode này, tôi chọn đơn vị góc này. Chọn độ nha, bằng này. Anh em thấy tạch chưa? Số mù, thấy không? Độ là có chữ D ở đây này, được chưa? Độ có chữ D ở đây, số mù luôn, đúng không? Đưa về radian là cực đẹp luôn. Đây, đơn vị góc này, radian bằng. Được chưa? Bốn luôn. Chuẩn. Ừ, rồi xong, đấy nha. Ôi rồi nào cô 32 lại hình. À, câu 32 thì thôi câu này đơn giản này. Trọng tâm hồi nãy tôi viết cho anh em công thức trọng tâm chưa anh em ơi? Cái A là đúng rồi, cái A là đúng. Nó hỏi khẳng định sai. Đấy. Thì cái A, cái còn lại dưới kia cũng sai thôi, bởi vì nó là trừ. Không phải dấu trừ đây anh em bình tĩnh. Cái này anh em phải hết sức bình tĩnh, đúng không? Đấy. Không là nó lú cái đầu luôn. Nào anh em phải xuất phát từ cái công thức gốc đã nhà nào. Đây tôi viết từ công thức gốc cho anh em xem nhá. Hồi nãy tôi viết cho anh em công thức gốc là gì? Đó là GA đúng không? Cộng với GB cộng với GC bằng gì anh em? Bằng vectơ Không. không? Đúng chưa? Rồi, thế nhưng mà ở đây anh em nhìn cho tôi nó đang xuất hiện con gì nào? Con gì? Con trừ GB với cả trừ GC đúng không? Được chưa? Trừ GB với trừ GC nhá. Như vậy anh em muốn nó có cái dấu trừ gì? Thế anh em tương đương anh em nhân cả hai vế với âm 1 cho tôi là được. Được chưa? Như vậy nó là trừ GA trừ GB trừ GC có đúng bằng không không? Có đúng không? Tôi nhân cả hai vế với âm 1 nhá. Rồi, thế bây giờ trừ GA thì nó bằng vectơ gì anh em? Trừ An GA đúng rồi, nó phải là vectơ AGA. Vậy thì bài này nó sai là sai do cái con này. Đúng chưa? Có đúng không anh em? rồi. Anh em nhìn ra vấn đề chưa? Như vậy nó sai là sai do cái con AG này, đúng không anh em? Đấy. Được chưa? Anh mình phải cố gắng mà sai nó sai ở đâu nhá. Được chưa? Rồi, thôi là mình sang câu 33 này. Đấy, để tôi vẽ cái hình luôn đi. Anh em có biết cái kim tự tháp không anh em? Alo. Có. Ừ đấy. Ừ, thế vẽ được cái hình này nó cũng thế thôi. Anh em nhìn này. Cho hình chóp S chấm ABCD có đáy là gì đây ạ? Đáy là hình gì ạ? Đáy là Đấy hình là vuông. vuông. Ừ, đáy là hình vuông nha. Anh em tưởng tượng cái kim tự tháp ở trong đầu ấy là nó sẽ ra cái bài này thôi à? Kim tự tháp có đúng là có cái đáy là hình vuông không? Ừ đấy, các cạnh bên có bằng nhau anh em. Có đúng không ạ? Ừ đấy, nha anh em tưởng tượng cho tôi nó cái kim tự tháp. Ừ.
Thế bây giờ vấn đề đặt ra làm sao vẽ được cái kim tự tháp đúng không? Người ta học mấy cái hình này đơn giản đấy mà. Đấy. Chẳng qua là do các thầy cô gọi là dạy nó không bài bản thôi. Đấy. Cho nên là khi mà anh em tiếp cận đến những cái vấn đề là anh em không làm được. Rất là buồn. Học hình thì nó phải bài bản. Nhưng học không bài bản là càng về sau càng đuối. Anh em vẽ cái mặt đáy đã nha. Được chưa? Anh em xây kim tự tháp, anh em xây từ đáy lên. Được chưa? Đó. Rồi, anh em chế tạo ra một cái hình vuông ở mặt đáy nhá. Được chưa? Anh em cho hai đường chéo chính nó giao nhau. Anh em sẽ thu được, được chưa anh em? Thu được cái điểm này gọi là điểm O cũng được anh em. Ok chưa anh em? Điểm O hoặc điểm H đều được. Rồi, tiếp tục. Từ cái điểm O anh em xây ngược lên, được chưa? Xây dựng đứng lên. Đó, xây dựng lên. Đó, trông như thế này thì con này nó chính là con đường cao chính nha anh em. Được chưa? Đúng ạ. Con này nó là con S. Bây giờ anh em sổ các cái nét xuống nha. Đây S anh em sổ xuống A này. Một cháo rồi, bây giờ nối những cái nét còn lại. Mình nhìn thấy cho nên là anh em để thành nét liền cho tôi nha. Ok không anh em? Đó. Thì vậy là xong cái kim tự tháp. Được chưa? Nhớ là phải vẽ đáy trước. Được chưa? Sau đó là mình lấy hai đường chéo chính cho giao nhau tại ô. Sau đó là đẩy ngược lên là xong. Rồi bây giờ ký hiệu gì thì ký hiệu này. Nào, các cạnh đáy thì nó đều bằng A hết đúng không? Như vậy thì chúng ta có A ở đây đi, A ở đây, đúng chưa? Tiếp tục, các cạnh bên cũng bằng A luôn anh em nha. Rồi những cạnh bên này cũng sẽ bằng A luôn. Đó. Được chưa? Có bốn cạnh bên bằng A. Đấy, chúng ta vẽ vào như vậy. Nào tiếp tục, M là cái gì nào anh em? M là cái của nợ gì đây? M là trung điểm của AD đúng không? Anh em ngó tôi xem AD nó rơi ở đâu? Ở đây à? Đằng sau à? Úi dồi ôi. Rồi, hơi xấu đúng không? Rồi không sao đâu. Đấy, N là trung điểm của SD. SD ở đâu? Ừ, trên chỗ này đúng không? Rồi đây là điểm N nhá. Rồi, số đo góc giữa MN và gì anh em? MN và SC. Ok, nào anh em nối cho tôi con MN của nợ vào. Đây, MN nó nằm ở đây, đúng không anh em? Đúng chưa? Rồi, để tôi lấy cái màu nào đậm đậm tí nha. Cái màu này nhạt tuyệt à, chả nhìn thấy cái mô gì. MN là con này đúng không? Rồi, và SC là con này. Nào thế bây giờ tính thế nào anh em? Anh em sử dụng phép chuyển song song đúng không ạ? Anh em lại sử dụng phép chuyển song song đúng chưa? Đấy, anh em còn nhớ cái hồi nãy tôi hướng dẫn anh em không? Chúng ta đang cần Có tính góc giữa MN và gì ạ? mono vậy SC đơn đúng không? Ừ, thế bây giờ anh em nhìn này. Nào, MN có song song với SA không? giản có Có không? Đúng chưa? MN song song với SA đúng không? Bởi vì nó là đường trung bình. Có đúng không? Đường trung bình. Đấy. Ừ, thế bây giờ MN anh em đổi về SA. biết ha. Ừ, thế còn SC anh em giữ nguyên. Nào, thế bây giờ góc giữa SA và SC thì nó là góc nào anh em? Chính là góc gì ạ? A. SC. A, SC nhá. Bởi vì nó chung cái gì nào? Chung cái gì đây? Ừ, chung S nên là S phải nằm ở giữa. Nhớ chưa? Đấy. Ừ, vậy là góc ASC. Nào, thế bây giờ góc ASC nhá. Anh em nhìn kỹ vào tam giác ASC nào. Anh em nhìn nha. Tam giác ASC có phải là tam giác cân tại S không? Ờ đấy, được chưa? Nó là tam giác cân tại S nha. Nào thế bây giờ làm sao tính được cái góc ASC nhỉ? Đấy, làm sao tính được góc ASC? Trong một cái cách tổng quát mà để tính được cái góc ở trên đỉnh của tam giác cân đi anh em nhé, thì đây đây là anh hướng dẫn trong trường hợp tổng quát nhé, chứ anh không hướng dẫn lươn lẹo cái đoạn này, được chưa? Lươn lẹo thì nó rất là nhanh, nhưng mà thôi anh sẽ hướng dẫn tổng quát nhé, được không? Được chưa? Tổng quát nè. Đây, ở đây các em có một cái tam giác cân đúng không? Đúng chưa? Đây, anh sẽ vẽ cái hình giống giống ở trong đây thôi để cho các em ngó xem thế nào. Anh hướng dẫn tổng quát nha, chứ còn nếu mà lươn thì cái bài này nhanh lắm. Lươn thì không không có cái gì để bàn đây cả. Đây là A, đây là C nhá, đúng không? Nào, anh sẽ bơm các cạnh đây cho các em xem. SA bằng gì nào? Bằng A đúng không? SC cũng bằng gì nào? Bằng A đúng chưa? Ở giữa này có phải là O không? Vuông góc, đúng chưa? Nào, bây giờ em cố gắng em tính cho anh AC, em có tính được không? AC có phải nó chính là gì? Là độ dài đường chéo kim vuông không? Vậy AC bằng mấy? Không. Không phải bằng 2A. Nào vẽ cái hình vuông ở đây nha. Đây nhá, chúng ta có một cái hình vuông ở đây. Đây là A này.
Đây là B nhá. Đây là C này. Đây là D nhá. Được chưa? Thế thì hình vuông này các em thấy rằng là hình vuông có cạnh bằng gì nào? Bằng nhau. A đúng chưa? Bằng A nhá. Rồi như vậy thì em nhìn nhá. AC có phải vai tròn là đường chéo không? Bây giờ em tính theo Pythagore thì nó được bao nhiêu? Đó chính là căn bằng 2 của A A bình bình cộng A bình. Vậy A nó được bao bình nhiêu? A Bằng A bình căn 2, đúng chưa? Bởi vì có rồi hai con, đúng không? Kịp ra chưa? Nhìn ra chưa? Đấy. nó Rồi như vậy AC này nhá, thì nhớ là trong cái bài này thì AC nó bằng là A căn 2. Được chưa? Đó, rồi, bây giờ em chia đôi ra. Chia đôi thì em có tính được cái thằng ví dụ là thằng AO này không? Đúng có chưa? Như vậy nó bằng bao nhiêu nào? A căn 2 trên mấy? này. Trên 2 nhá. Rồi, cái góc mà em cần tính là góc ASC đúng không? Nhưng mà lúc này em chia đôi góc ra. Em chia đôi ra đây. Chia đôi ra, em lấy cái góc này thôi cho anh này, được chưa? Đấy. Rồi, em lấy cái góc màu da cam này làm chuẩn nhá. Thì cái cạnh màu xanh là cạnh đối, đúng chưa? Rồi, thì cái Rồi, cạnh SA là à cạnh huyền. xin. Đối trên huyền nó là gì? Xin. Là sin đúng không? Rồi, như vậy mình viết ở đây. Đấy nha. Sin của góc ASO. Đúng chưa? Sin của góc ASO bằng đối là AO trên cho huyền là AS, đúng chưa? Đấy, thì AO là bằng bao nhiêu mình thay số nhá. A A căn căn hai 2 trên trên 2 hai. trên cho AS là A A. đúng không? Thì triệt tiêu đi thì còn là gì thôi? Còn lại căn hai trên hai. Đúng rồi, bây giờ mình lấy mấy góc mình bấm lấy máy tính ấy, mình bấm shift sin của con này. Thì nó sẽ ra góc thôi. Nhớ phải đưa máy về độ nha. Thì nó mới ra góc này. Shift mode đơn vị góc chọn độ. Rồi, tiếp tục. Shift sin của phân số căn 2 trên cho 2 đóng ngược lại bằng ok 45 nhá, được chưa? Rồi, như vậy thì một nửa bên trái của em bằng 45. Đúng chưa? Thì cả góc to bằng bao nhiêu luôn? Cả góc to bằng 90. xong. Đấy, được chưa? Thì đây là cái cách tổng quát để mình tính ở trong tam giác cân, được chưa? Tuy nhiên là trong cái bài này thì nếu mà ai tinh ý thì có thể nhận ra ngay mình chứng minh được hai tam giác bằng nhau. Đây này, nếu mà bài này em mà làm nhanh ấy thì em sẽ chứng minh cho anh hai cái tam giác này này. Tam giác SAC thực chất nó bằng với cái tam giác BAC đấy. Theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Nhìn xem phải không? SAC bằng với BAC theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Có đúng không? Đúng không? Rồi. BA bằng BA chưa? Rồi. Bằng A đúng không? Đấy, đúng chưa? Tiếp tục là gì nào? SC lại bằng gì? Lại bằng BC đúng không? Bằng A đúng không? Đúng chưa? Và AC chung chưa? Đúng không? Đấy. Rồi. Thế nhưng mà cái tam giác ABC thì em nhìn ngay có phải nó đúng là tam giác vuông tại B không? Đúng chưa? Đấy, nên là nên là cái tam giác còn lại của mình cũng sẽ vuông tại S thôi, đúng không? Rồi, xong nhá, bài này chốt 90. Đấy. Ok chưa? Đấy, nói chung là tính thì cũng đơn giản thôi nhưng mà nên tính theo cái kiểu anh vừa trình bày này, thì sau này nếu mà em gặp những cái hình ấy mà nó gặp gặp những cái góc mà nó khó chịu hơn, những cái cạnh nó khó chịu hơn em vẫn tính được. Đấy, đỡ phải dùng cái tam giác bằng nhau. Nào. Rồi, mình chuyển lên câu tiếp nhá. À đây rồi, câu 34 này. Góc giữa gì đây? Đường Đường thẳng thẳng và mặt phẳng à? Ok. AC Ok. Góc giữa đường và mặt đúng không? Đây nó bảo tham khảo hình vẽ bên mà lại không cho mình ôi hình à? ông dư đường vào mặt là hôm qua anh nhắc em lý thuyết rồi đấy. Đúng rồi, góc giữa đường và mặt thì hôm qua nhắc lý thuyết rồi, chính xác. Hôm nay Rót nhá. dốc đường hạ 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 dốc dốc Cho hình hộp chữ nhật nha, từ từ để anh nhớ là bên trên có cái hình hộp chữ nhật. Để anh copy cái hình hộp chữ nhật xem nào đây. Anh sẽ copy cái này xuống. Người lười. Đấy, copy cho nó nhanh. Ui, chết cha, cái hình này nó lại có mấy cái vector. Xóa mấy cái vector đi cái đã. Rồi, ok. Và anh xem cái cạnh các thứ xem nó có đạt không đã, vì là sợ nó dài ngắn cơ. Nào, cạnh AB thì bằng bằng A đúng không? Rồi mình cho vào đây là AB bằng A nhá, được chưa? Rồi AD thì bằng 2 căn 2. Dài hơn là ổn rồi đấy nhờ. 2 căn 2A nhá. Rồi, đẹp rồi. AA phẩy thì bằng A căn 3 đúng không? AA phẩy đây bằng A căn 3 nhé các em. Đó, cạnh BC bằng A căn 3. Rồi, có cái hình vẽ bên rồi nhưng mà không có. Nào, bây giờ góc giữa anh gì vào gì đây? A chưa phẩy C. A phải C A phẩy C là cái đường chéo đúng à không? đường chéo Và cái mặt phẳng bên trên này đúng không? Rồi, anh xin phép là anh đổi nhá, được chưa?
Anh xin phép mọi người một chút, anh đổi phẩy lên trên nhé mọi người. Anh đổi phẩy lên trên để làm gì? Để cái góc kem nhìn nó sẽ thoáng hơn. Đổi Được phẩy chưa? trên Đúng. cái hai căn hai ai phải xuống dưới. Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng đâu nhá. À nó bằng nhau mà. Đúng, nó bằng nhau chính xác nên là nó không ảnh hưởng đâu. Bây giờ mình nối đây nhá. A phẩy C nhá. A phẩy C là con này đúng không? Con của nợ này, đúng chưa? Đấy. Đúng chưa? Và cái mặt đáy thì bây giờ làm rất ngon rồi, đúng không? Nếu mà với cái hình này thì làm cực kỳ ngon luôn. Sử dụng cho anh phép chiếu nhá. Đúng chưa? Sử dụng cho anh phép chiếu. Thì em nhìn này, cái mặt phẳng ABCD nó chính là mặt đáy đúng không? Ừ, như vậy cái phương chiếu là nó phải làm sao? Nó phải từ trên trời đi xuống, nhớ chưa? Phương chiếu là nó phải từ trên trời đi xuống, được chưa? Nó bắt đầu chiếu cho anh nhá. Nào, A phẩy mày em chiếu xuống thì về đâu? Về A chính xác đúng không? Thế còn C mà chiếu xuống vẫn là đâu thôi? Đó, vẫn là C thôi đúng không? Rồi, như vậy này, cái thằng cha A phẩy C là cái con màu xanh nước biển này này, mà mình chiếu xuống mặt đáy thì mình sẽ thu được nó là AC nhá. Ok không? Bây giờ em sẽ nối thêm AC lại. Nối thêm AC lại đấy, nối vào đây. Được chưa? Đó, thì lúc này cái góc của mình nó chính là cái góc này. Đây. Góc giữa hai ông này, đúng không? Và ta luôn luôn có vị trí này có phải là vuông không? Đó, ok chưa? Được chưa? Đó, cái góc này là chúng ta đang cần tính đây này. Đó, góc này đang cần tính. Đó, chính là góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, đúng không? Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng là góc giữa đường thẳng và hình chiếu của nó trên mặt phẳng, đúng không? Đấy. Thôi thôi bắt đầu đi tính cái nhỉ. Nào, bây giờ tập trung tính vào con xanh nước biển này là xong cái gì, đúng không? Con xanh nước biển chẳng qua là gì? Là đường chéo trong hình chữ nhật cái gì, có đúng không? Nào, thế tính cái đường chéo trong hình chữ nhật thì Pythagore thôi cái gì? Nào, thế bây giờ tính Pythagore đi xem nào. Nào, mình có Pythagore nha. Pythagore thì mình sẽ có như sau này. AC. Bình AC nhá, thì cái này nó chính là bằng A phẩy C phẩy đúng không? Đúng không? Thế nhưng mà A phẩy C phẩy thì có phải bằng là B phẩy D phẩy không? Bằng không? Ừ, có trong hình chữ nhật thì hai đường chéo là phải bằng nhau, đúng không? Thế bây giờ nhá. Đây tính cái con của nợ đấy thì tính cũng nhanh thôi, đây để anh nối cái này vào xong tính nhá. Đây. Nối cái này vào đây đúng không? Mình sẽ có một con vuông tại đây. Tại A phẩy đúng không? Đúng chưa? Rồi, thế bây giờ mình dùng Pythagore nó chính là căn bậc hai của đúng không? A phẩy B phẩy bình phương cộng với À, vậy B đi. phẩy bình phương đúng chưa? Có đúng không? Thay vào đây căn bậc hai của này, A À, bình phương cộng với hai căn 2A đúng không? Bình phương. Rồi thế cái này được mấy nào? Đó, được 3 đây đúng không? Đây bấm máy tính được mà, căn bậc hai của một bình đúng chưa? Cộng với mở ngoặc hai căn 2, bỏ cái con A đi là được nhá. Được chưa? Bình phương bằng, được chưa thím? rồi. Ừ đấy, nó bằng 3A. Xong. Đấy, nó bằng 3A nhá. Như vậy thì cái con màu xanh nước biển bằng 3A này. Ok chưa? Nào, bây giờ này, lấy cái góc đen thùi lùi này làm chuẩn. Được chưa? Lấy cái góc này làm chuẩn nha. Thì cạnh màu da cam là cạnh đối. Tối. Màu xanh là cạnh kề. À. Đối trên kề là tan, đúng chưa? Đấy. Rồi. Rồi, như vậy thì mình sẽ có ngay tan của cái góc đen thùi lùi đấy, được chưa? Đen của thùi lùi nha. Thì nó chính là bằng a phẩy chưa trên cho ac đúng không, thay số vào thì mình được là a căn 3 đúng chưa trên cho 3a đúng không, mình rút gọn đi nhá thì nó được là căn 3 trên 3 đúng chưa. Vậy từ đó thì mình sẽ suy ra cái góc mình đang cần tính đấy thì là bằng sip tan của cái căn 3 trên 3 thôi, thì nó là bằng 30 độ, đúng 30 độ không? Ok xong đấy, 30 độ đấy, hết giải ra đúng không? Được chưa, được chưa? Ừ, đấy là góc giữa đường và mặt nha. Nếu mà bài này mà mình để phẩy ở bên dưới ấy, thì cái góc nó lại bị lộn ngược lên trên, nên đâm ra nhìn nó hơi khó, được chưa? Đấy, thì mình sẽ để xuống dưới này nhá. Được chưa? Mình thực ra là mình để bên trên vẫn làm được thôi, mình chỉ cần tuân theo đúng cái quy tắc mà hôm qua anh nói ấy, là cái phương chiếu nhá. Cái phương chiếu thì bao giờ nó cũng phải đi vuông góc với cái mặt, đúng không? Đấy, thì em muốn chiếu vào mặt nào thì em chiếu thôi, thậm chí kể cả mặt mặt bên em vẫn chiếu bình thường nhé. Đấy. Rồi xong xong 34 nhá. Đấy, bây giờ mình xem tiếp, lấy cái ảnh tiếp nha các thím. Bởi vì nhớ là hình như hết ảnh rồi. Ui, lấy cái đây cái gì này? Đây, copy copy copy. Ủa,
trên lớp các thím đang được khoảng mấy phẩy đây? Hả? Cao chút gút. Hả? Cao lắm. Cao á? À? Cao lắm á? Cao từ tất đến trên. Đâu nhỉ? Ô chết rồi. À đây. Rồi cái đề này. Nó hơi lạ lạ. Nhưng mà lớp lớp trưởng thì kiểu gì trả được học sinh giỏi đúng không? Không có đâu. Từng lớp trưởng auto được học sinh giỏi cho Không thằng nào cũng thế. có đâu thì mình cũng có được đâu. Đâu anh xem nào, thầy Hùng à, trung tâm bồi dưỡng kiến thức thầy Đây là Sâm. ở cơ sở 3. Đây là của cơ sở 3. Ừ. Thực ra mấy cái câu này thì cũng dễ thôi, không không có gì đâu. Thì anh có câu nào anh bảo khó đâu. Mấy câu này đơn giản ấy mà. Nào, chúng ta đã xem cái câu 35 nhé. Câu 35 nó hỏi là mệnh đề đúng nhé mọi người. Đấy, nó hỏi là mệnh đề đúng nha. Chúng ta chọn mệnh đề đúng nhé. Chúng ta check xem ra xem có đúng luôn không. Nếu hai mặt phẳng alpha và beta cùng vuông góc với mặt phẳng gamma thì giao tuyến của alpha và beta nếu có nha. Được chưa? Cũng sẽ vuông góc với gamma có đúng không? Điều này đúng nhá, điều này đúng. Mọi người hãy nhắm mắt lại, mọi người tưởng tượng này. Chúng ta mở một quyển vở ra. Được chưa ạ? Mọi người mở một quyển vở ra, sau đó mọi người dựng đứng cái quyển vở đấy trên mặt bàn giúp anh. Được chưa ạ? Tưởng tượng được không? Đây là mặt bàn nha. Mặt bàn thì nó là mặt phẳng gamma, được chưa? Rồi bây giờ mở một quyển vở ra này, đặt trước mặt các em luôn nhá, được chưa? Trông nó sẽ thế này. Tưởng tượng được không? Rồi. Đấy. Mở một quyển vở ra đặt trước mặt các em. Đó, ok chưa? Đấy. Rồi thì đây nó là mặt phẳng alpha này và đây là mặt phẳng beta nhá. Được chưa? Thì các em thấy không? Rõ ràng thì cái mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta nhá đang cùng vuông góc với cái mặt bàn đúng không? Vì các em đang dựng đứng quyển vở trên mặt bàn mà, đúng chưa? Đấy, cho nên là alpha và beta đang vuông góc với cái mặt bàn nhá. Thế thì đâu là giao tuyến của alpha và beta? Chính Cái là đường giữa này. chính là cái gáy của quyển vở đúng không? Đúng chưa? Đấy, thế nhưng mà em lại thấy rằng là cái gáy của quyển vở cũng làm sao nào? Cũng lại đang vuông góc với mặt bàn luôn, đúng chưa? Ok chưa? Xong. Đấy, như vậy thì câu này ý là chuẩn rồi. Ok chưa các thím? Rồi. Sang cái câu 36 nha. Ui, lim lủng này với chúng tôi. Nào. Bấm máy tính luôn. Câu này mình cứ bấm này thôi. Nào, căn bậc 2 của nhá. X bình phương này. Đây là cộng hay trừ đây? Cộng đúng không? Cộng với 2x này. Rồi. Dưới mẫu là x đúng không? Trừ đi căn bậc 2 của 3x bình phương. Cộng đúng không? Rồi. Ở đây nó không có cái gì cả, em cứ can cho anh nhiều 9 vào là xong luôn này. Can nhá. Vài con 9 vào. Ok chưa? Được chưa? Vài con 9 mà em bấm bằng cho anh này. Nó bằng bao nhiêu? Bao nhiêu đây? Âm 1,36 đúng không? Đúng chưa? Âm 1,36 em check luôn cho anh con A luôn. Check con A luôn này. 1 trên 1 trừ đi căn 3 bằng luôn cho anh phát. Bấm S sang D. Đúng chưa? Có đúng là âm 1,366 không? Đúng chưa? Có. Âm 1,366 nha. Quay lại con lúc nãy. Đúng là âm 1,366 chưa? Ăn chưa? Đấy. Đúng không? Không cần phải giải tay mấy câu này nhá. Đã làm trắc nghiệm thì không có cái câu chuyện là giải tay ở đây đâu. Bấm máy luôn. Đấy. Nào, câu tiếp theo nha. Câu tiếp theo này. Câu này mọi người hiểu chưa? Ok Được. không? Câu 37 nào, bấm trực tiếp hàm cho anh nào. Bấm luôn. X mũ 2 trừ đi 4x trừ đi 4x. Rồi. Cộng với 3. Rồi, dưới mẫu là trừ x mũ 2 đấy nhỉ. Cẩn thận có dấu trừ nha. Trừ x mũ 2 này. Cộng 8x. Cộng 8x trừ 7. Ok chưa? Nào, can tại 1 chắc chắn lỗi này. Được chưa? Can tại 1 thì khả năng lỗi đấy, can tại 1 nha này. Thấy chưa? Can tại 1 lỗi luôn đúng không? Được chưa? Thì đừng can tại 1 nữa mà hãy can cho anh tại 1 cộng. Được chưa? Đó, can cho anh tại 1 cộng nha. Bằng bao nhiêu? Bao nhiêu nào? Âm bao nhiêu đây? Âm 0,33 đúng không? Âm 0,33 thì nó chính là cái con cuối cùng này này. Đúng không? Em bấm nó chỉ có mỗi cái con này là âm 1/3 thì nó mới là âm 1,3 à 0,33 được đúng không? Chuẩn chưa? Đây bấm thử xem nào nhá. Đây âm 1/3 này, đúng chưa? Bấm bằng này xong bấm S sang D. Đúng chưa? Chuẩn chưa? Đấy.
Được chưa? Nhớ nhá, can tại 1 mà nó lỗi, em can luôn cho anh tại 1 cộng phát là tính tiền luôn, được chưa? Đấy, thế thôi. Nào. Rồi, tập nghiệm của bất phương trình này f phẩy lớn hơn 0 là con nào đúng không? Được chưa? Anh hướng dẫn bấm máy tính luôn nhá, không cần phải giải tay mấy câu này đâu. Tất nhiên là câu này em ngồi em đạo hàm xuống bậc 2 sau đó em vào mode A em giải được đúng không? Đấy. Tuy nhiên là thôi anh sẽ hướng dẫn bấm máy luôn nhá, được chưa? Thì này. Được chưa nào? Shift D trên DX cho anh. Được chưa? Shift D trên DX là để gọi đạo hàm ra, đúng không? Mình đang gọi đạo hàm đấy nha. Nhập hàm vào nào. X xì mũ 3 này trừ đi 3x xì mũ 2 này. Được chưa? Cộng 3 cho anh. Ok chưa? Được chưa? Nào, bắt đầu anh check nha. Bắt đầu anh check nha. Nào, anh check tại 1 cho các em xem. Anh check tại 1 nha. 1 cái số 1 ấy, số 1 nó thuộc vào đáp án D có đúng không các em? Có đúng không? Nào anh check tại 1 này, em bấm cho anh tại 1 vào đây. Sau đó em bấm bằng luôn. Em thấy nó là âm hay dương? Số 1 nó là âm hay dương? Dương. Ừ, số 1 là âm nhưng kết quả ta mong muốn là gì đây? Là dương đúng chưa? Nhìn ra vấn đề chưa? Như vậy số 1 tạch chưa? Số 1 tạch nha, nên là anh gạch đáp án D đi. Có hiểu không? Có. Ok, rồi, đấy. Rồi, thế bây giờ anh sẽ check nha, anh check nào, anh check ý B nha. Đó, anh check nha. Nào. Bây giờ anh sửa cái số 1 này. Nào ý B nhá, anh cho số âm 1 vào có được không? Được. Được không? Ok, nào cho âm 1 vào nha. Bằng. Chít. Dương chưa? Dương Dương nha, rồi. rồi nha, dương rồi nhá, dương rồi thì là ý B này đạt này. Được chưa? Đấy, âm 1 nó đang đạt đấy nha, được chưa? Nào bây giờ check tiếp tại con ý C này nhá. Con C này. À check 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 nhầm. Đây, cái này ý C. Rồi, ý C là tại số 3 đi có được không? Số 3 nhá. Ok, nào check tại 3 luôn. Bằng này. Vẫn đạt đúng không? Thấy chưa? Như vậy là cả B và cả C đều đạt, đúng chưa? Do đó ta phải chọn A. Đúng không? Bởi vì ý A nó chính là kẹp của cả B cả C. Nhìn ra vấn đề không? Có. Đấy. Rồi. Cái câu 39 nhá. Rồi mấy cái bài toán vận tốc quãng đường thời gian nhá. Được chưa? Anh không cần biết là nó cho cái công thức theo kiểu gì nhá. Được chưa? Anh không cần biết cái này. Anh cho luôn cái công thức để mình làm thôi. Được chưa? Bây giờ mình có các cái ký hiệu như thế này. Đầu tiên đó là quãng đường. Được chưa? Quãng đường nha. Thì kem có thể ký hiệu nó là S cũng được, được chưa? S nha. Vận tốc này thì ai cũng ký hiệu nó là V thôi đúng không? Được chưa? Vận tốc thì nó là V nha. Được chưa? Còn gia tốc. Gia tốc nha thì nó là A nhá, được chưa? Và nhớ cho anh nhá, được chưa? Đã là cái bài toán chuyển động nhá, được chưa? Đã là bài toán chuyển động nhá. Thì theo thời gian kem nhớ chưa? Được chưa? Phải tính theo thời gian nhá. Ok không? Được chưa? Tính theo thời gian nhá, cho nên là cái phần biến nó chính là biến T hết. Ok chưa đấy? Được không mọi người? Đó. Và chúng ta có một cái sơ đồ đạo hàm như sau. Nào, S phẩy thì ta thu được gì nào? S phẩy ta thu được cái gì? Là B đúng không? Đúng chưa? Đấy. Đúng đây, đạo hàm của quãng đường thì thu được vận tốc nhá. Tiếp tục. V phẩy ta thu được gì nào? Thu được được chưa? Đấy, được chưa? Đấy, các em chỉ cần nhớ cho anh thế này thôi là có thể triển khai được tất cả những cái bài toán của cái phần vận tốc quãng đường thời gian này rồi. Được chưa? Đấy. Thế còn vào từng bài nào thì bắt đầu mình sẽ xử lý nó thôi. Đấy, xem nào. Một chất điểm chuyển động có cái phương trình cho S rồi này, đúng chưa? Nào, nó cho cái gì đây? Đọc đọc nhá, đọc mình tóm tắt thôi, nó cho gì đây rồi? Cho cái này là cho cái gì? Chút phương trình. Cái này nó cho quãng đường thím ạ. S nó cho quãng đường đúng không? Thế nó hỏi thím cái gì? Hả? Nó thời hỏi gian tính đấu đập cho một cái bây giờ nó hỏi là tính vận vận tốc, tốc. nó hỏi vận tốc. Đấy, nó tính vận tốc đúng không? Đấy, nó tính vận tốc đúng chưa? Rồi, thế bây giờ mình dùng cái dòng nào ở giờ đây? Dòng dòng trên. Đấy, dùng này đúng chưa? Có đúng không? Đạo hàm của quãng đường thì thu được vận tốc đúng không? Gọi đạo hàm ra thôi chứ có cái gì đâu. Đây. Gọi đạo hàm ra. À từ từ, bài này là có cái pi không? Ui giời có pi đây này. Lại có pi rồi, đưa máy về radian hộ anh cái đã. Nào, shift mode. Shift mode, chọn cho anh đơn vị góc. Chọn radian. Rồi. Nào bây giờ nha, gọi đạo hàm ra. Gọi đạo hàm ra, rồi. Bấm cho anh cái hàm chết tiệt này vào, được chưa? A bằng mấy nào? Đề nó có cho A không? A bằng bao nhiêu? 20. À 20. Thì bấm 20 vào đấy. Rồi, nhân tiếp được tục. cốt Đây là cốt, đúng rồi. Cốt. Omega. 5 Omega bằng bao nhiêu? 5 pi đúng không? Thì cho cái 5 pi vào đây.
được chưa? Rồi, đến con T nhá. T đang là biến, được chưa? T đang là biến nhá, đây này. Hồi nãy anh có nhắc các em là đều phải tính theo theo T phải không? Thấy chưa? Đó. Ừ, thì T là biến thì các em đừng đừng có thay T bằng 10 vào nhá. Các em để luôn cho anh T là x, nhớ chưa? Nhớ Đó. chưa? Ừ, đấy, rồi, cộng với phi, phi là pha ban đầu nhá. Như vậy là cộng cho anh là phi trên 4. Ok chưa? Anh dặn nhá là thay cái gì thì thay, đừng có mà thay thay T nhá, nhớ chưa? T nó là phần biến thì không được quyền thay, được chưa? Phần biến là ở đâu? Đây để anh hướng dẫn. Đây đóng ngoặc vào đúng không? Kịp chưa? Thì Rồi. cái con T để ở chỗ cuối này. Con T này nó chính là con x này, đúng không? Thì để ở cuối cho anh nhá, nó bằng 10. Nhớ nhá. Đừng đừng có thằng nào mà thay vào bên trong là nó chết người đấy nhá, được chưa? Đấy, để ở cuối này cho anh rồi bấm băng đi. Nhớ Ừ, chưa? ấp Ui, âm to lên để anh xem check lại xem nào. Tính vận tốc đúng không? Tại cái địa điểm. Ui, nếu mà to như thế này thì là cái này có vấn đề rồi. À, đừng sợ. Cái thằng này nó đang tính là gì? Mét trên giây để kem đọc thấy không? Thấy chưa? Nhưng mà thằng A nó đang là cm có đúng không? À, đúng không? từ Rồi, thế cứ thì đổi. đổi. Đổi đổi đi một tí đây, cái chỗ này này. 20 cm thì đổi sang mét thì được bao nhiêu? Được 0,2 gì? Có đúng không? Chuẩn chưa? Có đúng không? Có. Ừ rồi bấm bằng đi, cái nó ra luôn chứ có cái gì đâu. Bao nhiêu đây? Âm bao nhiêu đây? Ừ, 2,2. âm phải âm 2,22 đúng không? Nào bây giờ em check cho anh ý B nào, check cho anh ý B nhá. Nào lấy máy tính của em ra em bấm đi. Xong rồi đối chiếu kết quả với máy tính của anh. Nào bấm nào. 2 trên 2 bằng Căn 2 trên 2. chữ pi Ừ, còn pi, còn pi em ơi. Nãy bằng học rồi trừ anh hai nhá. hai trừ 2,22141. Ừ, Ừ, đúng rồi. ăn rượu đấy. Tính làm cái gì đúng không? Đó. Anh phải tính hết đấy, nhưng mà anh chỉ dặn là cái đoạn x này này, cái đoạn t này này, nhớ chưa? Được chưa? T là phần biến nhé, thì đừng có đứa nào thay cho anh cái t bằng 10 vào trong đây là tạch luôn nhé. Đây anh thay thử cho mà xem này. Đấy, thằng nào đi dại lại cho anh cái số 10 vào đây là chết luôn nhé, nhớ chưa? Thấy chưa? Cái bên ngoài thì thành cho cái nào được? Đấy, này, cho vào thì nó ra bằng không ngay, thấy chưa? Các em nhìn ra chưa? Ờ đấy, được chưa? Cho nên là cái này là phải để cho anh là x, nhớ chưa? Là x nha, nhớ chưa? Đấy, và cái số 10 để ở đâu? Ở ngoài. Ừ, đấy thì nó mới ra. Đúng không? Rồi, radian các thứ thì phải cẩn thận. Chờ anh chút nhá, anh chép tin nhắn là cái đã. Này có không anh? Ô học bình thường chứ có nghỉ đâu, cái thằng này. Có nha. Này hết lễ rồi. Này vẫn còn lễ mà. Này hết lễ rồi. Đấy. Vẫn còn đấy, được nghỉ bù mà. Chỉ những thằng nào đi chơi người yêu rồi mới được tính là còn thôi, còn những người nào mà vẫn đang ở nhà cày cuốc là hết rồi. Nào tiếp tục đi. Nào cho tứ diện này nhá. Ủa, cái này là góc à hay là cái gì nhỉ? Chả biết được, thôi cứ vẽ cái hình đi, chắc là góc đấy. Một là góc, hai là tam giác thôi, chắc là góc đấy. Tại vì nếu mà tam giác thì nó đã có cái hình tam giác rồi. Để anh vẽ thử cái hình đã nha. Anh chưa biết được cái này vẽ thế nào đâu. Mấy cái hình trung gian này thì hên xui. Đến câu 40 là đến 8 điểm à? À nhưng mà thực ra cái đề này người ta cũng không biết là người ta có xếp khó khó dần không, hay là người ta có xếp linh tinh. Chắc xếp linh tinh thôi, không phải là phân hóa này nhỉ. Đây là AC nhá. B này, đây là B nhá. Rồi ok, nó cho các em là AC đúng không? Xong dưới lại AD này. Rồi tiếp tục, góc BCD đúng không? BCD là góc nào nhỉ? BCD. À, Được. đây, góc này đúng không? À, rồi, 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 rồi. Góc này lại bằng góc này đúng không? Rồi, xong. Xong con ông quay lại cái bài toán của nợ hồi nãy. Nào nào, quay, 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 quay. Đây, hồi nãy chắc chắn là anh đã có cho các em một cái bài rồi. Đâu nhỉ? Trên. Sao thấy nhỉ? À đây 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 đây. Thấy hai tam giác cân chưa? Rồi. Thấy hai tam giác cân không? Bài toán này lại Có. đúng cho hai hai tam giác cân như lúc nãy đây này. Góc bằng 90 nha, chắc chắn. Đúng chưa? Đấy. Nhưng mà từ từ để xem cái này nó khác đã. Đây. Để vẽ lại cho nó giống cái bài hồi nãy nha mọi người. Đây, cái này nối vào đây, cái này ăn ăn tiền luôn đây, có cái gì đâu đây. Lấy vào trung điểm chỗ này này. Ừ. Đúng không? Làm kiểu vuông góc luôn. Đấy, lấy vào đây đúng chưa? Đấy, thì mình có cái điểm ở đây là điểm M này đúng không?
chuẩn chưa? Đấy. Ừ thì trong cái bài này thì các em nhìn, các em cũng tưởng tượng nhá, tưởng tượng đúng không, AB đúng không, sẽ phải vuông góc với CD ngay, nhìn ra chưa, có đúng không? Thế còn hai căn giác cân là thôi không luôn nhá. Đấy. Còn cái bài này nếu mà ai muốn chứng minh thì xem lại cái bài hồi nãy nhá, chứng minh như hồi nãy đấy, được chưa? Là xong luôn rồi, xong 40 nhá. 40 nốt cho thằng H, 40 nốt cho hình chóp nha. Từ đây chụp cái màn hình, cái ảnh ấy lệch thế nhỉ, khó chịu thật. Đây rồi. Rồi cho hình chóp nha, có đáy là hình vuông này, SA vuông góc với đáy nha. Ok, nếu mà gặp cái tình huống SA vuông góc với đáy thì các em chịu khó các em vẽ cho anh SA thẳng đứng xuống, được chưa? Đáy thì các em nên vẽ là lệch phải nha, được chưa? Đa số các cái loại hình của hình vuông hay hình chữ nhật nha, cho nên là các em cứ vẽ lệch phải cho anh, được chưa? Lệch phải là auto cái hình nó sẽ ra đẹp nhá, được chưa? Đấy. Cái này cho rộng rộng lên tí nha. Con này đi. Rồi ok. Đấy, ok nhá. Rồi chúng ta chế tạo ra cái đáy cho đã. Rồi, để đây cho anh là A này, B này, C nhá, D nhá. Ok chưa? Bây giờ SA vuông góc với đáy này thì vẽ cho anh SA thẳng đứng xuống. SA thẳng đứng xuống cho anh đấy, như vậy. Được chưa? Bây giờ nối các cái nét sổ là xong này. À, sổ này xuống đúng không? Xong chưa? Ok không? Đấy. Rồi, đến nhá, vẽ cái hình lệch phải nhá thì nó sẽ đẹp. Nào bây giờ H là cái gì nào? H là hình chiếu của A trên SB và SD. Ok. Rồi. Cái bài này nhá, cái bài này anh hướng dẫn vẽ làm sao cho nó chính xác này. Không là tèo đấy. Muốn vẽ đúng cái hình này nhá, muốn vẽ đúng cái hình này anh vẽ trước xong anh sẽ giải thích cho, còn nếu mà không vẽ theo kiểu này là sai đấy nha, đấy sai là dáng chịu nha, ngồi nhìn mãi không ra đâu đấy. Em bảo sao tự dưng ông già ông lại đi vẽ cái hai cái con màu xanh xanh song song đúng không? Đó phải vẽ như này mới chọn nào. Hát rồi, đây là ca nhá, ok chưa? Rồi đấy, hát và ca được chưa? Bây giờ giải thích một chút nhé, tại sao lại đi vẽ kiểu này, tại sao lại đi vẽ kiểu này. Bây giờ mình có cái thằng AH thì có phải đang vuông góc không, đây vẽ vuông góc của đây nha, được chưa? Vuông góc nha, AK cũng vuông góc nha, được không thím? AK cũng đi vuông góc, được chưa? Đấy, AK cũng vuông góc. Rồi bắt đầu xử lý này, bắt đầu xử lý nha. Các thím xem tôi chứng minh cái phần này nhá, nhỏ nhỏ thôi nhưng mà lại rất là quan trọng đấy. Nếu mà các thím không vẽ kiểu này là các thím không không thể nhận ra được hình đâu. Đấy. Nhiều khi là cái hình không gian nó hơi phủ chuối ở mấy cái đoạn nó kiểu đấy, nó hơi nhỏ nhặt. Các thím nhìn nha, để tôi đi xét hai tam giác như sau. Xét tam giác SAB và tam giác SAD nhá. Được chưa? Có này. Là các thím ngó từ từ xem này, SA chung chưa? Nghe chung tiếp tục góc SAB này, SAD bằng 90 độ này, đúng chưa? Tiếp tục AB này bằng với AD này, đúng chưa? Cái này nó là hình vuông thôi, chuẩn chưa? Vậy từ ba điều này suy ra là tam giác SAB có bằng tam giác SAD không? Có Theo trường hợp cạnh góc. Bây giờ cái này rất quan trọng nào, hai cái tam giác này bằng nhau mọi người nhá, hai tam giác này bằng nhau thì cái vị trí của chân chân đường cao ấy mọi người ạ, hai tam giác bằng nhau nhá thì tất cả những cái thứ gì thằng này có thì thằng kia cũng có, mọi người công nhận không, hai cái thằng giống hệt nhau mà đúng không, nó bằng nhau đấy, cho nên là cái chân chân đường góc và cái chân đường góc tại K nhá là cái vị trí của chúng nó ấy, được chưa, là nó phải bằng nhau anh em ạ, anh em mình đúng không, cái vị trí của nó giống nhau nhá, được chưa? Đấy. Thế cho nên là lúc này nó sẽ sinh ra một cái tỷ lệ quan trọng như sau. Đó là tỷ lệ của SH trên SB. Được chưa? Bằng đúng luôn SK trên trên SD. Anh em hình dung không? Được chưa? Hai tam giác bằng nhau nhá. Thì vị trí của chân đường vuông góc ấy, chân đường cao là nó phải giống nhau. Anh em hiểu không? Đấy. Cho nên là SH trên SB nhá. Bằng SK trên SD. Và do đó anh em phải vẽ là HK song song với cái gì ạ? BD mới là chuẩn. Được chưa anh em? Được chưa? Anh em hiểu về chưa? Đó, cái này nó chỉ là cái việc vẽ hình thôi, được không anh em? Được không? Đấy. Đấy nha, được chưa?
nhá. Hai tam giác mà giống y xì đúc nhau nhá, các em tưởng tượng được không? Hai tam giác y xì đúc nhau nhá, thì vị trí của chân vuông góc em rót xuống nó phải giống nhau, đúng không? Đó. Rồi, thôi bây giờ mình bắt đầu mình xử lý từng cái ý một nha. Nó hỏi khẳng định nào sai đúng không? Nào, thế chúng ta sẽ check xem những con kia có đúng hay không là được cái gì. Nào bây giờ mọi người check cùng anh nha. Nào, ý A trước nào. Ý A là cái gì nào? BC vuông góc với cái gì đây? Với NAB đúng không? Nào, bắt đầu check nha. Nào bắt đầu anh chứng minh cho mọi người xem có phải không nha. Nào, BC có vuông góc AB không? Nào, nhìn đi, nhìn đi. BC Đúng chưa? Rồi, BC vuông SA không? BC Có không? BC vuông SA. Tất nhiên đúng không? Bởi vì SA đang vuông mặt đáy mà, đúng không? Cho nên là BC phải vuông SA, chuẩn chưa? Xong chưa? Vậy từ đó suy ra, từ hai điều này đã đủ suy ra BC vuông góc SAB chưa? Ra chưa? rồi. Rồi, xong nha. Nào sang ý số 2 này. AK. Rồi, vuông góc với SCD. Nào bắt đầu tập chứng minh nha. AK vuông góc với SCD. Chứng minh được không? AK Gì nữa? Đấy, vuông góc ở đâu? Có đâu mày. Nào thôi để anh chứng minh nhá. Nào phải chạy từ đáy chạy lên rồi nó mới ra. Nào từ từ này. Nào từ từ. Nào CD, CD có vuông góc AD không? Từ từ nhìn, vuông không? có. CD có vuông góc với SA không? Ra có Vậy từ hai điều này dẫn tới là CD vuông góc với cái thằng nào? à Với SAD chưa? Có đúng không? đi một góc này à rồi CD vuông góc với SAD thì dẫn tới tiếp CD có phải vuông góc với cả AK không? Được chưa? có Rồi, xong một nửa bài toán nha. Nào chứng minh nữa, còn lại này là zoom bé lại tí để lấy chỗ nha. Nào, tiếp tục. Nào chứng minh tiếp này. Nhìn nha. AK vuông góc CD không? Vừa chứng minh xong, đúng không? Đây này. Vừa chứng minh xong nhá. Rồi, bây giờ lại nhìn tiếp AK lại vuông với gì nữa? Với SD chưa? Có đúng không? AK vuông góc với SD là giả thiết đề cho đúng không? Vậy từ hai điều này dẫn tới là AK vuông góc với thằng nào? Với SCD, chuẩn chưa? Đúng chưa thím? Hiểu hiểu không đây, có hiểu không đây? Hãy lú cái đầu luôn. Được chưa, được chưa? Ok không? Được chưa đây, ổn không? Kịp không? có. Rồi bây giờ sang cái ý cuối cùng nha. Nào ý cuối cùng nào. Ý C này thì thôi, ý C này thì nó sai nên thôi tôi không chứng minh. Nào sang ý cuối cùng nhá. Nào AH vuông góc với gì nào? SBC AH vuông góc với SBC nha. Nào. AH vuông góc với SBC. Chứng minh được không? Tập thôi, bây giờ coi như là những người tập sự với nhau đi. Nào, ý cuối cùng ý D nào. Tất nhiên là AH chứng minh vuông góc với SBC không thể chứng minh ngay được, đúng không? Lại phải chạy từ đáy, chạy từ đáy nhá. Chạy từ đáy lên nó sẽ ra ngay này. Nào, quan sát nha. BC vuông góc với AB đúng không? Đúng chưa? rồi BC vuông góc với SA đúng không? Chuẩn chưa? Vậy từ hai điều này dẫn tới là BC vuông góc với SAB. Có đúng không? rồi BC lại vuông góc. BC mà vuông góc với SAB nhá thì có phải BC vuông góc với AH không? Rồi, xong một nửa. Nào bây giờ chứng minh tiếp cái nửa còn lại là xong luôn này. Nào viết ngược lại. AH vuông góc BC. Có đúng không? Đúng chưa? AH có phải lại vuông góc thêm cả SB nữa không? Đúng rồi. Vậy từ hai điều này dẫn tới gì nào? AH vuông góc với. Xong chưa? Đấy. Ok chưa thím? Đấy nhá, do đó là ý C nó sai, đúng không? Rồi. AC xem nào. AC vuông góc với SBD à? Không hiểu, AC với SBD đang tạo góc rồi. Đang tạo góc rồi, đó là góc SOA. Đấy, góc SOA. Đấy. Rồi, thôi mình chém gió thêm một một chút nữa nhé, xong rồi mình nghỉ ngơi. Khá là muộn rồi. Đi nấu cơm. 21. À đây rồi, chỉ còn mấy câu thôi. À đây, câu 42 này. À, chứng tỏ là trang bên kia vẫn còn đấy. Trang bên kia vẫn còn. Này cho khối lập phương này anh em. Chứng minh
mấy cái hình này thì nó cũng không khó đâu anh em, thôi anh em từ từ anh em làm thì nó sẽ ra thôi. Ôi sao hết rồi, còn 10 phút nữa. Không sao, mình cứ chém gió tương đối, đến đâu thì đến. Mình chém gió cái đề mà của cái cô dạy thêm, cô ấy dạy thì khả năng là thi nó còn vào được, chứ nếu mà thầy của trường ngoài dạy thì thi không vào đâu. Ây da, thực ra mấy cái góc rồi khoảng cách ở trong không gian này thì nó cũng không có khó đâu. Nhưng mà học hành tương đối một chút cũng được. Nó cho cái gì đây? Ồ, mình đúng nhỉ? Check ý cuối nào, check ý cuối. Nào, ý cuối nó bắt các em chứng minh cái gì nào? AC là nối, chứng minh là AC đúng không? Vuông góc với thằng nào? À, BD cái gì gì đó đúng không? Đấy, chúng ta đúng vào một chút nhé. AC có phải là con này không? Không. Ờ, thế còn cái mặt phẳng chết tiệt kia nó nằm ở đâu nè? BD, A nối B phải sang D phải. Ờ, chính xác đấy. BD. Ờ, đây nối qua đây đúng không? Đấy, nó chính là cái mặt đứng này đúng không? Công nhận không? Đấy, nó là cái mặt đứng ở đây thôi. Đúng chưa? Rồi, thế chứng minh vuông góc trong bài này thì cực dễ đúng không? Nào, siêu phẩm dễ nào, nào chứng minh nhá. Nào, thứ nhất này, AC đúng không? Thì vuông góc với cả BD. Điều này là hiển nhiên, bởi vì là trong hình vuông thì hai đường chéo phải vuông góc với nhau. Có đúng không? Đấy. AC và BD là hai đường chéo trong hình vuông nên nó phải vuông góc, đúng không? Tiếp tục, AC thì lại vuông góc với cạnh đứng nhá, được chưa? Vuông góc với chiều cao chính thì ở đây chúng ta thấy luôn đó là B phải B, được không? Được không? B phải B luôn. Đấy. Rồi, vậy từ hai điều này ta suy ra được chưa? Đấy, AC sẽ vuông góc với mặt phẳng nào nào? B phải đúng không? Rồi, thế nhưng mà cái mặt phẳng này em mở rộng ra. Mặt phẳng này mở rộng ra, được không? Thì nó chính là cái mặt phẳng màu đỏ luôn nhé em nhé. B này, B phải, D phải, đúng chưa? Đó, em mở rộng ra thì là xong luôn. Ok chưa? Đấy, được chưa đấy? Xong chưa? Ừ. Ừ, tiếp tục. U là trời. Okay. Nào chúng ta sang cái câu 45. Wow, tính khoảng cách đúng không? Rồi. Khoảng cách hôm qua cũng có trình bày lý thuyết rồi. À, bây giờ xử lý thôi. Rồi cho hình chóp. Rồi có đấy là hình thang cân. Có góc ở đấy bằng 60 độ. Rồi đấy, vẽ qua cái hình một chút nhé. AB là cạnh dài hơn à. Từ từ nha, để vẽ cái hình một chút nhé. Cái hình này có vẻ là khá là vẽ nó sẽ hơi mất thời gian. Anh đang lựa xem là nên đẩy cái góc nó về đâu ấy mà. Rồi, để anh cứ áng trước đi đã. Còn mà đến đâu thì đến nhé, chờ anh một chút. ACBD là hai đường chéo. Ui, bài này cho củ chuối nhỉ. Đấy bằng 60 độ này. Rồi, hình chiếu vuông góc của S trên đáy là giao điểm của AC và BD, gọi đây là thằng H này. Rồi, ok. Án chừng thì có thể nha. S. Xem là có đủ các yếu tố không. Thứ nhất này, đây là mấy đây nhỉ? AB bằng 2 lần của CD đúng không? AB bằng 2 lần của CD. AB bằng 2 lần của CD á. Ô, từ từ. Nếu mà AB mà bằng 2 lần của CD thì cái hình này không được.
Thì anh phải đổi rồi. AB này thì bằng là hai lần của CD, đó. Đó, được không? Được không? Được không? AB bằng hai lần của CD nhá. Đấy. Rồi tiếp tục này. Mặt phẳng SAB. Mặt phẳng SAB à? Rồi tạo với cái đáy một góc bằng 45 độ. Rồi ok. Có lẽ là video này đi, trong 10 phút cuối này anh sẽ trình bày với mọi người một chút về cái vấn đề là góc giữa hai mặt nhé. Về cái vấn đề này khá là trừu tượng. Đấy. Được chưa? Nói lại một chút. Cái hình này nếu mà để trong trạng thái như này mà vẽ thì mọi người sẽ không 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 nhìn ra được góc đâu. Anh sẽ vẽ lại cái hình này một chút xíu. Hình chiếu vuông góc nha. Rồi, mọi người cứ tham khảo hình này nhé. Cái hình này tất nhiên là hình chuẩn rồi. Đấy, hình này hình chuẩn nha. Nhưng nó lại hơi khó nhìn góc nha mọi người. Anh sẽ vẽ một cái hình khác nữa, nhưng mà tức là anh xoay cái hình này đi thôi. Đúng không ạ? Anh sẽ xoay cái hình này đi để cho mọi người nhìn cái góc nó dễ hơn nhé, được không? Đấy, để cho mọi người xem. Ừ, nên lấy chiều này lấy chiều kia nhỉ? Chiều này mà mình rót xuống, à chiều này có vẻ là hơi hơi khù khoằm anh em. Phải lựa lựa cái thế làm sao mà để có thể là vẽ cái hình ra nhìn nó tương đối một chút. Đấy. Để hỗ trợ anh em tính thôi chứ còn. Alo alo, anh em đọc đề chứ? Anh em ơi. Ajinomoto. Anh em cứ đọc đề nhá, xong anh em xem là cái hình ở bên tôi vẽ đây này đã đủ các yếu tố chưa? Tất nhiên tôi chưa ký hiệu vào anh em nhá, nhưng mà em cứ đọc dần dần đi xem đã đủ các yếu tố chưa? Alo alo alo. Anh em ơi. Hú hú. Anh em ao hết rồi à? Hay đi đâu mất tiêu rồi? Rồi, anh em cứ đọc đi. Xem là cái hình đã đủ chưa? Đây tôi đang vẽ một cái tư thế khác để tôi chỉ cho anh em cái góc thôi, chứ còn thực tế ra thì cái hình này thì đi làm thì cũng không không. Đây nha, tôi cho các thông số vào nha, anh em nhìn cho tôi này. Hình thang cân đúng không ạ? Thế nào được gọi là hình thang cân anh em? Anh em chịu khó anh em nhìn những cái đoạn nha. Tôi vẽ cái hình cho anh em là nó đảm bảo cái độ chính xác anh em. Rồi, mặt phẳng SAB tạo với đáy góc 45 độ. Rồi hình này bị khuất góc nên là tôi sẽ chưa thể vẽ được. Đấy. Rồi hình chiếu của S trên đáy đúng không ạ? Thì trùng với giao điểm của ACBD. Rồi anh em nhìn cái hình này xem đã ok chưa? Cái hình này. Đấy, anh em bắt đầu nhìn đi. Rồi sau đó là tôi lại tiếp tục tôi lại triển khai tiếp cái hình ở bên đây nha anh em. Anh em nhìn được hai cái tư thế của cái hình này không? Có. Có khó quá không? Đấy, cũng không khó quá đúng không? Không không hề khó quá thôi. Thực ra là hai hình này là giống nhau đấy anh em ạ. Hai hình này giống nhau. Chẳng qua là tôi xoay đi một chút thôi anh em. Tôi xoay đi thôi, đúng không anh em? Được không đấy? Tôi xoay đi thôi. Được chưa anh em ơi? Được chưa? Rồi. Anh em nhìn đã đủ cái yếu tố chưa? Ui, mỏi quá. Ê. Rồi. Khi mà anh em đã nhìn đủ rồi thì bắt đầu tôi sẽ trình bày với anh em về cái vấn đề góc nhé. Còn bao nhiêu phút nhỉ, để tôi xem nào. Đây nó còn là under a minute á. Ui, nó dưới một phút nhé. Thế thôi, tôi tạo phòng mới thì tôi trình bày cho em nốt cái này, chúng ta nghỉ ngơi đúng không anh em? Được chưa? Rồi. Ok. Đâu nhỉ? Mình đang nói về cái câu chuyện đây đúng không?
Rồi, bắt đầu trình bày một số cái vấn đề liên quan nhé các thím. Tại vì căn bản là các thím phải có lý thuyết cơ thì mới có thể triển khai được cái bài của nợ này. Đấy. Đây đây nhìn được hình chưa? Chưa. Bắt đầu triển khai nhá. Đầu tiên thì người ta nói với mình như sau này. Đó là đây này, mặt phẳng đây này, các em đọc cái này, các em đọc được không? Đây này, mặt phẳng nhá. Mặt phẳng SAB tạo với đáy một cái góc bằng 45 độ đúng không? Chuẩn chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta phải nói lại một chút là góc giữa hai mặt phẳng đúng không? Thì nó sẽ xác định như thế nào, đúng chưa? Đấy, anh nhô. Thấy chưa? Đấy, thì bây giờ ôn ôn lại tí nhá được không? Đúng không nhỉ? Cái hình này còn chưa xong chuyện đâu, rất nhiều cái vấn đề. Đấy. Đâu đây, triển khai lại một tí nhá mọi người. Cái hình hôm qua mà tôi có trình bày là như thế nào nhỉ? Thế này đúng không? Hát này. Đấy. Tất nhiên là hôm qua nó là BC đúng không? Rồi nhưng mà hôm nay thôi tụi mình cứ viết là SAB đi đấy để cho mọi người dễ hiểu thôi. Đây là A nhá, đây là B nhá, ok không? Được chưa? Đấy, thế thì mọi người nhìn cho anh nhá. Cái SAB nó là một cái mặt xiên xiên đúng không? SAB nó là một mặt xiên. Được chưa? Đánh vẽ sang bên này đi, đánh vẽ sang bên bên trái em đi, cho nó cộng chiều với cái hình này nhá, để lát nữa ta làm nó sẽ dễ hơn. Thì đây kem gì nhá, S kem chiều xuống đáy thì nó là H đúng không? Có đúng không? Đúng chưa? S dốc xuống đáy nó chính là H đúng không? Thế còn là AB nó rơi vào đây. Được chưa? Có đúng là cái hình hôm qua học nó trông trông như này không hả mọi người? Đấy, đúng chưa? Đấy, thế bây giờ nhá, cái góc giữa SAB này, được chưa? Và mặt đáy nhá, mặt đáy thì thực chất nó chính là mặt phẳng HAB đấy mọi người ạ. Được chưa? HAB mọi người mở rộng mặt phẳng ra, mở rộng ra thì nó chính là mặt ABCD thôi, đúng chưa? Mọi người có nhìn được không? Được không đấy? Đấy thì bây giờ góc giữa cái mặt bên và mặt đáy nhá mọi người nhá, thì mọi người tiến hành cho anh đúng ba thao tác thôi. Thao tác thứ nhất là gì? Đó là mọi người tìm cho anh cái giao tuyến đúng không? Được chưa? Bước 1 là tìm giao tuyến của mặt bên và mặt đáy, thì giao tuyến của mọi người có phải chính là AB không? Có đâu mọi người? Được chưa? Bước số 2 nhá. Bước số 2 này là từ cái chân vuông góc ấy, chân vuông góc ở trong bài này là H nha mọi người nhá, được chưa? Từ chân vuông góc này. Được chưa? Đây, từ chân vuông góc nha. Mọi người kẻ cho anh một cái đường vuông góc với giao tuyến nha mọi người. Vậy cái đường đấy nó sẽ đi ra đây. Có được không mọi người? Được không đây? Đấy mọi người dựng cho anh cái thằng này nhá, có thể là thằng HK đi chẳng hạn. Ok không? Đó, được chưa? Bước số 2 nhá, mọi người dựng cho anh cái thằng HK. Được chưa? Đi vuông góc với con giao tuyến là con AB. Ok không? Bước cuối cùng là mọi người nối cho anh S với K lại là xong. Được chưa? Bước 3 nhá, nối S với K lại là xong. Được chưa? Nối S với K lại nha. Đây. Nối lại như vậy. Ok không đấy mọi người? Nối lại nha. Như vậy ta được là SK. Ok không? Thì lúc đấy nhá mọi người nhá. Lúc đấy thì hôm qua anh dặn là có cái vị trí vuông quan trọng đúng không? Vị trí vuông quan trọng là vuông tại K chỗ này này. Đúng chưa? Và cái góc mà chúng ta cần tính ấy, cái góc mà chúng ta cần tính nhá, thì nó chính là cái góc gì nào? Góc SKH có đúng không mọi người? Có được không đấy? Anyo. Có được không? Cái góc giữa SAB này này, được chưa? Và cái mặt đáy nhá mọi người. Ờ, đấy, đúng chưa? Thì nó chính là góc gì? SKH. Rồi. Chuẩn chưa? Đấy, ok không? Rồi, thế nhưng mà bây giờ nó lại có một cái khó như thế này. Là trên cái hình này của mình ấy, trên cái hình ở cái bài này này, đúng chưa? Thì bây giờ nhá, H có chưa? H có rồi nhá, H có rồi này, đúng chưa? Rồi. S có chưa? S có đây rồi, trên đỉnh đây rồi, đúng không? AB có luôn, đây, AB nó anh đã cố tình anh vẽ bên tay trái kem rồi, đúng không? Đấy, tuy nhiên là thằng K rơi vào đâu? Đấy, đúng không? Thằng K rơi vào đâu? Đấy, thì bây giờ chúng ta lại phải làm việc với cái mặt đáy thì kem mới biết được là K nó rơi vào đâu. Ở đây chúng ta chỉ có biết được rằng là HK vuông góc với AB thôi, đúng không? Thì chúng ta phải làm việc với đáy thì nó mới ra nhá. Thì cái bài này người ta cho kem như sau này. Đáy ABCD là một hình thang cân, được chưa? Không, hình thang cân nhá. Và có góc ở đáy bằng 60 độ, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái hình thang cân ra đây. Đây, anh sẽ vẽ cho kem xem. Đấy. Nói chung là để tỉ mẩn được ở một cái bài thì nó tương đối là nó phải đấy, chứ không phải là mình cứ gọi là bột chuột nó được đâu. Mình phải nắm rõ cái bản chất của nó thì nó mới ra. Đây.
Anh vẽ cái mặt đáy ra cho em xem. Đây nó là A này. Được chưa? Đây nó là B nhá. À, đây là C nhá, đây là D nhá, được chưa? Rồi, cái góc ở đáy bằng 60 độ nha các em. Được chưa? 60 độ nha. Thì cái góc này là bằng 60 này. Ok không? 60 nhá. Góc này cũng sẽ bằng 60 bởi vì nó là hình thang cân. Tiếp tục, ở đây em thấy rằng H đúng không? Chính là giao điểm của hai đường chéo đúng không? Có đúng không? Đúng là H là giao điểm của hai đường chéo không? Thấy chưa? Kỳ vọng. Đây thằng H nó rơi vào đây. Đúng chưa? Thằng H nó rơi vào đây. Rồi, bây giờ em nhìn sang hình này cho anh. Thì ở đây chúng ta đang cần phải dựng HK đúng không? Em thấy không? HK vuông góc với AB đúng không? Như vậy ở đây HK nó phải đi thế này đúng không? Đúng chưa? Nhìn ra được không? Đây hình vẽ bằng nét. Đúng chưa? Công nhận không? Đúng không? Em muốn dựng HK vuông góc với AB nha, đúng chưa? Thì phải dựng như thế này thôi. Đúng không? Vậy thì lúc này em thấy rằng là gì? Cái điểm K rơi vào đâu? Đúng là trung điểm của thằng gì luôn? Của thằng AB luôn. Không điểm. Nhìn ra được chưa? Đấy. Ok không? Cho nên là hình mình muốn dựng chuẩn là mình phải làm việc với cái mặt đáy nha. Thì thằng K rơi vào đúng trung điểm của AB, được chưa? Vậy bây giờ em sẽ lấy đúng vào trung điểm của AB nhá. Sau đó em nối sang này, được chưa? Anh sẽ nối bằng các cái nét màu xanh nước biển luôn nha. Đây, từ con H này này em dựng cho anh thằng K sang bên đây, đúng chưa? Đó ạ. Sau đó em nối từ S ở bên trên em nối thẳng xuống. Ok chưa? Được không đấy mọi người? Ok không? Thì thằng này là thằng K này. Được chưa? Vuông góc ở đây. Được chưa? Vuông góc ở đây nữa. Đúng không? Và cái góc chúng ta cần tính ấy. À không cần, người ta cho mình luôn rồi. Nó bằng 45 độ nha mọi người. 45 độ nha. Được chưa? Đấy, cái góc màu xanh lá cây để bằng 45 này. Vậy bây giờ anh đánh dấu cái góc màu xanh lá cây cho mọi người xem nha. Màu xanh lá cây là cái góc này đúng không? Có chuẩn không mọi người? Đúng không? Thì người ta cho mình là bằng 45 độ luôn. Ok chưa đấy các thím ơi? Ok chưa? Được không đấy? Được không các thím ơi? Nhìn ra không? Anh nhồi. Được rồi, được rồi. Ok. Đấy, được chưa? Đấy, thế là xong Được. cái góc giữa hai mặt nhá. Rồi, tiếp tục. Gì nữa đây? Tính khoảng cách từ A cho đến SBC nào các thím nhìn cho tôi xem cái con A nó nằm đâu cái. Khiếp, cái hình nhìn lòng ngoằng quá. Đây, con A các thím nó nằm ở chỗ này đúng không? Đến SBC là cái mặt ở bên tay 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 phải các thím này này, đúng không? Thằng A nó nằm ở đây nhá. SBC nằm ở bên tay phải đúng không? Thế bây giờ nó bắt mình tính là khoảng cách từ A cho đến SBC. Nào, khoảng cách từ điểm đến mặt thì tính thế nào các thím? Ở trung tâm chắc chắn là phải dạy rồi. Chắc chắn luôn nha. Đấy. Tính thế nào hả anh em? Khoảng cách từ điểm đến mặt tính thế nào anh em ơi? Này hôm qua tôi cũng trình bày cho bà đây rồi Điểm nha. đến Ừ, mặt à, chứng minh cái đâu nhỉ, hôm qua tôi còn vẽ chứng cho minh cái cạnh kia vuông góc à, tính 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 S thì kia, cái hình kia là tính SK vuông góc với AB à, được, đúng rồi SK đâu cái hình trên ấy, cái hình trên á, hình hình này á, cái hình bên tay phải, tay phải là hình này á, hình tay này phải trên hình thang ấy này á, đấy, cái hình to đùng này á. SA đúng rồi, SH à, SK vuông góc với AB xong rồi tính SK vuông góc với lại đâu nhỉ, vuông góc với lại S gì kia, SH à đâu, S S gì kia, D chứ, SD xong rồi là suy ra cái AB này vuông góc với lại mặt phẳng đó. À đâu? Đấy các thím ạ, đấy có nhiều cái các thím đấy không đấy nhá, là vừa rồi thì tôi nhắc lại về cái vấn đề góc giữa hai mặt phẳng á, được chưa? Thì các thím thực hiện cho tôi ba bước đúng không? Bước một là lấy giao tuyến này, bước hai là từ chân vuông góc kẻ cho tôi một cái đường vuông với giao tuyến này, bước số 3 là nối từ trên nối xuống thôi là xong. Ok chưa? Rồi nhá, dứt điểm cái câu chuyện này. Ok chưa? Đấy, bây giờ tôi lại trình bày tiếp về một cái câu chuyện tiếp theo. Đấy, các thím đâu ạ? Để giải được một cái bài mà các thím chỉ cần hiểu được một cái bài này cực kỳ tường minh thôi nhá. Các thím mà hiểu được tường minh nhá thì những cái bài khác các thím giải ngon lành luôn. Đấy. Nhưng mà nếu mà cái bài này các thím không hiểu thì có tôi nói thêm vài bài nữa thì các thím vẫn cứ không hiểu. Đấy. Được chưa? Các thím cứ được rồi, các thím học và sẽ được thôi. Đây này. Người ta yêu cầu các thím mà tính khoảng cách từ đâu ạ? Từ A đúng không? Cho đến SBC nhá các thím, được chưa? Đấy, từ A cho đến SBC nhá. Ừ. Tôi copy cái hình này xuống.
Tôi không không cần khai thác vào cái hình mà nó có nhiều yếu tố như thế này, tôi chỉ cần vài vài con thôi. Tôi paste xuống dưới đây. Tôi không 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 cần phải lấy cái hình nó to tát quá đâu, tôi chỉ sử dụng đơn giản thôi. Tôi xóa hết cái này đi. Làm sao cho đỡ rối mắt nhất là được. He he, nhà hàng xóm chuẩn bị làm đám cưới anh em ạ. Ngầu. Đấy. Xóa hết mấy cái này đi. Tôi không cần mấy cái này. Đấy, tôi để như thế này thôi cho nó đỡ rối mắt. Đấy. Ok các thím. Rồi. Ok không? Rồi. Thế thì các thím nghe nghe nha, nghe kỹ thuật bài nhá, rất quan trọng. Ở lò chắc chắn là người ta phải dạy rồi. Còn nếu mà người ta không dạy các thím nhá thì là chứng tỏ là cái lò này có vấn đề. Đấy. Còn lâu. Đây nha. Tôi cần tính cái khoảng cách, bài này nó yêu cầu anh em tính khoảng cách từ đâu đến đâu ạ? Từ A cho đến SBC có đúng không? Có đúng không đã? Được chưa? Đấy. Ok, tuy nhiên các em nghe 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 anh hướng dẫn cái này nha. Kem phải làm bằng đúng cái phương pháp như anh trình bày ở đây thì nó mới ra, còn nếu mà không thì sau nó rất là khó các em ạ. Được chưa? Kem nghe này. Ở trong không gian ấy thì không phải điểm nào, nghe kỹ nhá, không phải điểm nào cũng tính được khoảng cách đâu, các em nhớ chưa? Không phải điểm nào cũng tính được khoảng cách đâu, mà chỉ có duy nhất chân đường vuông góc, đúng không? Chân góc chính ấy, nghe rõ chưa? Chỉ có chân góc chính thì mới tính được khoảng cách thôi, được chưa? Được chưa? Chỉ có chân góc chính mới tính được khoảng cách thôi. Mà trong cái bài này chân vuông góc chính ấy nó là thằng h, các em ạ, được chưa? Chân vuông góc chính là thằng h nha. Như vậy nha. Bài này nó yêu cầu em tính từ A cho đến SBC đúng không? Thì các em sẽ không thể tính được nha. Anh nói luôn là không thể tính được. Tất nhiên là nếu mà tính thì các em cố, các em chơi, các em kẻ, các em vẽ thì vẫn tính được nhá. Nhưng mà nó sẽ khó, các em hiểu không? Nó sẽ khó nha. Thì cái ý tưởng bài này là gì? Mình phải làm sao mình đổi được cái khoảng cách từ điểm A này, được chưa? Em phải đổi về thằng H cho anh. Nhớ chưa? Đấy, nhá. Ví dụ bài này dù là nó hỏi em nhé, ví dụ anh nói này, ví dụ nó không phải là điểm A, nó hỏi em điểm D đúng không, thì điểm D em cũng phải đổi về điểm H, điểm A em cũng phải đổi về điểm H, được chưa? Nghe rõ chưa? Đấy, nhớ nhá, được chưa? Không bao giờ được tính trực tiếp từ điểm A đâu, bởi vì điểm A không phải là chân vuông góc, em phải đổi về cho anh điểm H nhá, nhớ chưa? Phải đổi về cho anh điểm H, ok không? Rồi, và tất nhiên là khi đổi về điểm H thì nó sẽ không bằng nữa rồi đúng không, nó phải bằng là cái hỏi chấm gì đó đúng không, và nhân với khoảng cách từ đâu nào? Từ H đúng không? Cho đến SBC. Ok chưa đã? Nhớ nhá. Được chưa? Thế còn cái hỏi chấm là cái gì? Tí nữa anh em mình sẽ xử lý với nhau. Ok không? Nào, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái bài toán. Đây là bài toán số 1. Bài toán số 1. Bài toán số 1 nha. Là làm sao tính được khoảng cách từ H cho đến SBC. Được không? Đấy. Làm sao tính được khoảng cách từ H cho đến SBC, trong đó H là chân vuông góc nhá. Ok không? Học là phải hiểu luôn á, chứ không phải là mình nghe xong cái ù cà 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 thôi tèo luôn này. Bây giờ anh vẽ hình phụ ra đây nhá, bắt đầu phân tích này. Được chưa? Cái video này thì có quay lại màn hình rồi, cho nên là anh em về anh em xem lại cho tôi, nhớ chưa? Đấy nhá. Đấy. Xem là để anh em hiểu được cái bản chất của cái vấn đề đấy anh em nha. Đấy, chứ không phải là cứ đâm đầu vào đi tính đâu, không có mùa xuân đấy đâu nha anh em. Được chưa? Nào, bắt đầu tôi vẽ một cái hình phụ nha. Cái hình này là được bóc tách. Đấy. Đây là S, đây là H, đây là B và đây là C, có đúng không anh em? Đúng không đã? Anh em nhìn đi. Nhìn anh em có thấy có một cái sự tương quan không? Hiểu chưa đây? Hiểu cái hình không? Được chưa? Đấy. Đây, hai cái nét này của anh em nó là màu xanh xanh biển đúng không? Để tôi lấy màu xanh biển nha cho nó giống nha. Đâu rồi, xanh biển đây đúng không? Đấy, anh em phải tìm mẩn vào. Học các thầy cô nào cũng thế thôi. Đấy, thầy cô mà càng kỹ với anh em thì càng tốt. Đấy, ok chưa anh em? Được chưa? Đấy, cái hình nó trông thế này gì? Bây giờ nha, để tính khoảng cách từ H cho đến SBC thì áp dụng cái bài mà hôm qua tôi trình bày cho bà Hải ấy. Được chưa? Bởi vì bài này H là chân vuông góc đúng không? Anh em thực hiện cho tôi 3 nét đúng không? Thực hiện đúng 3 nét là xong nha. Bước 1 này, bước 1 nha. Từ con H anh em đẩy cho tôi một đường vuông góc. Đẩy đường vuông góc sang đâu? Sang BC. Đúng không? Tất nhiên nó không phải rơi vào trung điểm nha anh em nhá. Được chưa? Nó rơi vào đâu đấy thì nó rơi, nhưng mà tôi chả biết, nhưng mà căn bản là nó không phải là trung điểm đâu. Bài này hồi nãy là có cái điểm K rồi nên tôi gọi là điểm L nha anh em. Được chưa anh em? Đánh dấu vuông góc ở đây. Một phát, được chưa? Phát thứ hai là gì nào? Đố, nối S với L. Chính xác, phát thứ hai nối S với L đúng chưa? Đúng chưa? Thì khi nối S với L thì tôi có chú ý là sẽ có một vị trí vuông tại đây đúng không? Được chưa? Rồi, phát cuối cùng là tính khoảng cách luôn này.
đúng không? Đẩy từ đẩy từ h, h đẩy h lên lên. đến từ sl. Ừ, chính xác, đẩy từ h vuông lên sl, xong chưa? Đó, rồi. đúng 3 nét, đúng chưa? Rồi, như vậy là m đi hay là cái gì đấy nhá, chả biết được, được chưa? M đi, rồi. Đấy. Thiếu điểm đúng không? Xong, như vậy thì cái khoảng cách từ h cho đến sbc chính là cái thằng hm này gì? Có đúng không? Rồi nhá. Như vậy thì nó sẽ là bằng gì nào? Bằng hỏi chớm nhân với hm, ok chưa? Hm, xong chưa? Hm. Hm chính là khoảng cách từ h cho đến sbc. Kịp chưa đã? Kịp chưa? Được chưa đây? Cái bài toán này là cái bài toán số 1 nha. Ok không? Rồi mình sẽ đóng khung nó vào đây. Đây là bài toán số 1 này. Bài toán số 1. Đấy, cái con của nợ. Rồi, cái con của nợ số 1. Được chưa? Đóng nó vào đây. Mình không động chạm đến nó nữa. Được chưa? Sau này gặp cái bài toán tính khoảng cách từ điểm đến mặt. Được chưa? Là mình có cái bài toán số 1. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta giải quyết cái con hỏi chấm. Con hỏi chấm này này là cái câu hỏi lúc nãy anh có nó nói với các em đấy đúng không? Là làm sao để chúng ta có thể chuyển được khoảng cách từ A về gì nào? Về H, có đúng không? Có đúng không? Làm sao chuyển được khoảng cách từ A về H nhá. Được chưa? Thì bây giờ anh sẽ lại trình bày một cái lý thuyết tiếp cho các em xem. Chắc chắn là ở lò họ phải dạy. Còn họ không dạy là đấy. Nào, bây giờ thế này. Khoảng cách từ A đổi về S về đổi về H đúng không? Đây, anh em nha. Đừng quan tâm đến cái bài này. Nhìn vào cái lý thuyết đã. Được chưa? Phải có lý thuyết. Rồi, đây là cái bài B nha mọi người. Ok không? Ok không mọi người? Được chưa? Rồi, được không đấy mọi người ơi? Được không? Từ tôi đang cần tính, nghe kỹ cái đoạn này nhá. Nghe bởi vì trong cái này nó sẽ có hai cái bài toán con. Được chưa? Nào, tôi đang cần tính khoảng cách từ điểm A. Được chưa? Tôi đang cần tính khoảng cách từ điểm A cho đến mặt phẳng P. Được chưa? Tất nhiên trong trạng thái lý tưởng thì ai cũng biết khoảng cách từ điểm cho đến mặt phẳng là tôi phải làm sao ạ? Tôi phải dựng một cái hình chiếu vuông góc xuống, có đúng không mọi người? Mọi người có công nhận với tôi không? Đúng không? Tôi tất nhiên là không liên quan đến bài kia nên tôi cứ đánh dấu H bình thường nhé mọi người. Được chưa? Rồi tôi có sang đây. Khoảng cách từ A cho đến P. Tất nhiên. Đúng không? Ủa? Rồi. Ủa? Cái màn hình sao đo điện thu luôn? Để tôi check lại cái này một chút anh em. Hình như là có cái vấn đề về cái này nó bị làm sao đó. À đây rồi. Chắc là dùng nhiều quá đấy. Chắc là một kiểu một tuần không động đến cái máy này. Đấy. Ok chưa anh em? Được chưa? Anh em có nhìn thấy không đấy? Nó có bị mất trình chiếu không? Để tôi xem nào. À không, nó không bị Không. mất trình chiếu đâu. Nhưng mà ở bên đây nó lại bị đen thui, đấy, chả hiểu kiểu gì. Đấy nhá, chúng ta đang có này khoảng cách từ A cho đến đến P đúng không? Thì nó chính là bằng độ dài của cái thằng AH. Trong đó thì AH là cái thằng mà đi vuông góc với gì nào? Vuông góc với P đúng không anh em? Đúng chưa? Cái này ok không đây anh em? Được không? Đấy, rồi. Thế bây giờ tôi bắt đầu tôi thực hiện chuyển khoảng cách cho anh em xem. Nào, tôi có hai cái khả năng xảy ra thôi nhá. Tôi chỉ cần làm việc với hai khả năng thôi. Khả năng một anh em nhìn nhá, anh em nhìn này. Nhìn nhá. Khả năng một này. Đó. Qua cái thằng A anh em nhìn được không ạ? Qua thằng A tôi có một cái đường thẳng D nhỏ anh em nhìn được không? Qua thằng A tôi có một cái đường thẳng D nhỏ anh em quan sát này. D nhỏ có song song với P không? Được chưa? Anh em có nhìn được không ạ? Nếu D nhỏ mà song song với P anh em có nhìn được không anh em ơi? Nhìn được không? Được chưa? Alo, Có. alo, alo. Ừ, nếu D nhỏ mà song song với P nhá thì nhá anh em nhìn này, thì khoảng cách từ A cho đến P có phải đúng bằng luôn khoảng cách từ điểm B không anh em? Bằng không? Có bằng không? Bằng không? Có. Thấy chưa? Như vậy tôi đã chuyển được khoảng cách từ A về B nha anh em. Thì khoảng cách từ A cho đến P lại vừa đúng bằng khoảng cách từ đâu ạ? Từ B cho đến gì? B. Cho đến P, đúng chưa? Với một cái dữ kiện ở đây là gì nào? Với A và B cùng thuộc vào đâu? Cùng thuộc vào D. Hiểu bài toán đầu tiên chưa? Hiểu chưa? Ok không? Được chưa? Đây là loại chuyển đầu tiên nha. Rồi, hiểu không đây? Nếu mà tôi có song song. Nếu mà tôi có song song thì khoảng cách làm sao? Có Nó bằng nhau đúng không anh em? Nếu mà song song thì khoảng cách luôn sẽ bằng nhau. Rồi, bây giờ nha, tôi lại copy cái hình này. Bây giờ tôi không cho song song nữa. Được chưa? Đấy, tôi lại cho xuống đây. Thôi mình cứ gọi đây là bài toán 2A nhá, được chưa? Để tôi paste ra đây đã.
Anh em phải nắm rõ những cái này này thì sau anh em làm nó mới được. Đây là bài toán 2A. Đấy, bài toán 2A. Rồi, bây giờ sang bài toán 2B được chưa? Bài toán 2B. Rồi, tôi sẽ xóa bớt mấy cái này đi. Tôi xóa bớt đi. Đấy, xóa 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 xóa. Rồi, bây giờ nhá, bây giờ này, nếu mà tôi không có song song, anh em nhìn này. Hồi nãy là cái đường xanh biển nó đang song song với mặt phẳng P đúng không? Bây giờ tôi vẽ cái đường xanh biển không song song với P. Vậy không song song nó làm sao ạ? Nó cắt đúng không anh em? Nó cắt nha. Còn trùng nhau thì trùng trong P thì tôi bỏ đi luôn đúng không? Nó cắt thế này thì cái chân kiểu kia thì cho một điểm xong rồi nối ngang sang là được. Rồi, tôi gọi cái điểm này là điểm cắt đúng không ạ? Điểm cắt thì gọi là cờ, Ừ. được chưa? Cắt thì là cờ, đấy, được chưa? Rồi, bây giờ nhá, tôi Tôi giả cắt dụ từ xe. là tôi cần phải tính một cái khoảng cách từ điểm B nó nằm ở đây đúng không anh em? Được chưa? Rồi, thế thì nào, bây giờ tôi rõ này, bắt đầu tôi rõ nha, đây tôi rõ. Đấy, đây là cái khoảng cách chúng ta đang cần tới, đúng chưa anh em? Được chưa? Đây là thằng K, vuông góc đúng không? Đúng chưa? Từ từ tôi xóa cái thằng K đi đã, nó hơi vướng này, thằng này to đầu quá. Hát vào đây đúng không, tôi nối nó sang được chưa anh em? Cái hình này anh em dùng cực kỳ nhiều đúng không ạ, dùng cực kỳ nhiều. Tuy nhiên là gì đấy, là chẳng ai người ta chỉ đó cho anh em đấy để không có. Nào, bài toán 2B được trình bày như sau, anh em nhìn cho tôi nha. Anh em nhìn này, khoảng cách bài này gọi là tỷ lệ khoảng cách đấy anh ạ. Khoảng cách từ A cho đến B được chưa ạ, mà chia cho khoảng cách từ B cho đến P nha anh em. Được chưa? Thực chất nhá, khoảng cách từ A đến P có phải là bằng đoạn AH không? Đúng chưa? Rồi, BK. Trên cho BK, đúng không? Thì bây giờ theo định lý Thales ấy thì AH mà chia cho BK nhá, AH mà chia cho BK thì nó sẽ bằng một trong hai con như Một phần sau. Nó là bằng CA trên cho CB. Được không ạ? Nhưng nó cũng sẽ bằng là CH trên cho CK. hai. Được chưa anh em? Được chưa? Đó, đây là Ừ. bài toán 2B nha. Là sử dụng trong trạng thái là gì nào? Là nếu mà D cắt vào gì ạ? Cắt vào gì ạ? Cắt vào P, đúng chưa? Nếu D mà cắt vào P nhá, thì chúng ta sẽ phải có cái tỷ lệ đổi khoảng cách ở đây, đúng không? Được chưa? Ta phải đổi khoảng cách nha mọi người. Ok không nhỉ? Đổi khoảng cách nha. Được không đấy mọi người ơi? Rồi, thế bây giờ nhá, mọi người lại đặt ra câu hỏi là ô, thế bây giờ ông trình bày cho tôi hai cái bài toán này. Thế nhưng mà ông lại không chỉ cho tôi là khi nào tôi dùng bài toán 2A đúng không ạ? Và khi nào ông dùng bài toán 2B đúng không? Được chưa? Đấy, thì chúng ta phải nhìn vào cái đặc điểm đây này mà anh đã viết ra cho mọi người đây này. Nếu gì đây ạ? Nếu song song đúng không? Và nếu gì ạ? Nếu cắt đúng không? Đấy, thế nhưng mà làm sao để biết song song và để biết được cắt đúng không? Đấy, thì chúng ta nhìn vào đây cho anh. Mọi người nhìn cho anh nha. Bản chất ý, về mặt bản chất nhá, cái đường thẳng D này này là cái đường thẳng đi qua hai điểm A và B, mọi người có thấy không? Mọi người có nhìn ra được không? Được chưa? Đây, đường thẳng D chẳng qua là cái đường thẳng đi qua A và B này, đi qua con D và B nhá. Được chưa mọi người? Thế thì nhá, mọi người nhìn này. Nhá, mọi người muốn chuyển khoảng cách từ từ A về B đúng không? Đúng chưa? Mọi người muốn chuyển khoảng cách từ A về B thì mọi người hãy nối A và B lại cho anh. Nghe nhá, được chưa? Đấy, tức là gì? Đấy nhá, để dùng bài toán 2 được chưa? Để dùng bài toán 2 nhá thì hãy nối A và B là sau. Hãy nối A và B được chưa? Hãy nối A và B, trong đó A là cái điểm cần tính và B là cái điểm chúng ta muốn chuyển đến, nghe rõ chưa? A là cái điểm mà các em cần tính, B là cái điểm mà các em cần chuyển đến, ok chưa? Các em hãy nối cho anh hai điểm đấy vào. Thì khi các em nối lại nhá thì nó sẽ chỉ có thể ra được một trong hai tình huống, hoặc song song hoặc là gì thôi, hoặc là cắt thôi, ok không? Nghe rõ chưa? Ok chưa? bây giờ bây bây giờ mình quay lại cái bài toán kia nhá, mình áp dụng đúng cái anh vừa nói một phát ăn luôn này, được chưa? Bây giờ quay lại đây, quay lại cái của đã đâu rồi ấy nhở? Hồi nãy mình vừa mới viết đâu rồi? À đây rồi, đây rồi. Đây, có phải là mình đang tập trung vào cái đoạn hỏi chấm này không, có đúng không mọi người? Thế bây giờ nhá, nào, mọi người đang muốn chuyển từ đâu về đâu? Anh đánh dấu này. Đang muốn chuyển từ đâu về đâu? Có phải đang muốn chuyển từ A về nào? Về gì nào? Về H, đúng rồi, ok nhá. Anh từ từ anh viết ở đây nhá. Viết để cho mọi người nắm bắt nó dễ này. Ở đây anh đang cần chuyển. Được chưa? Anh đang cần chuyển từ đâu về đâu nào? Từ A về gì nào? Về H, đúng không? Thế thì anh phải làm sao? Anh phải nối gì nào?
nối A và hát lại. Các em thấy không? Anh phải nối A và hát lại nha. Rồi anh xóa cái này đi. Được chưa? Anh cần chuyển từ A về H thì anh phải nối A và hát lại. Thì khi anh nối A và hát nhá, nó sẽ cắt mặt phẳng tại đâu nào? Em nhìn nào. Được chưa? AH cắt cắt SBC tại đâu nào? Các em nhìn kỹ đi. Nào, AH cắt SBC tại đâu? Tại đâu các em? Alo, alo. Tại đâu nào? Có phải tại C không? Có đúng không? Nhìn xem phải không? Có đúng không? Ajinomoto chuẩn chưa đây? Ủa alo? Có đúng không các thím? Đúng rồi. Đúng không? Đấy, AH thì cắt SBC tại điểm C, đúng chưa? Đúng chưa? Đấy thì bây giờ mình dùng bài toán nào? Bài toán này là bài toán cắt hay bài toán song song? Hả? Cắt đúng không? Đây, đấy. Đúng chưa? Đây, cắt là tại điểm C tức là điểm cắt đúng không? Được chưa? Có cần vẽ một cái hình phụ không hay là thôi? Đây nha, AH cắt SBC tại C nha, được chưa? Rồi, thôi bây giờ để anh phiến phiến một chút nhá, được không? Được chưa? Cái chỗ này nó hơi chật. Cái chỗ này hơi chật, anh sẽ viết xuống dưới nha. Anh sẽ copy cái này đi. Anh sẽ cố gắng là anh làm sao anh chỉ cho các em được một cái tương quan. Một cái tương quan để các em xem. Quan trọng là các em nhìn ra được vấn đề thôi, chứ còn cái việc tính ấy, cái việc tính thì nó, những cái này nó đơn giản lắm. Đây. Anh bắt đầu anh vẽ một cái hình ra đây cho nó vui nha. Anh vẽ bài rồi. Cái mặt phẳng này chính là mặt phẳng SBC nhá mọi người. Ok không? Đây, tôi vẽ cho mọi người xem cho nó vui thôi. Chứ còn là khi mà mọi người đã có được những cái tư duy nhất định rồi ấy, thì mọi người cũng cũng không 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 cần phải như thế này. Mọi người có nhìn được không ạ? Có phải hồi nãy anh nói với mọi người là AH đúng không? Kem muốn chuyển khoảng cách từ A về H đúng không? Thì kem nối A và H lại có đúng không các em? Có đúng không? Chuẩn không đấy? Có phải không? Nối A và H lại thì A và H có phải nó cắt SBC tại đâu nào? Cắt tại điểm C không? Đúng chưa? Đấy. Thế bây giờ ở đây em nhìn này. Cái khoảng cách từ H cho đến SBC có phải là đoạn này không? Có. Còn khoảng cách từ A đến SBC là đoạn nào? Đoạn này phải không? Chuẩn chưa? Có đúng không? Đấy thì bây giờ các em đã nhìn ra được cái bài toán chuyển khoảng cách chưa? Nó giống hệt với cái mà anh vừa viết ở trên này này, giống không? Giống đúng không? Đấy, nó giống đúng chưa? Thế như vậy mình có cái tỷ lệ nha. Rồi, mình cứ gọi đây là hát gì nhỉ? Hát gì đâu? HM nhá, được chưa? Đây là HN nhá, được chưa? Rồi, ok, thì mình có này, khoảng cách từ đâu nào? Từ đâu nào? Từ A. Từ H đi, được chưa? A. H nhá, SBC, được chưa? Mà chia cho khoảng cách từ A đến SBC, đúng không? Thì chẳng qua nó chính là bằng gì nào? Bằng HM trên cho AN đúng không? HM trên cho AN. Rồi, thế nhưng mà cái HM trên cho AN ấy thì theo định lý Thales thì nó sẽ bằng là gì nào? Hoặc là bằng CH trên CA đúng không? Hoặc là bằng CM trên CN đúng không? Đấy. Rồi, hoặc là bằng CH trên CA hoặc là bằng CM trên CN. Rồi, tuy nhiên là bài này thì chắc là mình sẽ tính theo cái tỷ lệ của con gì trên con gì nhỉ? Tính theo tỷ lệ con gì nào? Chắc là tính của CH trên CA nhá, được không? Ok không? Đấy, tính cái tỷ lệ của CH trên CA nhá, nó sẽ dễ tính hơn. Ok chưa? Ok không? Được không đây? Tính là CH trên CA nhá. Được chưa đây? Ok ok. Rồi, đấy, bây giờ tính theo CH trên CA. Rồi, bây giờ quay lại. Đó. Học online thấy nhiều cái nó vất vả không? Vất vả nhỉ? Cực kỳ vất vả luôn đấy, ngoài đơn giản. Đây, nhìn vào cái hình này để chúng ta bắt đầu tính cái CH trên CA nha mọi người. Ok không đấy mọi người? Được không? Rồi. Ok, rồi đánh xem lại cái đáy đã. Đáy là thang cân có góc ở đáy bằng 60 độ này. AB bằng 2CD bằng 2A. Rồi, như vậy thì người ta cho các em đây này. Thằng này bằng 2A. Được chưa? Thằng này bằng 2A nha. Thằng này bằng gì thôi? Bằng A thôi. Có đúng không? AB dài gấp đôi CD nhá. Thằng này bằng 2A, thằng này bằng bằng A nhá. Góc này bằng 60 độ nhá. Bây giờ chúng ta cần phải tính cái tỷ lệ của CH trên CA đúng không? Nào ông nào tính hộ tôi cái con CH trên CA cái xem nào. CH trên CA ấy, căng thẳng quá. Nào ông nào tính hộ tôi đi. Ajinomoto.
Làm sao tính được bây giờ? Nó có cho thêm gì không? Rồi, nó chỉ cho mỗi AB bằng 2 lần CD thôi. Được chưa? Đấy, nó cho mỗi này thôi anh em. Rồi. Ờ, cái này thì cũng dễ dễ thôi, cũng không không quá khó đâu, mọi người cứ bình tĩnh nha. Ờ, cả cái đoạn AB bằng 2A đúng không? Thế thì đoạn ngắn này này, AK có phải bằng A không anh em? Có đúng không? Đúng chưa? Có đúng không đây anh em? Nối lại. Đúng không? Nối lại nha. Rồi. Thế đến đây thì anh em ra được cái món gì chưa? Anh em có nhìn được cái tứ giác AKCD có phải nó là một hình gì ạ? Một hình bình hành không anh em? Có đúng không anh em? Ủa alo. Có đúng không đấy anh em ơi? Đúng ạ. Ừ, hình bình hành nhá. Rồi, thế hình bình hành thế bây giờ nó cho anh em tiếp này. Đấy, cho anh em tiếp cái góc này bằng 60 độ. Đấy, thế bây giờ xử lý tiếp xem nào. Cái góc này bằng 60 nhá, thế làm sao mà xử lý được nốt mấy cái con của nợ này nhỉ? À, hình bình hành mà có một cái góc bằng 60 độ thì nó sẽ trở thành hình gì anh em? Ờ hình thoi à? Liệu có thể thoi được không nhỉ? Nó có thể trở thành hình thoi đấy không? Nếu mà nó thành hình thoi thì ngon quá đúng không? Hình thoi thì quá là hay. Ừ, nếu mà nó là hình thoi thì là cạnh bên đây nó cũng sẽ bằng A. À ừ, được à, cái này chứng minh được anh em ạ. Ở đây anh em nối cái nét này vào đây này, anh em nối K với D này lại đúng không? Rồi, thế thì nó là hình thoi thật anh em ạ. Bởi vì là nếu mà cái góc tại A này bằng 60 này, đúng chưa? Thì cái góc tại D này nó sẽ là bằng 120, đúng không? 120. Đấy. Ờ xem nào. À không nhỉ, chứng minh được không nhỉ? Từ từ nha, cái này nếu chứng minh được không? Nó chỉ cho mình là thang cân. Đó. Cái góc này bằng 60 thì mình tìm được góc này bằng 120. Cái này bằng A, cái này cũng bằng A. Thế thì xem nào. Cái cạnh này liệu mình có thể tính được không ta? Mọi thứ nó chỉ là cảm giác thôi thì có vẻ không không tốt. Đánh xem cho nó còn cái dữ kiện gì không. Ờ, mặt bên SAB tạo với đáy một cái góc bằng 45. Không, cái này nó không 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 dùng để tính cái gì ở trong đây cả. Ờ, anh chỉ đang quan tâm đến cái chuyện là 60 độ đây thôi. 60 độ đây là A, đây là A. Xem 60 đây 60. Cái góc này là bằng 60 này. Đó, bởi vì trong hình bình hành thì hai góc đối diện là bằng nhau. Tiếp tục. Cái này bằng 60 nhá thì chứng tỏ là cái bên này cũng bằng 60. À, thế thì nó là thoi thật anh em ạ. Chứng minh được rồi. Đúng không? Chuẩn chuẩn chuẩn. Cái này 60 thì vị trí đối diện bằng 60, đúng không? Đấy. Mà cái tam giác DKC này tam giác cân anh em ạ, tam giác cân nhá, đúng không? Mày có cái góc này bằng 60 thì bản thân nó lại trở thành tam giác đều, đúng không anh em? Hợp lý rồi, nhờ, xong, thế thì xong rồi đấy anh em. Thế thì cái cạnh này nó cũng sẽ bằng A luôn anh em, cạnh này cũng bằng A luôn. Rồi, ok. Thế thì bây giờ nó còn một cái tỷ lệ là AH, à đâu cái gì nhỉ, CH trên CA đúng không? Thế thì bây giờ tính thế nào nhỉ? À, cái này đơn giản thôi. CH với cả CA với chúng tôi thì cái này nó cũng có cái gì đâu. Anh em xem nào cái CH ở CH với cái CA anh em nhìn nhá, cái điểm H có phải nó chính là trọng tâm của cái tam giác KDC không? Anh em nhìn thấy phải không? Có phải không ạ? H đúng không? Là trọng tâm đúng không anh em? Là trọng tâm của cái tam giác KDC đúng không anh em? Đúng chưa? H là trọng tâm của KDC nhá, thì hôm qua có ghi cho bà cái tỷ lệ đấy, cái công thức tính tính cái chiều cao ấy, bà còn nhớ không? Của tam giác đều ấy. Tam giác đều cạnh A ấy, bà còn nhớ không? Hôm qua tôi có ghi mà, đúng không? Đấy. Cái con CH nhé, thì mình cứ gọi đây là cái điểm điểm Y nhá, được không? Cái con CH ấy thì có phải là bằng 2/3 của con CI không? Chuẩn chưa? Ờ đúng đấy. Chết rồi, hay lại lú hết cái đầu rồi. Tính căng quá lú à? Hay là sao rồi? Đúng không? CH nhé. Mà thôi chắc là tôi chẳng cần tính cái tỷ lệ nữa đâu, tôi dùng mấy dấu chấm để làm cho nó nhanh. Được không các tí? Các tí gì được không? Dùng trọng tâm ấy, dùng trọng tâm ấy, được không?
Đấy. Thì các thím nhìn thấy không? CH có phải là chiếm hai khúc không? Tôi cần tính là CH trên CA nhé. Thì CH là chiếm hai khúc đúng không? Còn CA là chiếm 6 khúc đúng không? Như vậy tỷ lệ bằng 1/3. Có được không? Được đấy. Ok không? Được không? Được không? Được không? Ok. Cái trọng tâm tam giác đi. Thì trọng tâm tam giác có phải là tỷ lệ 1/3, 2/3 không đây? Ủa alo. Khó quá anh em, khó quá. Mấy cái trọng tâm này này, mấy cái tính chất ở trong trong hình lớp 9 này, căng quá à anh em, căng quá à. Đôi khi không cần phải tính đâu mà chỉ cần chỉ ra tỷ lệ thôi. Ủa cái này có đúng đấy các thím. Đây nhá, cái thằng AKCD này này đúng không? AKCD thì nó là hình thôi hoặc hình bình hành đều được đúng không? Thì nếu mà nó là hình bình hành thì hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, nghĩa là lúc đấy là AI nó bằng với cả CI, có đúng không? AI bằng với CI. Thế nhưng mà ở đây thằng H thì nó lại là trọng tâm của cái tam giác KCD đúng không? Đúng chưa? H là trọng tâm của KCD cho nên là cái thằng CH ấy, CH thì nguyên gốc nhá, CH nó sẽ bằng là 2/3 của con CI đúng không anh em? CH nó chiếm hai khúc, CI nó chiếm 3 khúc đúng không ạ? Đúng chưa? Thế nhưng mà CI thì lại vô tình lại bằng với cả AI nữa. Được chưa? Thì lúc đấy cái con CI nó chỉ đúng chưa? Như vậy thì con AC sẽ chiếm 6 khúc. Đúng chưa? Đấy. Con AC này chiếm 6 khúc này, đúng không? Như vậy tỷ lệ nó là 2/6 thì bằng 1/3. Chuẩn chưa anh em? Ủa. Anh em đâu mất tiêu rồi. Căng thẳng quá anh em ơi. Ủa alo. Chết tôi ạ. À. Căng quá không? Ủa đâu rồi, đâu rồi? Thanh niên. Căng thẳng quá à. Thở ngắn thở dài. Thế là mai kia chiến đấu tiếp nhá. Ủa alo, đâu rồi? Hú hú hú. Ôi trời ơi, các ông ạ. Các ông lại cảm thấy căng thẳng quá thế này, sầu đời quá. Chết rồi. Giải về cái bài căng căng này lại đau não rồi. Hơi buồn. Ngôi ngủ quên. Quấn không? Ôi giời ơi. Thực ra là những cái này nó tương đối là nó trừu tượng thôi anh em. Tương đối là trừu tượng. Không phải là một phát có thể là triển triển khai ngay được đúng không? Chết rồi. Thôi rồi, không sao, thế thôi. Để ngày mai chúng ta sẽ trình bày tiếp vậy nha anh em. Đấy. Chắc là anh em kiểu không còn đủ sức để có thể chiến đấu được. Vì nói mấy tiếng rồi, đúng không anh em? Đàm đạo mấy tiếng về cái này rồi. Anh em thấy nó căng thẳng không? Căng thẳng đúng không? Dạ. Yeah. Thôi thôi, để bữa bữa tới chúng ta chiến đấu tiếp nha anh em nhé. Được không? Căng thẳng quá nhỉ. Nếu mà lên 12 thì lên 12 kem có thể tọa độ hóa cho cái bài toán này. Kem tính thì chắc là có thể là nó cũng sẽ nhẹ hơn một chút, nhưng mà nếu mà để tọa độ hóa được ấy thì cũng phải cao siêu đấy. Cũng phải cao siêu kem mới có thể là tọa độ hóa được cho cái bài này. Chứ nếu không thì cũng khá là căng. Đấy, cũng khá là căng. Ok, thôi thôi. Mệt mỏi quá, thôi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Bữa tới mình cày cuốc tiếp nha mọi người.